Lương Ý Hành bỗng nhiên cười phá lớn, cho bọn họ không giao dự án xây dựng đô thị này, cho tên phế vật đó dám ném tôi xuống tháp Thiên An. Tuy nhiên, Thẩm Tử Kiện không có cười, nói với vẻ mặt không cảm xúc, phía cảnh sát sẽ tra triệt để chuyện này, về cơ bản đã loại trừ khả năng là sự cố, mà là hành vi của con người gây ra. Vậy thì như nào? Lương Ý Hành vẫn chìm đắm trong niềm vui Lý Khinh Hồng Vương nhất xảy ra tai nạn, vẫn cười lớn. Nhưng cười rồi, anh ta sau đó không cười được nữa, thay vào đó là một nỗi kinh sợ, các người nghi ngờ là tôi làm. Không phải chúng tôi, chỉ cần là người bình thường đều sẽ nghi ngờ anh. Thẩm Tử Kiện nghiêm túc nói, anh vừa kết thủ án không thể điều tiết với Vương Nhất và Lý Khinh Hồng xong, không chỉ dùng video 5 năm trước ép cô ta quỳ xuống, còn muốn cường thế cướp dự án xây dựng đô thị của tập đoàn Lệ Tinh, trên đường trở về thì bọn họ xảy ra tai nạn xe, anh cảm thấy chuyện này là trùng hợp sao? Khựng lại một chút, Thẩm Tử Kiện lại nói, ngoài ra, tôi đã tìm người nghe ngóng, bọn họ tìm người lái hộ, tài xế lái hộ chạy quá tốc độ, cuối cùng bị một chiếc xe tải lớn đi tới đâm mấy lần. Nhưng chuyện này sao có thể chứng minh là tôi làm chứ? Sắc mặt của Lương Ý Hành âm trầm tới mức có thể vắt ra nước, anh ta vậy mà trong vô tình, gánh tội cho người khác. Không chỉ có anh, ngay cả tôi cũng bị liệt vào danh sách người bị hiềm nghi. Thẩm Tử Kiện nói bằng giọng nói trầm thấp, lần này chúng ta đều bị người có tâm tư khác lợi dụng rồi. Anh cảm thấy là ai làm? Trong mắt Lương Ý Hành vụt qua một tia sắc lạnh, bỗng nhiên hỏi. Thẩm Tử Kiện vẫn thở dài đầy u oán, Thiên An nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, tìm tới tìm lui, cũng chỉ có mấy người chúng ta, ngày hôm nay, trong bốn đại hào môn của Thiên An, có ai không tới? Sắc mặt của Lương Ý Hành cũng trở nên âm trầm. Nói ra tên của một người, Nhan Tương Mã của nhà họ Nhan sao? Còn một người nữa. Thẩm Tử Kiện nói, nhà họ Kim, Kim Thúy Như. Cùng lúc này, cao ốc Kim Thị. Ánh mắt của Kim Thúy Như nhìn chằm chằm vào người đàn ông điển trai ngồi ở trước mặt cô ta, người đàn ông điển trai cũng nheo mắt đánh giá Kim Thúy Như. Xung quanh mười mấy khẩu súng chĩa vào đầu của Kim Thúy Như và Kim Thành Phong. Kim Thành Phong bị dọa cho hai chân run rẩy. Nếu không phải ở bên cạnh có chị họ của mình chống lưng, anh ta sớm đã ngất đi rồi. Vẻ mặt của Kim Thúy Như lạnh lùng, nhìn người đàn ông điển trai trước mắt, chất vấn với giọng nói lạnh lùng, Lý Tinh Sở, anh đây là có ý gì? Không có ý gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở cô. Trong mắt Lý Tinh Sở lập lòe tia lạnh, tôi là muốn em đối phó em họ của tôi, không kêu em uy hiếp mạng sống của nó. Những lời này của Lý Tinh Sở, Kim Thành Phong nghe mà mờ mịt. Nhưng anh ta biết người đàn ông này, chính là người đàn ông tối hôm đó đến tìm chị họ, còn nói cái gì mà muốn lấy chị họ, nếu là người theo đuổi của chị họ, sao lại cầm súng chĩa vào đầu của chị họ chứ? Kim Thúy Như lại nghe hiểu rồi, bỗng khẽ mỉm cười. Tiếng cười từ trầm thấp trở nên mãnh liệt, cuối cùng biến thành cười vang, giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Kim Thành Phong toát mồ hôi lạnh cho chị họ, bây giờ bọn họ bị mười mấy khẩu súng chĩa vào đầu. Chị họ không những không sợ, vậy mà cười to giống như giễu cợt, nếu đối phương thật sự thẹn quá hóa giận bóp cò thì phải làm sao? Đương nhiên, điều Kim Thành Phong không hiểu nhất là mình căn bản là một người ngoài cuộc, ngay cả bọn họ đang nói gì cũng nghe không hiểu, tại sao cứ phải kéo anh ta vào? Ánh mắt của Lý Tinh Sở hằn học nhìn Kim Thúy Như, nói, có gì đáng cười? Tôi cười Lý Tinh Sở anh ngu muội, không hiểu tôi chút nào, cũng vọng tưởng lấy được tôi. Kim Thúy Như dừng cười, cho dù bị mười mấy khẩu súng chĩa vào, cô ta vẫn không hề sợ hãi, ánh mắt khinh thường nhìn Lý Tinh Sở, nói, ở trong mắt anh, Vương Nhất Lý Khinh Hồng xảy ra tai nạn xe là tôi làm sao? Sắc mặt của Lý Tinh Sở có chút không tự nhiên, nhưng vẫn lạnh lùng nói, tôi không nói là cô làm, chỉ là nhắc nhở cô. Kim Thúy Như tôi dám làm dám nhận, là chuyện tôi làm thì là tôi làm, không phải tôi làm, cũng đừng hòng hắt nước bẩn lên người tôi. Kim Thúy Như từ từ đứng dậy từ ghế tổng giám đốc, phất lờ mười mấy khẩu súng chĩa vào đầu cô ta, từ trên cao nhìn xuống Lý Tinh Sở, giọng nói vô cùng xa xăm. Trong đầu tôi có 100 cách tiêu diệt một người, duy nhất không chọn loại cách giết người này, bởi vì cách này theo tôi thấy, là cấp thấp nhất, cách làm ngu xuẩn nhất, anh lại nghi ngờ là tôi làm ư. Không phải, Thúy Như em nghe tôi giải thích. Lý Tinh Sở ngầu không quá 3 giây, sự lạnh lùng trên mặt biến mất. Thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, em họ của tôi suýt nữa chết trong tai nạn xe, người làm anh họ như tôi cũng lo lắng,
giả dụ em họ của em suýt chết, em cũng nhất định sẽ khẩn trương giống như tôi. Kim Thành Phong lập tức sững người, vẻ mặt kỳ quặc nhìn người đàn ông vừa rồi mặt mày lạnh lùng, bây giờ lại chột dạ không thôi này, đang yên đang lành, kéo tôi vào làm gì? Có điều, nói đã nói rồi, anh ta cũng nhìn Kim Thúy như với vẻ mong chờ, nếu anh ta xảy ra chuyện, chị họ liệu có không màng tất cả mà cứu mình không? Sau đó, Kim Thúy như chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, nói, tôi và anh khác nhau, Thành Phong cũng khác với em họ của anh, nó đã trưởng thành rồi, tới lúc học cách tự bảo vệ mình rồi. Kim Thành Phong bỗng nhiên nghe thấy tiếng răng rắc vỡ vụn, giống như thứ gì đó bị vỡ. Là trái tim của anh ta. Mặt của Lý Tinh Sở cứng đờ, vội vàng bảo thủ hạ thu súng lại, kiên trì xin lỗi, Thúy Như, là tôi manh động rồi, tôi xin lỗi em có thể quên chuyện vừa rồi không? Kim Thúy Như trầm mặc không nói, nhìn Lý Tinh Sở giống như nhìn đồ ngốc. Lý Tinh Sở này theo đuổi cô ta khoảng 7,8 năm rồi, đối với người khác rất bình thường, chỉ duy nhất đối với cô ta thì quấn chết lấy, giống như đỉa bám hất thế nào cũng không ra. Hôm nay không dễ dàng hung dữ một lần, còn chưa tới 3 giây thì lập tức lộ nguyên hình. Kim Thành Phong càng phục sát đất đối với Kim Thúy Như, chị họ chỉ hơi nổi giận, đối phương lập tức từ hổ biến thành mèo, đạo trị người như này, anh ta cũng muốn học. Thúy như em thấy, sẽ là ai làm? Lý Tinh Sở lại nheo mắt lại, như có suy tư mà hỏi. Không biết, Kim Thúy Như lắc đầu, nói, nhưng nếu tôi là anh, sẽ thoát khỏi tư duy theo quán tính mà suy nghĩ vấn đề, thiên an quá nhỏ, hạn chế quá nhiều. Khựng lại một chút, Kim Thúy Như nhìn sâu vào Lý Tinh Sở, nói, tôi cuối cùng tặng một câu, vụ án giết người không có động cơ, không dễ dàng bị tra ra nhất. Có ý gì? Ánh mắt của Lý Tinh Sở mờ mịt. Kim Thúy Như không nói tiếp nữa, cô ta rất rõ, nếu cô ta còn nói tiếp, anh ta nhất định sẽ phá vỡ nồi đất hỏi tới cùng. Có ý gì tự anh suy nghĩ, nhưng chuyện đồng ý với anh, tôi nhất định sẽ làm được. Trong mắt Kim Thúy Như vụt qua một chút hàn quang, tôi sẽ đánh gục Lý Khinh Hồng, nhưng không phải dùng loại cách cấp thấp này, anh chỉ cần yên lặng đợi tin là được. Thành Phong, chúng ta đi. Kim Thúy Như đứng dậy, dẫn Kim Thành Phong rảo bước đi về phía cửa phòng làm việc. Lý Tinh Sở nhìn bóng lưng của Kim Thúy Như hồi lâu, lúc này vừa buồn vừa vui mà lắc đầu, không phải em ấy. Buồn là không tìm được hung thủ có ý đồ giết hại em gái của mình. Vui là không phải là Kim Thúy Như. Sau khi cùng với Thẩm Tử Kiện vội vàng rời đi, Lương Ý Hành đã về tới nhà họ Lương. Vừa mở cửa thì nhìn thấy Lương Nam Lĩnh đang ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Hai mắt của ông cụ nhắm chặt, giống như đang nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông lão mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn Lương Ý Hành, Ý Hành, về rồi sao? Lương Ý Hành lập tức cúi người, vâng ạ, ông nội. Khi nói chuyện, anh ta lập tức kinh ngạc liếc nhìn Lương Nam Lĩnh, bình thường ông nội đều ngủ rất sớm, sao hôm nay giờ này còn chưa ngủ? Lương Nam Lĩnh dường như nhìn thấu Lương Ý Hành nghĩ gì trong lòng, cười lạnh nhạt, nói, mưa to gió lạnh, cộng thêm cháu trai chưa về, ông không ngủ được. Thì ra là như vậy. Lương Ý Hành mỉm cười, quan tâm nói, ông nội, thời gian không sớm nữa, vẫn là mau đi nghỉ ngơi đi ạ. Không vội. Lương Nam Lĩnh xua tay, nhìn Lương Ý Hành rồi nói, dự án xây dựng đô thị, có về tay chưa? Trong lòng của Lương Ý Hành tốt đi, khẽ thở dài, anh ta biết, ông nội sẽ hỏi chuyện này. Nhưng anh ta cũng không nói dối, nói thật, xảy ra một chút sự cố, có điều ông nội yên tâm. Dự án xây dựng đô thị là vật trong túi nhà họ Lương chúng ta, cháu nhất định sẽ lấy được nó. Chỉ là sự cố nhỏ sao? Trong đôi mắt phần đục của Lương Nam Lĩnh vụt chia một tia sáng, nói, chỉ là sự cố nhỏ, cháu cũng sẽ không mất mạng, càng sẽ không bị người ta coi thành cửu thế tội. Lương Ý Hành lập tức không dám thở mạnh, dè dặt nói, ông nội, thì ra ông đều biết rồi. Lương Nam Lĩnh không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, mà lạnh nhạt nói. Vẫn là cháu làm việc quá lỗ mãng, Lý Khinh Hồng và Vương Nhất đó đều không phải là người bình thường, cháu đánh giá quá thấp bọn họ rồi. Lương Ý Hành vội vàng nói, vậy ông nội nói, phải làm sao? Lương Nam Lĩnh khẽ thở dài, nói, nhà họ Lương chúng ta dựa vào đâu liệt vào bốn đại hào môn, cháu chắc sẽ không biết nhỉ? Đương nhiên không phải. Lương Ý Hành nói, bởi vì vị đó. Không sai. Trong mắt của Lương Nam Lĩnh vụt qua một tia âm trầm. Video đã lộ ra,
Vương Nhất và Lý Khinh Hồng nhất định sẽ nghĩ cách hủy tệp gốc trong tay cháu, đến lúc đó chúng ta sẽ mời vị kia tới, trực tiếp giết bọn họ. Cách hay. Lương Ý Hành vui mừng, nhưng rất nhanh lại trở nên lo lắng, chỉ là vị kia hành tung không cố định, sẽ tới sao? Không cần lo lắng, ông đã liên lạc với thủ hạ của vị kia, chỉ cần Vương Nhất đó dám tới, nhất định cho cậu ta có đi không về. Lương Nam Lĩnh lạnh lùng nói. Vừa thức dậy, Vương Nhất phát hiện Lý Khinh Hồng ở bên cạnh đã không thấy đâu nữa, đi xuống tầng mới phát hiện cô đang làm bữa sáng ở trong bếp. Chào buổi sáng. Vương Nhất khẽ mỉm cười chào Lý Khinh Hồng. Chào buổi sáng. Lý Khinh Hồng ngẩng đầu liếc nhìn anh, bỗng nói, cô ấy đã đi rồi. Vậy sao? Vương Nhất nghe vậy, cũng hơi sững người, sau đó đi vào phòng của Khương Nhã Mi. Trong phòng trống không, chăn và ga giường đều được gấp gọn gàng, giống như chưa từng sử dụng. Nếu không phải trên đầu giường để một tờ giấy trắng, Vương Nhất sẽ tưởng rằng căn phòng này không có ai sử dụng. Anh cầm tờ giấy lên xem, chỉ thấy bên trên viết một dòng chữ nắn lót. Cảm ơn sự níu giữ đêm qua, có tiến triển, tôi sẽ tìm anh, ngoài ra, thay tôi nói một tiếng cảm ơn với vợ của anh, Khương Nhã Mi viết. Cầm tờ giấy, Vương Nhất cười khổ một tiếng, thật ra vào hôm qua khi hai người phụ nữ gặp mặt thì anh đã nhìn ra Khương Nhã Mi vẫn chưa chuẩn bị xong để đối mặt với Lý Khinh Hồng. Sau khi đại ca mất tích, cô ta độc lai độc vãng quen rồi, bất luận xảy ra chuyện gì, cô ta cũng sẽ không gây phiền phức cho người khác. Sau khi cất lời nhắn đi, Vương Nhất như người không có chuyện gì đi ra khỏi phòng. Lý Khinh Hồng sẽ không chủ động nhắc tới chuyện này, Vương Nhất cũng sẽ không tự tìm khó mà đi chạm vào chỗ khó ở của cô. Chuẩn bị một chút, lát nữa cùng với em tới phim trường Vĩnh Lạc một chuyến. Trên bàn ăn, Lý Khinh Hồng bỗng nhiên nhìn sang Vương Nhất, nói. Vương Nhất sững người, tới phim trường Vĩnh Lạc làm gì? Anh nhớ, nơi này hình như là nơi chuyên để đoàn làm phim quay phim. Hôm nay là ngày bắt đầu quay quảng cáo tuyên truyền, đạo diễn quay quảng cáo đã đến rồi. Nghe vậy, Vương Nhất lúc này mới nhớ ra chuyện quay quảng cáo tuyên truyền cho sản phẩm mới, thiên sứ của tập đoàn Lệ Tinh. Vốn loại chuyện này Vương Nhất không thể tham gia, nhưng hết cách, Lý Khinh Hồng cũng làm trò cười mà gia nhập rồi, anh cũng chỉ có thể đóng vai chính. Hai người đến phim trường Vĩnh Lạc làm gì, muốn đi quay phim sao? Tai của Lý Tuyết Nhi vểnh lên, cách rất xa thì nghe thấy rồi. Cô ta hộc tốc chạy ra. Vương Nhất nói nội dung công việc cho Lý Tuyết Nhi. Lý Tuyết Nhi lập tức vỗ tay thốt lên. Em lớn như này còn chưa từng tới hiện trường quay phim, có thể đi cùng không? Vương Nhất lập tức nhìn sang Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng nhíu mày, vừa muốn lên tiếng thì Lý Tuyết Nhi lập tức ôm Vương Tử Lam tới. Tử Lam, ba và mẹ sắp tới tổ quay quay quảng cáo, không thể ở bên cháu, vậy phải làm sao? Vương Tử Lam vốn ngoan ngoãn ăn cơm thì nghe thấy ba mẹ không thể ở bên mình, lập tức không vui, còn có chút tủi thân mà nói, ba mẹ, con cũng muốn đi cùng với ba mẹ. Lý Khinh Hồng bỗng hết cách, hằn học lườm Lý Tuyết Nhi, nhưng vẫn thỏa hiệp, hai người có thể đi cùng, nhưng không thể quấy nhiễu tiến trình quay quảng cáo. Lý Tuyết Nhi hoan hô một tiếng, lập tức nói, được, em chắc chắn không quấy nhiễu. Ăn xong bữa sáng, bốn người vào một tiếng sau thì tới phim trường Vĩnh Lạc. Vương Thanh Hòa, người quản lý Từ Hy đã đến rồi, điều khiến Vương Nhất kinh ngạc là sau khi bọn họ tới không lâu, Lương Nhật Tân cũng đến rồi. Anh đến làm cái gì? Khi nhìn thấy Lương Nhật Tân, tâm trạng tốt của Vương Thanh Hòa mất hết. Lương Nhật Tân nhìn Vương Thanh Hòa, cười ha ha nói, Chủ tịch Bạch rất quan tâm chuyện này nên phái tôi tới xem tiến trình. Nếu là ý của Chủ tịch Bạch, Vương Thanh Hòa không thể nói gì nữa. Lúc này Vương Nhất đi tới. Nheo mắt nhìn Lương Nhật Tân, nói, tham quan thì có thể, nhưng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, hy vọng anh có thể phân rõ. Từ Hy biết thân phận của Vương Nhất, cũng không dám đối đãi với Vương Nhất như lần trước, ngược lại là Lương Nhật Tân, nhìn Vương Nhất bật cười một tiếng, tôi làm chuyện gì, cần thông qua sự đồng ý của anh sao? Nói xong, nụ cười trên mặt trở nên lạnh lùng, các người đã không còn mấy ngày có thể nhảy nhót nữa rồi. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng biết chuyện mà Lương Nhật Tân nói là chuyện Lương Ý Hành hôm qua uy hiếp bọn họ, nhưng kết quả cụ thể như nào, Lương Nhật Tân hình như không biết. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng không để tâm, đi thẳng tới trước mặt Vương Thanh Hòa, đạo diễn đâu. Vương Thanh Hòa rất nhanh thì dẫn bọn họ tới trước mặt một người đàn ông trông hơn 40 tuổi, có cái bụng bia rất lớn, vị này chính là đạo diễn Thái Phiên. Nói xong,
lại chỉ vào Lý Khinh Hồng và nói, đạo diễn Thái, vị này là chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh. Chào cô Lý. Thái Phiên lập tức xung xoe đưa tay về phía Lý Khinh Hồng. Đây là nam chính, Vương Nhất, anh Vương. Vương Thanh Hòa lại giới thiệu Vương Nhất. Ánh mắt của Thái Phiên nhìn sang Vương Nhất, lông mày lập tức nhíu chặt, cậu chính là nam chính sao? Phải. Vương Nhất mỉm cười đáp lại, lịch sự đưa tay ra, tôi rất thích Sát Thủ Bạch Khởi của đạo diễn. Tuy nhiên, Thái Phiên lại không có chìa tay ra, vẫn chắp hai tay sau lưng, cậu trước đây có tác phẩm gì không? Không có. Vương Nhất thu tay lại, lắc đầu, đây là lần đầu tiên tôi quay quảng cáo. Thì ra là người dùng quan hệ đi cửa sau. Thái Phiên bật cười một tiếng, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất trở nên khinh bỉ. Sắc mặt của Vương Nhất hơi thay đổi, đang muốn giải thích, Thái Phiên lại liếc xéo, nhìn sang Vương Tử Lam ở bên cạnh Vương Nhất, lập tức sắc mặt thay đổi, đây là con cái nhà ai? Mau đuổi ra ngoài. Vương Nhất lập tức xin lỗi nói, xin lỗi, đây là con gái của tôi, con bé rất ngoan, sẽ không quấy nhiễu trình tự quay. Nói xong, lại cúi đầu nhìn sang Vương Tử Lam, chào chú đi. Con không muốn. Điều ngoài dự liệu, lần này Vương Tử Lam vậy mà không nghe lời của anh. Chỉ thấy cô bé trốn ở đằng sau Vương Nhất, tức giận trừng mắt với Thái Phiên, vẻ mặt tức giận nói, chú ấy là người xấu, con không chào chú ấy đâu. Thái Phiên cũng không quan tâm, chỉ dặn dò người của tổ quay phim có thể bắt đầu làm việc rồi. Sau đó, ông ta nhìn sang Vương Nhất, nghiêm túc nói, tôi mặc kệ cậu là có quan hệ với ai, đến nơi này, tôi là lớn nhất. Trông kỹ con gái của cậu, đừng để nó làm phiền tiến trình quay. Vương Tử Lam bị dọa giật mình, lập tức trốn ở đằng sau Vương Nhất. Biểu cảm trên mặt Vương Nhất cũng trở nên lạnh nhạt rất nhiều, quay đầu xoa đầu của Vương Tử Lam, nói, ba phải làm việc rồi, ở một bên xem ba làm việc được không? Dạ. Vương Tử Lam có chút tủi thân, nhưng vẫn chạy sang một bên, ngoan ngoãn xem. Cảnh quay phải quay ngày hôm nay chủ yếu chia ra hai cảnh, một cảnh cổ đại. Một cảnh hiện đại, cảnh cổ đại do cảnh của Vương Thanh Hòa làm chính, cảnh hiện đại do cảnh của Lý Tổng làm chính, không cần trang điểm gì cả, diễn vẻ gốc là được. Thái Phiên sớm đã biết tin Lý Khinh Hồng cũng sẽ tham gia, vẻ mặt rất nịnh nọt với cô. Sau đó, Vương Nhất bị kéo đi thay đồ trang điểm, thay trang phục cổ đại, phong thần như ngọc, tuấn giật vô cùng. Vương Thanh Hòa cũng đã thay đồ xong, khoác trên mình hán phục tuyệt đẹp màu đỏ, tay áo rộng, gương mặt xinh đẹp. Mái tóc dài được búi cao, được một chiếc châm màu vàng cố định lại. Đầu đội mũ phượng khảm ngọc, tơ lụa thiết tha, nhìn một cái, giống như nữ đế giáng trần, mẫu nghi thiên hạ. Cách đó không xa, hai mắt của Lương Nhật Tân nhìn chằm chằm Vương Thanh Hòa đã thay hán phục, sắc mặt tái xanh, nếu không phải thằng oát đó làm hỏng việc, bây giờ người diễn với Vương Thanh Hòa là anh ta rồi. Từ Hy ở một bên vội an ủi, không cần lo lắng, tên nhóc đó lần đầu diễn xuất. Không có bất kỳ kinh nghiệm gì, nếu hiệu quả không tốt, nhất định sẽ đổi sang cậu, tới lúc đó cậu vẫn có thể hôn được Lý Khinh Hồng và Vương Thanh Hòa. Ở một bên khác, Thái Phiên nhìn sang bên cạnh Vương Nhất, liếc nhìn anh, nói, cậu không có kinh nghiệm diễn xuất, cho nên tôi cũng không trông mong cậu có thể cho tôi bất ngờ gì, cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được, hiểu rồi chứ. Thái Phiên lại xoay người nhìn sang tất cả người của tổ quay phim, nói, cảnh quay thứ nhất dùng cảnh của Vương Thanh Hòa làm chính. Cô phải diễn ra được loại tuyệt vọng khi biết chồng tử trận xa trường, hiểu chứ? Nói xong, ông ta lại nhìn sang Vương Nhất, cậu, lát nữa nằm gục trên đất là được, sẽ cho cậu một cảnh diễn thi thể. Nói xong, không đợi Vương Nhất lên tiếng thì Thái Phiên đã nhìn sang tất cả mọi người của tổ quay phim, tất cả mọi người chuẩn bị, bắt đầu. Đợi chút. Tuy nhiên, lời của Thái Phiên chưa dứt thì bị một giọng nói cắt ngang. Chỉ thấy Vương Nhất mặt mày nghiêm túc nói. Xin lỗi, tôi cảm thấy lối suy nghĩ của ông có chút vấn đề. Đã chuẩn bị bắt đầu quay rồi, lại bị Vương Nhất hô dừng, điều này khiến Thái Phiên rất không vui. Ông ta ném kịch bản cho trợ thủ, sau đó sải bước đi tới trước mặt Vương Nhất, ánh mắt bất thiện nhìn anh, cậu vừa nói gì? Bởi vì Vương Nhất đột nhiên cắt ngang tiến trình, những người khác của tổ quay phim cũng nhìn Vương Nhất với vẻ mặt khác lạ, bao gồm cả Vương Thanh Hòa và Lý Khinh Hồng. Bị nhiều người chú ý như vậy, Vương Nhất không hề sợ hãi, thần sắc vẫn bình tĩnh, tôi cảm thấy, lối suy nghĩ của ông có chút vấn đề. Vì vậy, sắc mặt của Thái Phiên càng thêm âm trầm, hít sâu một hơi, nhìn Vương Nhất nói, nghe đây, đừng tưởng cậu là nam chính,
thật ra nhân vật chính của cái quảng cáo này chỉ có hai người, đó chính là Vương Thanh Hòa và Lý Tổng, cậu chỉ là một người làm nền, lấy đâu ra lắm trò thế. Quay quảng cáo là chú trọng sự nhất quán, nó không đơn giản như những gì cậu nghĩ, nếu bởi vì sự hô dừng của cậu đã bỏ qua trạng thái tinh thần tốt nhất của các diễn viên, dẫn tới thứ quay ra sứt sẹo, trách nhiệm này, cậu gánh nổi không? Nếu là người bình thường, dưới sự đe dọa của Thái Phiên, khả năng sớm đã bị dọa rồi, nhưng Vương Nhất không những không tức giận, ngược lại nở nụ cười hờ hững, chắc không nghiêm trọng như vậy chứ, tôi chỉ là đề xuất kiến nghị của mình mà thôi. Cậu ngay cả quay quảng cáo cũng không biết, có thể đề xuất đề nghị gì hay chứ. Lúc này, đằng sau truyền tới tiếng cười mỉa mai. Tất cả mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Lương Nhật Tân hai tay đút túi quần, thong dong đi tới. Vương Thanh Hòa không nhìn nổi nữa, nói chuyện cho Vương Nhất, anh cũng không hiểu người ta, làm sao biết anh ta không biết diễn. Anh ta là một tên lính quèn, biết diễn cái gì chứ? Lương Nhật Tân mỉa mai nói, nếu không phải anh ta và Lý Tổng quen biết, đâu tới lượt anh ta chứ? Khựng lại một chút, lại cười nói, có điều, tập đoàn Lệ Tinh cũng không tồn tại được bao lâu nữa. Lý Khinh Hồng mặt mày lạnh lẽo nhìn Lương Nhật Tân, tập đoàn Lệ Tinh của tôi tồn tại được bao lâu, không phải là do anh nói là được. Lương Nhật Tân còn tưởng Lý Khinh Hồng còn chưa biết tin nhà họ Lương muốn xuống tay với tập đoàn Lệ Tinh, vẻ giễu cợt trên mặt càng đậm. Vương Nhất lạnh lùng nhìn anh ta, vốn anh chỉ muốn ra tay với một mình Lương Ý Hành, tha cho nhà họ Lương một con đường sống, bây giờ là anh quá nhân từ rồi. Nếu không muốn trở nên giống như Lương Ý Hành thì đừng trêu chọc tôi. Anh lạnh lùng nói. Khí thế trên người Vương Nhất đã dọa Lương Nhật Tân giật mình. Từ Hy lập tức đứng ra nói với Lương Nhật Tân, Nhật Tân, cậu có thân phận gì, cậu ta có thân phận gì, sao mà xứng nói chuyện với cậu, đừng chấp nhặt với cậu ta. Lương Nhật Tân hừ lạnh một tiếng, mắng chửi rồi rời khỏi chỗ quay. Anh ta quyết định đi ra bên ngoài hóng gió trước, sau khi sẽ quay lại xem quay quảng cáo như nào. Thái Phiên lạnh lùng nhìn Vương Nhất, cuộc đối thoại vừa rồi của anh và Lương Nhật Tân ông ta của đều nghe thấy, cũng nảy sinh một chút cảm xúc bất mãn với Lý Khinh Hồng. Không có nhẫn kim cương thì đừng nhận việc gốm sứ này, ở lĩnh vực chuyên nghiệp thì nên để người chuyên nghiệp đi làm, mà Lý Tổng này lại không dùng diễn viên chuyên nghiệp, cứ phải để một người ngoài không có kinh nghiệm nghệ thuật đi làm. Lý Tổng, người này không thích hợp. Cuối cùng, Thái Phiên đi tới trước mặt Lý Khinh Hồng, nói, vẫn là đổi đi, để Lương Nhật Tân diễn đi. Lý Khinh Hồng không bị lay động, lạnh nhạt nói, vẫn là nghe thử đi, nói không chừng có cái gì khiến mắt của người khác sáng lên. Vì vậy, Thái Phiên càng thêm bất mãn với Lý Khinh Hồng, nhưng cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Vương Nhất, vậy cậu nói đi. Vương Nhất không có gì sự xem thường của Thái Phiên mà tức giận, ngược lại nói với vẻ mặt bình tĩnh, tôi cảm thấy ông khả năng xuyên tạc chủ đề. Lời này vừa dứt, không chỉ sắc mặt của Thái Phiên cứng đờ, những nhân viên khác trong tổ quay phim cũng ngây ngốc nhìn Vương Nhất, người trẻ tuổi này thật sự không dám nói gì cả. Xuyên tạc chủ đề, cậu hiểu cái gì? Rốt cuộc cậu là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Thái Phiên hoàn hồn, vẻ mặt tức giận nhìn Vương Nhất, phẫn nộ nói. Ông là ăn cơm của ngành này, ông là đạo diễn, nhưng điều này không thể đại biểu cái gì cả. Vẻ mặt của Vương Nhất vẫn rất bình tĩnh, chính vì tôi không có kinh nghiệm nghệ thuật, cho nên mới là một khán giả triệt để. Ông dùng ánh mắt của đạo diễn để nhìn nhận lần quay quảng cáo này, mà tôi lại dùng ánh mắt của khán giả, không thể lẫn lộn mà nói. Thái Phiên vẫn nhìn Vương Nhất đầy khinh thường, anh nói không sai, anh chỉ có thể dùng góc nhìn của khán giả để nhìn nhận lần quay quảng cáo này, mà đạo diễn lại nắm giữ tất cả, sao có thể so sánh. Vương Thanh Hòa lại chớp đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Vương Nhất, dường như rất có hứng thú đối với lời của Vương Nhất. Gia đình, là cái tôi nghĩ tới sau khi nghe thấy cái tên của sản phẩm mới thiên sứ này. Vương Nhất từ từ nói, chủ đề cổ đại xuyên hiện đại rất mới mẻ. Khó mà có được kịch bản hay ở trong giới quảng cáo hiện nay, nhưng tôi cảm thấy trọng điểm nên đặt vào cuộc sống hạnh phúc của một nhà ba người từ xưa đến nay, chứ không phải sau khi trang điểm xong nữ chính đẹp như nào, nếu không đoạn phim này căn bản không cần nam chính, một mình nữ chính là đủ rồi. Cậu vốn không phải yếu tố chính. Thái Phiên thấp giọng mắng trong lòng, ngoài mặt lại kìm nén lửa giận trong lòng, nói, vậy cậu nói, nên sửa như nào? Tôi cảm thấy, nên thêm một nhân vật nữa. Vương Nhất nói, con gái quay chung. Đề nghị mang tính xây dựng này vừa đưa ra, tất cả mọi người đều nhìn nhau.
Vương Thanh Hòa và Lý Khinh Hồng liếc nhìn nhau, hai mắt đầu sáng lên, không hẹn mà cùng nhìn lên người của Vương Tử Lam đang chơi một mình. Dường như cảm nhận được ánh mắt, Vương Tử Lam xoay lại nhìn, khẽ vẫy tay với Lý Khinh Hồng, mẹ. Lý Khinh Hồng cũng khẽ mỉm cười vẫy tay với cô bé. Thái Phiên nhìn Vương Nhất với vẻ mặt rất âm trầm, nói, thật là nói năng linh tinh, vậy mà để đứa trẻ cái gì cũng không biết tới diễn, cậu Vương, cậu biết xung đột với đạo diễn, sẽ có kết cục gì không? Vương Nhất lắc đầu, không hề sợ hãi trước uy hiếp của Thái Phiên, không biết, hay là đạo diễn Thái nói thử với tôi. Cậu sẽ bị đá ra khỏi tổ quay, cậu sẽ từ bỏ cơ hội nghệ thuật không dễ có được này. Thái Phiên nhìn Vương Nhất với ánh mắt sắc bén, cố thử nhìn ra sự sợ hãi từ trong mắt của Vương Nhất. Đáng tiếc, trên mặt Vương Nhất không có chút sợ hãi nào, ngược lại vô cùng bình tĩnh, vậy ông đá tôi ra khỏi tổ quay đi, ông không hiểu tí gì về ý nghĩa thật sự của sản phẩm mới này, nó tại sao tên là Thiên Sứ, được tạo ra trong tình huống như nào, cái quay ra làm sao được mọi người thị trường đón nhận. Đây là quay quảng cáo, không phải là đang học môn ngữ văn, tôi không cần tư tưởng trung tâm, cái tôi muốn là bán được hàng. Thái Phiên không nhịn được nữa, tức giận gầm lên với Vương Nhất. Nhưng ông ngay cả chủ đề cũng không xác định rõ, nói gì tới bán được hàng. Vương Nhất lạnh lùng nhìn Thái Phiên. Thái Phiên tức giận đùng đùng đi tới trước mặt Lý Khinh Hồng, nói, Lý Tổng, đổi người đi, người này không thích hợp. Vương Thanh Hòa nghe vậy, lập tức cầu xin cho Vương Nhất. Đạo diễn Thái, ông suy nghĩ một chút đi, tôi cảm thấy anh ta nói rất có lý. Vương Thanh Hòa, đây không chỉ là tác phẩm của cô, còn là tác phẩm của tôi không cho phép tác phẩm của tôi có tồn tại người đầy khuyết điểm như này. Thái Phiên nói với vẻ cố chấp, cậu ta cái gì cũng không hiểu thì dám tới dạy dỗ tôi thật sự không biết cậu ta làm sao được chọn. Một câu cuối cùng lại có chút ý công kích Lý Khinh Hồng, Lý Khinh Hồng rơi vào trầm mặc, sau đó sắc bén nhìn Thái Phiên. Bỗng hỏi, đạo diễn Thái, ông thật sự là nghĩ như vậy sao? Đương nhiên, Thái Phiên nói rất hiển nhiên, cậu ta căn bản không xứng với vai diễn này, ngoài ra, cô cũng không cần lo lắng chuyện không có nam chính, Lương Nhật Tân có thể. Được thôi, vậy thì đổi đi. Lý Khinh Hồng bỗng nhiên cắt ngang lời của Thái Phiên, u ám nói. Lý Tổng, cô suy nghĩ lại. Sắc mặt của Vương Thanh Hòa thay đổi, với góc độ của cô ta không muốn diễn với Lương Nhật Tân. Thái Phiên lại rất vui vẻ, được, tôi bây giờ gọi điện cho Lương Nhật Tân. Ý tôi nói là ông. Lời của Lý Khinh Hồng biến đổi, bất thình lình nhìn ông ta. Cái gì? Nhất thời, Thái Phiên không hiểu là ý gì. Lý Khinh Hồng nhìn Thái Phiên với ánh mắt lạnh lùng, chỉ vào ông ta mà nói, đổi ông ta cho tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nụ cười trên mặt Thái Phiên còn chưa hoàn toàn giãn ra thì hoàn toàn đông cứng lại. Sau đó, ông ta giống như nghe thấy chuyện dọa người gì đó, cả gương mặt kịch liệt co giật. Đổi người mà ông ta nói, quả thật là đổi rồi, nhưng người đổi không phải là diễn viên, mà là đạo diễn như ông ta. Đổi đạo diễn, đây là chuyện gì? Thái Phiên tức đến mức tái xanh mặt, cả người run rẩy, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, chỉ là không quay lại màu bình thường. Lúc tức giận. Trong lòng ông ta còn có chút ấm ức, ông ta nói thế nào cũng là đạo diễn lớn nổi tiếng, sao có thể bị đối xử như vậy? Nhìn khắp cả giới giải trí, cũng không có một đạo diễn nào bị đổi lúc quay như ông ta. Thái Phiên tức đến mức xì khói, bản thân ông ta là một đạo diễn lớn, ông ta cũng nóng, ông ta rất muốn hừ một tiếng, sau đó rất có cốt khí mà xoay người rời đi, nhưng nghĩ mình bị đổi như vậy, có phải quá mất mặt không? Vì vậy, lại ngừng ý nghĩ này. Những người khác của tổ quay phim, bao gồm cả Vương Thanh Hòa cũng nhìn Lý Khinh Hồng đầy khó tin, không ai đoán được, đổi người mà Lý Khinh Hồng nói, vậy mà đổi đạo diễn. Lần này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn sang Vương Nhất, âm thầm suy đoán anh là ai, vậy mà khiến nhà sản xuất bao che cho anh như vậy. Vương Nhất cũng không ngờ Lý Khinh Hồng lại làm như vậy, vậy mà không nói một lời thì đổi đạo diễn, anh nhìn Lý Khinh Hồng rồi nói, làm như vậy không tốt nhỉ. Anh chỉ là đề xuất suy nghĩ của anh, không có ý khác. Thái Phiên lập tức cảm kích liếc nhìn Vương Nhất, ông ta không ngờ, người cuối cùng nói chuyện giúp ông ta, vậy mà là Vương Nhất người mà ông ta xem thường. Tuy nhiên, Lý Khinh Hồng vẫn không bị lay động, vẻ mặt hết sức vô cảm, ông không phải cảm thấy mình là đạo diễn nổi tiếng của giới giải trí thì cảm thấy tài giỏi hơn người sao. Lời này vừa dứt, Thái Phiên càng bị dọa tới tái mặt, không dám nói câu nào.
Lý Khinh Hồng đã tỏ rõ lập trường, đạo diễn có lớn nữa, có thể lớn hơn nhà sản xuất sao? Đôi mắt sắc bén của cô nhìn Thái Phiên, nói, diễn viên không tốt, có thể đổi, đạo diễn không tốt, cũng có thể đổi, không có ai xem thường ai hết, rõ rồi chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Thái Phiên đâu còn dám có một chút kiêu ngạo của đạo diễn nổi tiếng nữa, gật đầu giống như gà con mổ thóc. Ngoài ra, tôi cảm thấy suy nghĩ của anh ấy rất hay, làm như những gì anh ấy nói, ông không muốn quay như vậy, cũng phải quay như vậy. Lý Khinh Hồng lạnh lùng nói, thái độ cứng rắn như vậy khiến mọi người ở đây cảm nhận được áp lực tâm lý rất lớn. Nói thật với ông, dòng nước hoa, thiên sứ, này, nguyên mẫu chính là con gái của tôi, Vương Nhất hoàn toàn đã nói ra những gì tôi nghĩ trong lòng. Cái gì? Lời này vừa dứt, biểu cảm của tất cả mọi người lập tức trở nên khó tin, ngây ngốc nhìn Vương Nhất. Chỗ mà ngay cả đạo diễn cũng không hiểu được, một người ngoài ngành lại hiểu được. Nhiệm vụ quay tiếp theo, tất cả thực hiện theo nội dung mà Vương Nhất nói, ông chỉ cần phụ trách tốt hiệu quả cảnh quay là được. Lý Khinh Hồng cuối cùng vẫn không có đổi đạo diễn. Nhưng làm như vậy thì sẽ cắt giảm phần quay của Vương Thanh Hòa. Thái Phiên vẫn đang giãy giụa lần cuối cùng. Tôi không sao. Vương Thanh Hòa cười ôn hòa, nói, chỉ cần có thể quay tốt nội dung, nhiều cảnh ít cảnh, không sao hết. Vậy được rồi. Nếu Vương Thanh Hòa không có ý kiến, Thái Phiên càng không tiện nói gì. Khựng lại một chút, ông ta nói với Vương Nhất, vậy thì do cậu nghĩ nội dung. Khi nói lời này, khóe miệng của ông ta nhếch lên nở nụ cười lạnh. Ông ta không tin, một người ngoài ngành, có thể nghĩ ra chủ ý sáng giá gì. Vương Nhất cũng rơi vào trong trầm mặc, trong việc thiết kế kịch bản, anh vẫn là một tên gà mờ. 1 phút, 5 phút, 10 phút. Tròn 15 phút trôi qua, Vương Nhất vẫn chưa nghĩ ra nội dung thích hợp. Vương Thanh Hòa cười rồi nói, từ từ nghĩ, không cần vội, nghĩ nội dung kịch bản dễ, nhưng nghĩ ra kịch bản hay thì cần từ từ. Vương Nhất mỉm cười liếc nhìn cô ta, đúng vậy, nghĩ kịch bản không phải chuyện khó, vào vừa rồi, anh cũng tạm thời nghĩ được mấy cái, nhưng đều không thích hợp. Thời gian lâu dần, người của tổ quay phim dần dần sinh ra cảm xúc bất mãn đối với Vương Nhất. Nhưng ngại ánh mắt của Lý Khinh Hồng, chỉ có thể nhìn. Có một vài người chính là như vậy, một ánh mắt, một câu nói thì có thể khiến người khác cảm nhận được áp lực vô hình. Ba, con đói rồi. Vào lúc này, Vương Tử Lam chơi mệt rồi, lon ton chạy tới trước mặt Vương Nhất. Vương Nhất đặt cô bé lên chân, được, ba lát nữa dẫn con đi ăn cơm. Chỉ động tác này đã khiến Vương Nhất lập tức ngây ra. Sau đó, anh nhìn sang tất cả mọi người. Tôi nghĩ ra rồi. Anh nghĩ được cái gì rồi? Vương Thanh Hòa ngạc nhiên nhìn Vương Nhất, hỏi. Đám người Thái Phiên lại nhìn Vương Nhất với vẻ mặt không tin tưởng, thời gian ngắn như vậy có thể nghĩ ra cách gì hay chứ? Chỉ thấy Vương Nhất nói với vẻ nghiêm túc, tôi cảm thấy giới hạn mà chúng ta phải chịu quá nặng, không cần lời thoại, chỉ cần ánh mắt thì đều có tác dụng hơn bất cứ lời thoại nào. Như vậy sao mà được? Nghe vậy, sắc mặt của Thái Phiên lại tối đi. Đâu có quảng cáo nào không có lời thoại. Tại sao cần lời thoại? Vương Nhất bình tĩnh phản bác, cái chúng ta muốn thể hiện là tình yêu, lời thoại có hay nữa, có thể miêu tả được tình yêu sao? Cái này, chỉ là một vấn đề đơn giản như vậy đã làm khó Thái Phiên rồi. Dùng ngôn ngữ miêu tả tình yêu, như vậy quá cũ rích, cũng quá phiến diện. Vương Nhất lắc đầu, nói... Đối tượng sử dụng nước hoa thương hiệu cao cấp của tập đoàn Lệ Tinh thường là phụ nữ từ 25, 35 tuổi, bọn họ hiểu nhất, cũng khát vọng nhất chính là tình yêu trưởng thành. Ở thời đại ly hôn còn bình thường hơn uống nước như hiện nay, tình yêu thật sự tồn tại sao? Vương Thanh Hòa nghe thì lập tức động lòng, Lý Khinh Hồng để ly trà trong tay xuống, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất. Vương Nhất cũng như cảm nhận được cái gì đó, quay đầu nhìn sang Lý Khinh Hồng, khá xúc động, tình yêu rất rộng lớn. Hai người có thể là tình yêu, ba người cũng có thể là tình yêu. Độ dài của cả quảng cáo dài khoảng 40 giây, 40 giây nhìn thấy cuộc đời của một cô gái, tôi nghĩ tất cả các cô gái đều sẽ chấp nhận, bởi vì tình yêu duy trì tới cuối cùng, chính là tình thân. Mọi người cảm thấy như thế nào? Không có ai trả lời, tất cả mọi người đều ngây ra, nhìn lại, một vài nhân viên nữ trong tổ quay phim đều cười ngốc. Hay, rất hay. Thái Phiên phản ứng lại đầu tiên. Vẻ mặt kích động tới đỏ bừng, đâu còn sự nghi ngờ và chế giễu như lúc trước, quay theo những gì cậu Vương nói,
tôi có dự cảm, đoạn quảng cáo này nhất định sẽ hot. Vào lúc này, phó đạo diễn cầm một chiếc điện thoại đang rung đi tới, đạo diễn, điện thoại của Lương Nhật Tân, hỏi chúng ta quay như thế nào, nếu quay không tốt, cậu ta có thể thế vào bất cứ lúc nào. Bảo cậu ta đi chết đi. Không đợi phó đạo diễn nói xong thì Thái Phiên đã giật điện thoại, cúp máy, sau đó lần nữa ném lại, vai diễn này chắc chắn thuộc về cậu Vương, cách là cậu ấy nghĩ ra, diễn nhất định có cảm giác nhất. Sự thay đổi trong thái độ của Thái Phiên, Vương Nhất không bất ngờ, mỉm cười rồi nói, tôi đây là có được sự công nhận của đạo diễn Thái rồi sao? Chắc chắn rồi. Thái Phiên nghĩ tới thái độ trước đó đối với Vương Nhất, thần sắc lập tức trở nên ái ngại, cậu Vương, thái độ của tôi trước đó đối với cậu có chút không tốt, cậu đừng so đo. Vương Nhất gật đầu, không có đặt trong lòng. Nói tới cùng, Thái Phiên chỉ là quá cố chấp cổ hủ, xuất phát điểm vẫn là tốt. Muốn quay tốt đoạn quảng cáo tuyên truyền này. Từ sau khi Sát Thủ Bạch khởi, Thái Phiên cũng chưa có quay được tác phẩm tiêu biểu. Nếu nói gấp, ông là người gấp nhất. Đây cũng là lý do dẫn tới tính tình của ông ta trở nên cố chấp cổ quái, không cho phép cấp dưới nghi ngờ bản thân. Lúc này, Vương Thanh Hòa cũng đi tới, nói rất nhẹ nhàng, đạo diễn Thái, buông bỏ thành kiến và nghi ngờ, đi tiếp xúc với một người, anh sẽ phát hiện điểm sáng hơn. Trong lòng của 1.000 người có 1.000 suy nghĩ, ánh mắt của một người không thể đại biểu cái gì cả. Vẻ mặt của Thái Phiên rất áy náy, cúi đầu trước Vương Nhất, cậu Vương, xin lỗi. Nếu nói trước đó ông ta rén, chỉ là vì lời nói của Lý Khinh Hồng, trong lòng không phục, vậy thì bây giờ ông ta là khâm phục Vương Nhất từ tận đáy lòng, đặc biệt là Vương Nhất trước giờ chưa từng trải qua bất cứ con đường nghệ thuật nào, nhưng lại thuyết phục được đạo diễn ngang bướng và hà khắc như ông ta. Vương Nhất lập tức đỡ ông ta lên, lạnh nhạt nói, không có gì phải xin lỗi cả, mọi người đều là muốn quay tốt đoạn quảng cáo này, chỉ vậy mà thôi. Nói đến đây, Vương Nhất lại đổi lời nói, có điều tôi ngược lại có thể mời Lương Nhật Tân qua đây. Thái Phiên sững người, đã xác định nam chính là cậu rồi, còn cần Lương Nhật Tân làm gì? Vương Nhất cười hờ hững, tôi nhớ, trước quảng cáo này có một hình ảnh là cảnh đánh nhau. Phải. Thái Phiên giải thích. Hình ảnh này sẽ không quay, trực tiếp chỉnh sửa hậu kỳ trên máy tính. Vương Nhất lắc đầu, không thể chỉnh sửa hậu kỳ trên máy tính, tôi rất coi trọng đoạn quảng cáo này, tôi muốn nó hoàn mỹ không khuyết điểm. Thái Phiên kinh ngạc trợn to mắt, ý của cậu là... Chỉ thấy khóe miệng của Vương Nhất cong lên, nở nụ cười gần như lạnh lẽo, quay chính diện, không cần diễn viên thế thân. Sắc mặt của Thái Phiên sững sờ, vội vàng gọi phó đạo diễn tới. Bảo ông ta thông báo cho Lương Nhật Tân tới đây quay. Như vậy, liệu có phải không tốt lắm không? Vương Thanh Hòa vẻ mặt lo lắng, Lương Nhật Tân là đai đen taekwondo, thân thủ không tồi, ngộ nhớ anh ta ra tay quá nặng. Vương Nhất trực tiếp đánh tan sự lo ngại của Vương Thanh Hòa, không cần lo lắng, anh ta không làm tôi bị thương được. Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Vương Nhất, Lý Khinh Hồng đâu có không biết suy nghĩ của anh, nhưng cũng không ngăn cản. Cô bây giờ không có chút thiện cảm nào với người của nhà họ Lương. Vào lúc này, Lương Nhật Tân và Từ Hy thủng thẳng đi vào, cười ha hả nhìn tất cả mọi người, cuối cùng dừng trên người của Vương Nhất. Tôi nói rồi mà, một phế vật không biết gì cả như anh, sao có thể diễn được vai này, đến cuối cùng vẫn không phải cần dựa vào tôi sao, lãng phí thời gian. Sắc mặt của Vương Nhất rất bình tĩnh, không nhìn ra sự tức giận, vừa rồi Lương Nhật Tân và Từ Hy đi hóng gió. Không biết chuyện xảy ra trong nội bộ tổ quay phim. Thái Phiên bước lên một bước, lạnh lùng nói, Lương Nhật Tân, cậu hiểu lầm rồi, cậu không có thay thế vị trí của cậu Vương, mà là cần cậu diễn đánh nhau với cậu ấy. Nghe vậy, Lương Nhật Tân lập tức sững người, sửng sốt liếc nhìn Vương Nhất, anh ta vậy mà không bị đá ra. Vương Nhất cười rạng rỡ với anh ta, lộ ra hàm răng trắng bóc. Hừ, thật là một tên may mắn. Lương Nhật Tân lập tức khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt rất căm ghét mà quay đầu đi. Tuy trong lòng thấy lạ, nhưng vẫn không lên tiếng, dù sao có thể diễn cảnh đánh nhau, cũng khiến trong lòng Lương Nhật Tân cân bằng không ít. Xin hỏi, là cảnh đánh nhau như nào? Người quản lý Từ Hy kỳ quái hỏi. Thái Phiên nói chi tiết một lượt cảnh quay đánh nhau, Từ Hy và Lương Nhật Tân đều sững người, sau đó Lương Nhật Tân nhe răng cười, nhìn sang Vương Nhất, anh chắc chắn không gọi diễn viên thế thân. Không cần. Vương Nhất cũng đang cười, nhìn Lương Nhật Tân đầy thâm ý mà nói. Được, có cốt khí. Lương Nhật Tân cười ha hả, giống như thấy trước hình ảnh Vương Nhất bị anh ta đánh tím sưng mặt, nói với Vương Thanh Hòa, Thanh Hòa,
cô lát nữa xem tôi diễn tốt cảnh quay này như nào đi. Vẻ mặt của Vương Thanh Hòa rất chán ghét, sau đó lo lắng nhìn sang Vương Nhất. Vương Nhất lại không hề để trong lòng, nói với Thái Phiên, sự việc không thể chậm trễ, mau bắt đầu đi. Thái Phiên gật đầu, sau đó làm một thế tay, chuẩn bị, action. Người chỉnh sáng và quay phim vào vị trí, Lương Nhật Tân cười lạnh không ngớt, làm ra một động tác cứa cổ với Vương Nhất. Vương Nhất rất bình tĩnh, không hề để tâm đối với sự khiêu khích của Lương Nhật Tân. Lương Nhật Tân không hề do dự, trực tiếp lao về phía Vương Nhất, giơ nắm đấm lên, đấm mạnh về phía mặt của Vương Nhất. Anh ta có đai đen taekwondo, biết như nào để có thể làm tổn thương một người một cách nhanh nhất, hơn nữa ra tay thật hiểm. Ánh mắt của Vương Nhất lại rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn sang Lương Nhật Tân giống như nhìn một thi thể. Anh lặng lẽ nhìn Lương Nhật Tân lao tới, bỗng đấm một cú vào mặt anh ta. Rắc rắc, bỗng chốc, sống mũi bị gãy, máu phun ra. Á, Lương Nhật Tân kêu lên thảm thiết, trợn to mắt, ôm mũi, không dám tin mà liếc nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Nhất. Sau đó, ánh mắt của anh ta trở nên oán độc, mặt mày tức giận gầm lên với Vương Nhất, anh làm cái gì? Vương Nhất lắc đầu, lời thoại của anh nói sai rồi. Nói xong thì xoay người lại, nhìn sang Thái Phiên, đạo diễn, lời thoại của anh ta nói sai rồi, quay lại đi. Thái Phiên do dự không quyết nhìn sang Vương Nhất và Lương Nhật Tân. Ông ta từ trong mắt của hai người đều nhìn ra sự hung ác muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng quay phim không phải theo đuổi sự chân thực hay sao? Để quay thành công, hy sinh một chút xíu thì tính là gì chứ? Vì vậy, Thái Phiên không do dự mà trực tiếp nói, quay lại lần nữa. Bụp! Vì vậy, Vương Nhất lại đấm một cú vào cằm của Lương Nhật Tân. Rắc một tiếng, tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh cằm bị gãy. Lương Nhật Tân không ngừng lùi lại, trong miệng, trong mũi không ngừng chảy máu tươi màu đỏ, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất cuối cùng cũng trở nên kinh hãi. Ánh mắt không đúng, quay lại lần nữa, Vương Nhất nói. Nói xong, lại nhanh chóng đi trước mặt của Lương Nhật Tân, đạp mạnh một cước vào bụng của Lương Nhật Tân. Bụp! Cơ thể của anh ta lập tức co quắp thành con tôm, bị đạp bay ra, nước bọt, dịch chua đều bị đá ra. Sau đó... Vương Nhất đều sẽ dùng các loại lý do khiêu khích làm khó Lương Nhật Tân, lần nào cũng quay lại, cũng có nghĩa là Lương Nhật Tân lần nào cũng bị Vương Nhất đánh một trận. Lần sau ác hơn lần trước, một trận tay đấm chân đá hạ xuống, Lương Nhật Tân đã không còn hình người nữa rồi. Với góc nhìn của Vương Nhất và Lương Nhật Tân, bọn họ là một bên đổ sát và một bên bị đổ sát rất rõ ràng, nhưng ở góc nhìn của đám người Thái Phiên, Vương Thanh Hòa, Lý Khinh Hồng, bọn họ là đang quay quảng cáo. Chỉ có điều, cảnh quay có hơi thật quá, nhìn trông giống như thật. Dần dần, Từ Hy cũng phát hiện điều không đúng, ông ta nhìn thấy máu trên mặt Lương Nhật Tân, nhìn thấy biểu cảm vừa kinh sợ vừa tức giận của Lương Nhật Tân, đây đâu phải là quay quảng cáo. Rõ ràng là đánh nhau ác liệt. Đừng quay nữa, đừng quay nữa, Nhật Tân đã chảy máu rồi, Từ Hy vội vàng chạy tới trước máy quay, lớn tiếng nói. Thái Phiên lúc này mới hô dừng, mọi người vội nhìn qua. Chỉ thấy mặt của Lương Nhật Tân đã sưng thành cái đầu heo, bộ dạng vô cùng thê thảm. Ánh mắt của anh ta đầy sợ hãi nhìn Vương Nhất, vội vàng lùi lại, giống như tóm được cọng rơm cứu mạng, trốn ở đằng sau Từ Hy. Vương Nhất đi tới trước mặt Từ Hy, cười hờ hững, trở về nói với Bạch Vũ, anh Lương hiến thân vì nghệ thuật, chúng tôi sẽ nhớ ơn anh ta. Nhìn Lương Nhật Tân đã thoi thóp, ánh mắt của Từ Hy rất kinh sợ, cậu đây là cố ý làm người khác bị thương, tôi phải báo cảnh sát. Cố ý làm bị thương người khác sao? Vương Nhất bị chọc cười, cười nhìn Từ Hy, hỏi ngược lại, chúng ta không phải đang quay hay sao? Tôi nhớ tôi trước đó đã hỏi anh Lương, có cần diễn viên thế thân không? Là anh ta nói không cần thế thân, bây giờ bị đánh đau rồi thì nói tôi cố ý làm bị thương người khác. Từ Hy vừa tức giận vừa sợ hãi mà nhìn Vương Nhất, một câu cũng không nói ra được. Bây giờ đưa tới bệnh viện, nói không chừng còn có thể cứu. Vương Nhất bỗng nheo mắt lại, nói với Từ Hy. Tâm thần của Từ Hy run rẩy, dưới cái nhìn từ ánh mắt của Vương Nhất, linh hồn của ông ta cũng đang run rẩy kịch liệt, ngay sau đó cũng không dám chọc vào, mang Lương Nhật Tân vội vàng rời đi. Sau khi Lương Nhật Tân và Từ Hy rời đi, trong tổ quay phim yên tĩnh một lúc lâu, tất cả mọi người đều không dám tin mà nhìn Vương Nhất, một lúc cũng không nói nổi một câu. Chỉ có Lý Khinh Hồng vẻ mặt bình tĩnh, cô cũng không bất ngờ đối với kết quả như này. Vừa rồi khi Vương Nhất ra tay với Lương Nhật Tân,
Lý Khinh Hồng luôn ôm Vương Tử Lam chơi đùa, vì vậy Vương Tử Lam không có nhìn thấy hình ảnh máu me này. Vương Nhất đi tới trước mặt Thái Phiên, hỏi, vừa rồi quay như nào? Thái Phiên mở máy quay, xem một lượt tất cả cảnh quay được, cuối cùng chọn một đoạn hay nhất, vẻ mặt rạng rỡ, khen ngợt không ngớt, không tồi, rất chân thực, dùng thế thân quay, xét cho cùng không được như vậy. Câu nói này là lời khán xuất phát từ tận đáy lòng của ông ta, dùng thế thân, tóm lại sẽ sợ đầu sợ đuôi, từ đó quay không được hiệu quả, nhưng đánh thật, diễn viên chính lại không dám lên, không phải ai cũng kính nghiệp giống như ông cụ Cao Long. Tiếp theo, chính là đoạn quảng cáo. Thái Phiên cẩn thận nhìn sang Vương Nhất, nói. Ông ta không phải kẻ ngốc, Vương Nhất chỉ đích danh muốn Lương Nhật Tân chịu trách nhiệm quay cảnh đánh nhau với anh, không phải là vì Vương Nhất khoan dung, mà vì anh muốn trả thù Lương Nhật Tân. Mà thân phận của Lương Nhật Tân, Thái Phiên cũng biết một chút, tới từ nhà họ Lương, một trong bốn đại hào môn của Thiên An, nhưng người thanh niên này vậy mà không chút kiêng kỵ mà ra tay, có thể thấy anh không đặt nhà họ Lương vào trong mắt. Vương Nhất gật đầu, chia tay về phía ông ta, hợp tác vui vẻ. Lần này, hai tay của Thái Phiên nắm chặt tay của anh, vẻ mặt rất kích động, hợp tác vui vẻ. Sau những lời khách sáo, lại bắt đầu quay tiếp. Cảnh quay tổng cộng chia thành hai cảnh, Vương Thanh Hòa là nữ chính của cảnh 1, Lý Khinh Hồng là nữ chính của cảnh 2, thuật lại cuộc sống từ xưa tới nay. Ống kính sẽ không ngừng chuyển đổi, rất thách thức bản lĩnh của người quay phim. Thái Phiên ngay cả cổ đỏ lên, gào lên, nam nữ chính từng bước đi về phía đối phương, đến lúc đó sẽ cho mỗi người một máy quay đặc tả, nữ chính phải diễn ánh mắt đan xen kinh ngạc và u oán, rất thách thức khả năng của diễn viên, sau đó hai người thâm tình nhìn nhau. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, Vương Nhất mặc đồ cổ trang, đi từng bước về phía Vương Thanh Hòa. Vương Thanh Hòa không hổ là đồ đệ của Lạc Si, khi âm nhạc vang lên thì cô ta hoàn toàn nhập vào trong vai diễn, khi ngẩng đầu nhìn sang Vương Nhất, trong mắt vụt qua sự ngạc nhiên, sau đó biến thành sự ai oán sâu sắc, diễn ra dáng vẻ của một cô gái khuê phòng tới cực điểm. Hoàn mỹ! Thái Phiên vỗ tay cười lớn, cảnh một quá hoàn hảo, tiếp theo là cảnh hai hiện đại. Tới lượt Lý Khinh Hồng ra sân, cô thay một bộ đồ công sở tiêu chuẩn, Lý Khinh Hồng mặc đồ công sở, lập tức hiện ra khí chất mãnh mẽ, hoàn toàn là nguyên mẫu của vai diễn. Vương Nhất đứng ở trước mặt Lý Khinh Hồng, hai tay giữ vai của Lý Khinh Hồng, ánh mắt thâm tình nhìn Lý Khinh Hồng. Cắt! Thái Phiên hô dừng, đi tới trước mặt Vương Nhất nói, Vương Nhất, bảo cậu nhìn mặt của Lý Tổng, không phải ngực. Lời này vừa dứt, Lý Khinh Hồng lập tức che áo trên người lại. Ánh mắt lạnh lùng lại cổ quái liếc nhìn Vương Nhất. Vương Nhất lau mồ hôi lạnh ở trên trán, tôi sẽ chú ý. Cắt. Lần thứ hai, Thái Phiên lại hô dừng, nữ chính, cô đỏ mặt cái gì, hai người là vợ chồng lâu năm, không phải là cặp đôi vừa ở bên nhau. Tôi không có. Lông mày của Lý Khinh Hồng nhướn lên, đang muốn giải thích, Thái Phiên lại đi ra, chuẩn bị quay lần thứ ba. Cắt, nam chính, cậu cười cái gì? Tôi không có cười. Là con gái của tôi đang cười. Thái Phiên quay đầu nhìn, chỉ thấy Vương Tử Lam đang nhìn Vương Nhất cười khanh khách, vì vậy Thái Phiên lườm cô bé, đừng cười, lát nữa khi cháu diễn, có lúc cháu khóc đấy. Vì vậy, Vương Tử Lam không cười nữa, ngoan ngoãn im miệng. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều là lần đầu tiên tham gia diễn xuất, không bắt kịp được ống kính, Thái Phiên xem mấy lần cũng không cảm thấy hài lòng. Vì vậy, thở dài, Lý Tổng, cậu Vương. Như vậy đi, hai người giao lưu một chút, như vậy khi diễn sẽ tốt hơn. Lý Khinh Hồng và Vương Nhất ngồi với nhau, vẻ mặt rất không tự nhiên. Lúc này, Vương Thanh Hòa ngồi ở một bên khác của Vương Nhất, cười hi hi nói, bây giờ biết nỗi khổ của diễn viên rồi chứ. Vương Nhất bất lực gật đầu, nghề nào cũng không dễ làm. Dạy anh một cách nhanh chóng nhập vai. Vương Thanh Hòa chớp mắt, cười rồi nói, khi quay cảnh tình cảm, anh nhắm mắt lại. Tưởng tượng đối phương thành người yêu của anh là được rồi. Người yêu, của tôi ư. Ánh mắt của Vương Nhất mờ mịt, vô thức nhìn sang Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng nhìn sang chỗ khác, trong lòng đã nhớ rồi. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh đã kết thúc, âm nhạc nhẹ nhàng lần nữa vang lên, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng lần nữa bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong đầu của Vương Nhất không có hiện ra bất cứ ai. Mình yêu ai? Anh tự lẩm bẩm ở trong lòng. Vào lúc này, trong đầu anh hiện ra một đôi mắt lạnh lùng, khiến anh lập tức chấn động tâm thần. Là cô ấy.
Vương Nhất lẩm bẩm một mình, trong ánh mắt mang theo một chút mờ mịt. Cát! Thái Phiên mặt mày vô cùng rạng rỡ đi tới trước mặt Vương Nhất, cảnh này phải gọi là hoàn mỹ, cậu Vương, không ngờ cậu không có bất cứ kinh nghiệm nghệ thuật gì lại có thể diễn được cảnh quay xuất sắc đến vậy, không biết có hứng thú phát triển trong giới giải trí không? Mỗi một ngôi sao nổi tiếng đều bắt đầu từ vai diễn bình thường nhất, trạng thái vừa rồi của Vương Nhất đã đả động Thái Phiên, chỉ cần Vương Nhất gật đầu, ông ta nhất định sẽ trọng dụng người mới này. Vương Nhất khẽ lắc đầu, từ chối khéo, không, tôi đã kết hôn rồi. Vậy thật sự là đáng tiếc rồi, Thái Phiên nói với vẻ mặt tiếc nuối. Anh ta nghe theo lời của Vương Thanh Hòa, buông bỏ thành kiến và sĩ diện, thử đi tiếp xúc với Vương Nhất. Dần dần ông ta phát hiện, con người của Vương Nhất thật ra rất dễ tiếp xúc. Vương Thanh Hòa cũng tò mò liếc nhìn Vương Nhất, cô ta biết, dùng cách của cô ta, Vương Nhất đã nhập vai, chỉ là không biết người anh nghĩ trong đầu là ai. Vương Nhất. Đột nhiên, Lý Khinh Hồng gọi Vương Nhất, bình tĩnh nói, vừa rồi anh diễn không tệ. Cảm ơn, Vương Nhất mỉm cười gật đầu. Lý Khinh Hồng trầm mặc một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi, anh vừa rồi, trong lòng nghĩ tới ai? Sắc mặt của Vương Nhất thay đổi có chút vi diệu, sau đó cười rồi nói, đương nhiên là em rồi. Lý Khinh Hồng nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời. Vừa rồi khi quay, trong lòng Lý Khinh Hồng luôn có một loại cảm giác kỳ lạ, cô vậy mà rất để tâm tới vấn đề vô vị như người mà Vương Nhất nghĩ trong lòng là ai. Thật sao? Do dự một chút, cô lại hỏi lần nữa. Ngoài em ra, anh còn có thể nghĩ tới ai chứ? Vương Nhất vẫn đang cười, nhưng nụ cười trên mặt cũng trở nên ngại ngùng. Lý Khinh Hồng nhìn sâu vào Vương Nhất, không có nói gì nữa. Lúc này, Thái Phiên gọi tất cả mọi người cùng nhau xem đoạn phim đã quay xong, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng đi qua. Trong máy quay, Vương Nhất áo trắng tuyệt thế, vóc dáng thẳng tắp, ánh mắt dường như biết nói chuyện, ánh mắt thâm tình và phức tạp nhìn Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng mặc đồ công sở, mái tóc dài búi cao, khí thế ngút trời. Sự va chạm của quá khứ và hiện tại giống như một bức tranh thủy mặc du dương. Mọi người vất vả rồi. Thái Phiên cực kỳ hài lòng, cười ha hả nói với mọi người của tổ quay phim, thu dọn một chút, lát nữa cùng ăn một bữa, chúc mừng một chút, tôi mời. Tổ quay phim hoan hô một trận, Lý Khinh Hồng liếc nhìn Vương Nhất, em còn có việc, dẫn Tử Lam đi trước, anh tham gia thay em đi. Trái tim của Vương Nhất lập tức nảy lên, cứ cảm thấy Khinh Hồng đã phát giác được cái gì đó. Thái Phiên cũng xứng người, cậu Vương, cậu và Lý Tổng. Chúng tôi là vợ chồng, Lý Khinh Hồng nói với vẻ không cảm xúc. Bụp, Thái Phiên nghe vậy thì bị dọa trượt ngã khỏi ghế, ông ta trợn to mắt, không dám tin mà nhìn Vương Nhất. Bọn họ, vậy mà là vợ chồng. Thái Phiên nghĩ tới thái độ tệ hại đối với Vương Nhất trước đó, lập tức trên trán tóa mồ hôi lạnh, đây thật sự là đang dậm chân ở bờ vực của cái chết. Thịnh tình khó từ chối. Vương Nhất đang muốn gật đầu đồng ý, bỗng nhiên điện thoại lại đổ chuông, Lý Mộng Đình gọi tới. Vương Nhất nghe điện thoại, có chuyện sao? Ở đâu dây bên kia, Lý Mộng Đình trầm mặc một lúc, nói, bây giờ có thời gian không? Vương Nhất liếc nhìn tổ quay phim đang bận rộn, nói, khả năng có hơi bận. Tuần sau tôi kết hôn rồi. Không đợi Vương Nhất nói hết câu, Lý Mộng Đình đã nói trước. Vì vậy, miệng của Vương Nhất hơi há ra. Sắc mặt sinh ra một chút thay đổi vi diệu. Tôi ở nhà họ Lý đợi anh. Nói xong thì Lý Mộng Đình đã cúp máy. Vương Nhất trầm mặc một lúc, sau đó ngại ngùng nói với Thái Phiên, xin lỗi, trong nhà xảy ra chút chuyện, khả năng cơm tối không đi được. Không sao không sao. Thái Phiên ngược lại không để ý, từ sau khi biết Thái Phiên và Lý Khinh Hồng là vợ chồng, ông ta đối với Vương Nhất cực kỳ cung kính, mỉm cười nói với Vương Thanh Hòa, Thanh Hòa, tiễn cậu Vương. Vương Thanh Hòa lúc này đã tẩy trang rồi, để mặc mộc, nhưng lại xinh đẹp hơn nhiều những ngôi sao nữ đã qua trang điểm. Một đôi mắt to long lanh cũng tò mò đánh giá Vương Nhất. Vương Nhất đã mỉm cười, trên mặt tôi có vết bẩn sao? Vương Thanh Hòa vội thu hồi ánh mắt, nói xin lỗi, tôi chỉ là cảm thấy anh Vương và người bình thường có hơi khác biệt, rốt cuộc khác ở đâu tôi lại nói không ra. Khi nói chuyện, cô ta đưa tay gạt tóc mái ở trước trán. Lộ ra góc nghiêng không tì vết. Vương Nhất nheo mắt đánh giá, giống, rất giống. Vương Thanh Hòa chợt sững người, giống cái gì? Lạc Si, Thái Kim Phụng. Vương Thanh Hòa sửng sốt,
Cậu Vương, anh từng gặp sư phụ của tôi sao? Vương Nhất suy nghĩ một lát, vẫn không nói ra quan hệ của anh và Thất Si nước Hát, chỉ bình tĩnh nói, từng gặp mặt vài lần mà thôi. Vương Thanh Hòa lập tức rất nể phục, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh Vương thì tôi cảm thấy anh không phải người bình thường, không ngờ anh vậy mà ngay cả sư phụ của tôi cũng quen biết. Khựng lại một chút, Vương Thanh Hòa đỏ ửng mặt, nói ra thì xấu hổ, tôi là đệ tử ký danh của sư phụ, cũng không gặp được sư phụ mấy lần, chỉ là cái hào quang của danh hiệu đồ đệ Lạc Si mà tiến vào giới giải trí mà thôi, về bản chất vẫn là người bình thường. Vương Nhất nghe vậy, cũng gật đầu ngộ ra. Cô ta chỉ là một người bình thường, chỉ là đa tài đa nghệ một chút, cho dù là đồ đệ của Lạc Si, ở trong mắt công ty quản lý, vẫn là công cụ kiếm tiền, không có địa vị gì cả. Vương Nhất mỉm cười hờ hững, đưa một tấm danh thiếp qua, nếu sau này công ty quản lý của cô còn ép cô nhận một số quảng cáo không muốn nhận thì tới tìm tôi. Danh thiếp rất bình thường, chỉ có một dãy số điện thoại, nhưng Vương Thanh Hòa vẫn sững người, trong mơ hồ nhận lấy nó. Cô sau này sẽ trở thành thiên hậu nổi tiếng toàn cầu. Cuối cùng để lại câu nói này, Vương Nhất khẽ mỉm cười ngồi vào chiếc Rolls Royce màu đen. Đến nhà họ Lý. Khi đóng cửa xe lại, vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc. Lãnh Nhan không nói một câu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà họ Lý. Cửa lớn của nhà họ Lý lúc này, răng đèn kết hoa, đâu đâu cũng là bánh pháo tượng trưng cho sự chúc mừng, ở cửa đỗ rất nhiều xe sang. Trong khuôn viên của nhà họ Lý tổ chức tiệc lớn, ở đâu cũng có thể thấy nam nữ tới chúc mừng đám cưới. Chuyện người của nhà họ Văn ở thành phố G sắp lấy Lý Mộng Đình của nhà họ Lý sớm đã truyền khắp nơi, truyền khắp cả thành phố Thiên An, tất cả mọi người đều nói, nhà họ đây là kiếp trước tích được đức mới kết thành thông gia với nhà họ Văn. Mà gia tộc thượng lưu ở Thiên An tới chúc mừng cũng đều là nhìn sức ảnh hưởng của nhà họ Văn mới tới chúc mừng. Lúc này tiệc đã sắp kết thúc. Người của nhà họ Châu lấy Châu Chí Kiên đứng đầu, đang nói chuyện đầy vui vẻ, Châu Mỹ Ngọc đang vui không khép được miệng, vừa tiễn khách, vừa xử lý quà chúc mừng. Văn Thái và Lý Mộng Đình cũng đang tiễn khách, nho nhã lễ phép, nói chuyện khéo léo, mang hình tượng con rể tốt ở trong mắt tất cả mọi người. Lý Mộng Đình cũng đang cười, nhưng nụ cười rất miễn cưỡng, nhìn ra được cô ta có tâm sự. Vương Nhất mặt mày không cảm xúc dẫn theo Lãnh Nhan rảo bước đi vào khuôn viên của nhà họ Lý. Nhà họ Lý vốn đang trong bầu không khí vui vẻ lập tức mất sạch, Châu Mỹ Ngọc lập tức cầm chổi lao ra, mắng Vương Nhất, Mộng Đình sắp kết hôn rồi, tên phế vật cậu tới làm cái gì? Đám người Châu Mỹ Hòa, Châu Chí Kiên cũng lạnh lùng nhìn Vương Nhất. Mẹ, mọi người làm gì vậy? Lý Mộng Đình vội vàng chạy tới trước mặt Châu Mỹ Ngọc, vội nói, là con gọi anh ta tới. Con gọi nó tới sao? Sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc chợt thay đổi. Nhưng vẫn nhìn Vương Nhất với ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ nói, gọi nó tới làm gì? Lẽ nào con muốn để nó tham gia hôn lễ của con? Phải. Lý Mộng Đình bước lên một bước, đi tới trước mặt Vương Nhất, ánh mắt vừa kiên định vừa phức tạp nhìn anh, tôi sắp kết hôn rồi, anh không có gì muốn nói với tôi sao? Sau khi câu nói này của Lý Mộng Đình vừa dứt, trên gương mặt vốn như giếng cổ không gợn sóng của Vương Nhất, cũng xuất hiện một chút dao động. Ánh mắt của Lý Mộng Đình mong chờ nhìn anh, cố thử nhìn ra biểu cảm gì đó của Vương Nhất. Đáng tiếc, trên mặt Vương Nhất xẹt qua một tia dao động đó xong thì lại trở nên bình thường, ánh mắt ôn hòa nhìn cô ta, khẽ mỉm cười, chúc mừng. Lý Mộng Đình ngây ngốc nhìn Vương Nhất, ánh mắt cuối cùng trở nên thất vọng, không nói gì, khóe miệng nở nụ cười khổ. Bọn họ từ bé lớn lên cùng nhau, hứa rằng sau khi lớn lên không phải ai không gả, không phải cô không lấy, tuy nhiên. Một chuyện bắt đầu từ cuộc liên hôn giữa hai nhà Lý, Kim vào 5 năm trước thì thay đổi rồi. Tình cảm có sâu cỡ nào, hận thù có nhiều cỡ nào, lúc đó cô ta cảm thấy nhà họ Lý lụi bại đều là do Vương Nhất ban cho, từ lúc đó thì thành thù. Bây giờ, mọi thù hận đều theo gió bay đi khi cô ta sắp gả vào hào môn. Phụ nữ đều cảm tính, đặc biệt là gần kề chuyện lớn cả đời của cô ta như kết hôn, càng sẽ như vậy. Nhưng Vương Nhất không hề lưu luyến. Thậm chí, không hề buồn bã. Văn Thái nhìn thấy, gương mặt ôn hòa bỗng dùng sức đanh lại, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất càng vô cùng âm trầm. Nhưng tia âm trầm này rất nhanh đã biến mất, lần nữa quay lại vẻ bình thường. Anh ta nhìn ra, Lý Mộng Đình đối với Vương Nhất này vẫn ôm tình cảm khác lạ, nhưng bây giờ cô ta chưa làm ra chuyện gì vượt giới hạn. Không được. Châu Mỹ Ngọc đứng ra phản đối đầu tiên, tức giận nói,
ai cũng có thể tham gia, chỉ có tên phế vật này là không thể tham gia. Những người khác như Châu Mỹ Hoa, Lý Sung cũng đều lạnh lùng nhìn, không có ai đứng ra ngăn cản. Lý Thiên Dương tức giận hừ một tiếng, kéo Vương Tử Lam ra đằng sau, nhất dựa vào cái gì mà không thể tham gia, nhất không phải là người của nhà họ Lý, đây chỉ là nguyện vọng của các người mà thôi, gia chủ như tôi không có thừa nhận. Lý Thiên Dương, một người ở rể như ông, nơi này đâu có phần ông nói chuyện. Có lẽ do người nhà họ Châu đều ở đây, Châu Mỹ Ngọc hoàn toàn không có bất cứ kiêng kỵ gì, giống như người đàn bà chanh chua, lập tức xoay chuyển mũi súng, hướng về Lý Thiên Dương, ông đừng quên, ông và tên phế vật đó đều một đức hạnh, nếu không có nhà họ Châu của tôi giúp ông sớm đã chết đói ở đầu đường rồi. Mẹ, đừng nói nữa. Lý Mộng Đình không chịu được nữa, kéo lấy Châu Mỹ Ngọc. Châu Mỹ Ngọc lại hất ra, chỉ vào Vương Nhất, nói với Lý Mộng Đình, tên nhóc này là đồ sao chổi, trước đó còn thích con, đám cưới của con và Tiểu Văn buộc phải không có sai sót, nếu nó dám phá hỏng đám cưới của con, mẹ là người đầu tiên không tha cho nó. Đối với điều này, Vương Nhất cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, bà sao biết anh ta là thật sự yêu Mộng Đình. Lời này vừa dứt, hai mắt Lý Mộng Đình lập tức trợn to, mà sắc mặt của Văn Thái lại càng lúc càng âm trầm. Cậu còn dám nghi ngờ Tiểu Văn, xem tôi có xé tan cái miệng này của cậu ra không? Châu Mỹ Ngọc khí thế bừng bừng đi tới trước mặt Vương Nhất, tát một cái về phía mặt của Vương Nhất. Bộp, tay còn đang trong không trung thì bị Vương Nhất túm chặt. Hai mắt của anh nhìn Châu Mỹ Ngọc đầy lạnh lùng, lạnh tới mức giống như nhìn một cái xác. Cậu, dám đánh trả, còn không mau buông tôi ra. Châu Mỹ Ngọc bị dọa giật mình, bàn tay không ngừng dùng sức. Muốn rút ra khỏi tay của Vương Nhất. Nhưng bất luận bà ta dùng sức như nào, tay của Vương Nhất giống như gọng kìm kẹp chặt bà ta, không cho bà ta thu lại. Tôi tới bây giờ còn chưa ra tay với nhà họ Châu, hoàn toàn là nể mặt của ba và Mộng Đình, không đại biểu bà thật sự có thể thích làm gì cũng được. Còn nữa, Mộng Đình có hạnh phúc hay không, do cô ấy nói mới được, bớt làm chủ thay cho cô ấy đi. Giọng nói của Vương Nhất lạnh như băng tuyết, lạnh tới mức phai mờ nhân tính. Tất cả mọi người ở đây đều dùng mình, Châu Mỹ Ngọc bị chọc giận càng trợn mắt há hốc mồm mà trợn trừng mắt, vẻ mặt không dám tin mà nhìn anh. Tên phế vật trước kia, bây giờ vậy mà dám quát bà ta. Lý Mộng Đình trợn to mắt, sau đó viền mắt đỏ lên. Vào khoảnh khắc vừa rồi, trái tim của cô ta run rẩy mạnh. Vương Nhất lạnh lùng liếc nhìn Châu Mỹ Ngọc, buông tay của bà ta, khi buông ra, hai chân của bà ta chợt mềm nhũn, bụp một tiếng ngồi phịch xuống đất. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thần sắc trên mặt bà ra lập tức trở nên dữ tợn, đợi đi, tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận. Mẹ vợ, đừng tức giận vì loại nhân vật nhỏ này. Lúc này, Văn Thái đi tới, đỡ Châu Mỹ Ngọc từ trên đất dậy, anh ta lạnh nhạt quét qua Vương Nhất, rồi khôi phục nụ cười, anh ta muốn đến thì để anh ta tới đi, vừa hay, cũng để anh làm một người làm chứng, nhìn xem con yêu thương, con gái của mẹ như nào. Châu Mỹ Ngọc không hề nghi ngờ. Vô cùng cảm kích, Tiểu Văn à, Mộng Đình có thể gả cho con, thật sự là phúc tu mười kiếp. Văn Thái khẽ mỉm cười, đi tới bên cạnh Lý Mộng Đình, ở trước mặt Vương Nhất, nhẹ nhàng ôm lấy cô ta. Lý Mộng Đình liếc nhìn Vương Nhất với ánh mắt phức tạp, cô ta hơi giãy giụa, rồi để mặc Văn Thái ôm. Ngay cả Văn Thái cũng nói như vậy rồi, Châu Mỹ Ngọc cũng không tiện nói gì nữa, lạnh lùng nhìn Vương Nhất, nếu cậu Văn đã mở miệng rồi, vậy thì phá lệ, để cậu tham gia. Nhưng 300 triệu tiền mừng, một đồng cũng không thể thiếu. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Lý Mộng Đình giãy khỏi vòng ôm của Văn Thái, vẻ mặt tức giận nhìn Châu Mỹ Ngọc, đã nói là con mời anh ta tới, mẹ mở miệng thì đòi 300 triệu tiền mừng, anh ta lấy đâu ra? Con cũng biết nó không lấy ra được à? Châu Mỹ Ngọc cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Vương Nhất đầy khinh thường, nếu là tên vớ vẩn này tới tham gia đám cưới, phàm ăn tục uống thì phải làm sao? Phải bắt cậu ta đưa tiền mừng trước. Ánh mắt của Vương Nhất rất bình tĩnh, anh đi tới trước mặt Lý Mộng Đình, thuận tay móc ra một viên đá cổ xưa lồi lõm, đặt vào trong tay Lý Mộng Đình. Viên đá này là huyết lục tùng vô tình nhặt được ở trên núi U Hằng khi tôi làm lính, giá trị chắc hơn 30 tỷ, chúc cô tân hôn vui vẻ. Lãnh Nhan ở một bên, lập tức thay đổi sắc mặt, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Thiếu chủ, không cần nói. Vương Nhất khẽ xua tay. Ngăn Lãnh Nhan tiếp tục nói nữa. Lãnh Nhan cuối cùng không có mở miệng, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Nhất,
người khác không biết lai lịch của huyết lục tùng này, cô ta lại rất rõ. U Hằng nằm ở vùng đất cực bắc của nước Hát, đâu đâu cũng là khoáng thạch quý giá, đá lục tùng là một loại trong số đó. Nhưng đá lục tùng bình thường, toàn thân màu lục bích, màu sắc dưỡng mắt, mà viên này của thiếu chủ lại là màu đỏ máu. Nguyên nhân không có gì khác, ngày hôm đó khi chín đại chí tôn của thế giới tới xâm phạm, thiếu chủ một mình nghênh chiến, viên đá lục tùng trong ngực bị máu nhuộm thành màu đỏ máu. Món quà này, rất quý giá. Bởi vì trên viên đá nhuộm máu của thiếu chủ. Lý Mộng Đình ngây ngốc nhìn huyết lục tùng với hoa văn trải khắp, màu sắc diễm lệ, nhất thời vô cùng cảm khái. Tuy nhiên, Châu Mỹ Ngọc căn bản không biết sự quý giá của viên đá này, trực tiếp giật lấy từ trong tay Lý Mộng Đình, sau đó ném nó ở bên đường giống như ném rác. Trên mặt bà ta mang theo sự khinh thường và mỉa mai, một viên đá rách nát nhặt ở bên đường cũng đáng giá 30 tỷ sao. Đừng làm cười rụng răng. Đá huyết lục tùng có ý nghĩa bất phàm bị Châu Mỹ Ngọc ném ở bên đường giống như ném rác, mắt của Lý Mộng Đình lập tức đỏ lên, lớn tiếng hét lên, mẹ, mẹ làm gì vậy? Bà tìm chết. Nhìn thấy một màn này, sát ý của Lãnh Nhan bùng nổ, huyết dịch toàn thân sôi sục, thậm chí trong tay có thêm một con dao ngắn lạnh lẽo. Ánh mắt của Vương Nhất cũng tối sầm, lạnh lùng nhìn Châu Mỹ Ngọc. Đây là lần đầu tiên anh thật sự nổi sát tâm đối với Châu Mỹ Ngọc. Tôi đi giết bà ta. Giọng nói của Lãnh Nhan khàn khàn, nói xong thì muốn lao về phía Châu Mỹ Ngọc. Dừng tay cho tôi. Vương Nhất lại quát to một tiếng. Lạnh lùng liếc nhìn Lãnh Nhan. Nhưng bà ta sỉ nhục anh. Lãnh Nhan vẫn cực kỳ không cam tâm, nhưng nhìn thấy ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của Vương Nhất, cô ta vẫn lặng lẽ thu dao găm lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn Châu Mỹ Ngọc và tất cả mọi người của nhà họ Châu. Tuy bọn họ bị sát khí đột ngột của Lãnh Nhan dọa giật mình, nhưng nhìn thấy Lãnh Nhan nhịn rồi, lập tức trên mặt lại nở nụ cười đầy khinh thường. Châu Mỹ Ngọc còn hai tay chống hông, ánh mắt càng thêm khinh thường mà nhìn Vương Nhất. Một viên đá rách nát thì muốn làm tiền mừng. Nghĩ cũng hay quá ha. Khựng lại một chút, bà ta nhìn Vương Nhất tiếp tục nói, tôi nói cho cậu biết, không có 300 triệu tiền mừng thì đừng hòng tham gia đám cưới của con gái tôi. Lý Mộng Đình luôn trầm mặc nghe thấy lời của Châu Mỹ Ngọc, nhanh chóng chạy qua trước mắt bà ta, sau đó giống như không cần mạng mà dùng tay lau gạt bùn đất bẩy đi, tìm kiếm đá huyết lục tùng bị Châu Mỹ Ngọc ném đi. Mộng Đình, con đang làm gì? Ngay lập tức, tất cả mọi người của nhà họ Châu đều thay đổi sắc mặt, Châu Mỹ Ngọc càng phẫn nộ lao tới trước mặt Lý Mộng Đình, tát mạnh cô ta một cái, còn không mau dừng tay cho mẹ, vì một viên đá rách nát, con vậy mà dám làm ra loại chuyện này, con đã quên thân phận con dâu của nhà họ Văn rồi sao? Bị tát một cái, nhưng Lý Mộng Đình vẫn giống như không cảm thấy đau, tiếp tục tìm viên đá. Ở đâu, rơi ở đâu rồi? Tay của cô ta càng lúc càng bẩn. Còn có một ít đá vụn sắc nhọn cứt vào cổ tay trắng nõn của cô ta, chảy ra máu tươi, nhưng cô ta vẫn bới. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt tí tách rơi xuống, cô ta lại chỉ cắn răng, không cho mình khóc thành tiếng. Một màn này đã đả động sâu sắc với trái tim của tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Lãnh Nhan và Vương Nhất, tất cả đều nhìn Lý Mộng Đình với ánh mắt sửng sốt, thật sự không ngờ cô ta vậy mà sẽ làm tới mức này. Trước kia, anh và Lý Mộng Đình quả thật ở thế đối lập. Lý Mộng Đình cũng hận không thể giết chết anh, nhưng bây giờ, mọi thù hận đều đã biến mất. Cơ mặt của Văn Thái càng lúc càng đanh lại, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lý Mộng Đình, trong đôi mắt còn có tơ máu tích tụ. Nhưng anh ta vẫn nhịn, vì đại kế tương lai của nhà họ Văn, anh ta không thể không nhịn. Không tìm được, không tìm được. Đôi mắt của Lý Mộng Đình vô cùng tuyệt vọng, vừa bới vừa lẩm bẩm một mình. Lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai của cô ta. Khiến cơ thể của Lý Mộng Đình run nhẹ. Cô ta cứng nhắc quay đầu lại, Vương Nhất với vẻ mặt bình tĩnh khẽ lắc đầu với cô ta, đủ rồi, không cần tìm nữa. Khuôn viên của nhà họ Lý cây cỏ tùm, nhiều đá vụn, vừa rồi Châu Mỹ Ngọc thuận tay ném đi, không biết bị bà ta ném đi đâu rồi. Nhưng Lý Mộng Đình lại quật cường lắc đầu, không nói tiếng nào tiếp tục bới. Vương Nhất thở dài, cũng không khuyên nữa, chỉ là từ từ đi về phía Văn Thái. Cộp, cộp, cộp. Trong cả khuôn viên đều vang vọng tiếng bước chân nặng nề của Vương Nhất, mỗi một bước của anh, âm thanh phát ra giống như búa tạ, đập mạnh vào trái tim của mỗi người. Trong lòng Văn Thái sửng sốt, nhưng sắc mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, nheo mắt lại, nhìn Vương Nhất đi tới bên cạnh anh ta. Anh ta biết, anh ta không thể lùi, lùi rồi,
thì đồng nghĩa anh ta bị khí thế của anh dọa. Tôi không có điều muốn nói với Mộng Đình, nhưng có lời muốn nói với anh. Cuối cùng, Vương Nhất đi tới trước mặt của Văn Thái, nheo mắt lại, vụt qua một đạo sát cơ lạnh lẽo. Dưới ánh mắt của Vương Nhất, nhịp tim của Văn Thái vậy mà đập rất nhanh, trên trán toát mồ hôi hột, ngay cả đầu gối cũng hơi run nhẹ. Nói tới đây, Vương Nhất khựng lại, sau đó lạnh nhạt nói 6 chữ. Đối xử tốt với cô ấy. Nói xong thì anh dẫn Lãnh Nhan từ từ rời khỏi khuôn viên của nhà họ Lý. Vương Nhất vừa đi, Văn Thái lập tức giống như thoát khí, thở hổn hển. Mồ hôi lạnh làm ướt áo sơ mi của anh ta, khiến anh ta trông như vừa vớt từ trong nước ra. Ánh mắt mang theo sự kinh sợ, giống như chỉ cần Vương Nhất đi muộn một giây thì anh ta sẽ không nhịn được mà ngã xuống. Chỉ có bản thân anh ta biết, sau khi nói ra 6 chữ, đối xử tốt với cô ấy, Vương Nhất đã nói thêm một câu. Nếu không, tôi sẽ khiến anh cầu sống không được, cầu chết không xong. Tiểu Văn à, Mộng Đình là tâm địa lương thiện, không có ý gì khác. Lúc này, Châu Mỹ Ngọc vội vàng chạy tới, thấp thỏm nói, nhà họ Văn của các cháu tuyệt đối đừng hủy bỏ hôn ước với chúng ta. Châu Chí Kiên, Châu Mỹ Hòa cũng đều nhìn Văn Thái với vẻ mặt lo lắng, bây giờ nhà họ Châu là dựa vào nhà họ Văn để sinh tồn, nếu nhà họ Văn vì chuyện này dưới cơn thịnh nộ mà hủy bỏ hôn ước, vậy nhà họ Châu thật sự là khóc tiếng mán rồi. Văn Thái mỉm cười, nói, ba mẹ vợ yên tâm, con sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà hủy bỏ hôn ước, con không phải là loại người nhỏ mọn đó. Nghe vậy, trái tim treo ngược của tất cả mọi người của nhà họ Châu lập tức hạ xuống, lũ lượt cảm ơn. Không hổ là cậu chủ xuất thân từ gia tộc lớn, luôn có lòng độ lượng. Thái, cháu thật sự là định mệnh của Mộng Đình. Kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Văn Thái bỏ ngoài tai những lời chúc sáo rỗng này, anh ta cười hờ hững, nói với mọi người, ba mẹ vợ, các vị trưởng bối, nếu mọi người coi trọng con như vậy, con cũng có một vấn đề nhỏ cần mọi người giúp trả đáp. Vấn đề gì? Văn Thái khẽ mỉm cười, chúng ta vào nhà nói. Lúc này, sắc trời dần tối, trời đổ mưa. Dạo gần đây mưa dông nhiều, không ai biết được khi nào sẽ đổ trận mưa rào đột ngột. Vì vậy, tất cả mọi người đều chui ở trong nhà. Chỉ có một mình Lý Mộng Đình vẫn tìm Huyết Lục Tùng trong màn mưa. Như vậy, không hay lắm nhỉ? Châu Mỹ Ngọc có hơi lo lắng nhìn bóng dáng vẫn nằm bò ở trong mưa, nói. Trong mắt Văn Thái vụt qua một tia dữ tợn, nếu cô ấy muốn tìm thì để cô ấy tìm đi, mọi người cũng không cần gọi cô ấy vào. Nói xong, để mặc Lý Mộng Đình bị mưa làm ướt, rảo bước đi vào trong phòng khách. Tất cả mọi người của nhà họ Châu nhìn nhau, nhưng ngại lời của Văn Thái. Thật sự mặc kệ Lý Mộng Đình. Chỉ có Châu Mỹ Ngọc lo lắng quay đầu, liếc nhìn bóng dáng của Lý Mộng Đình, trong lòng thầm nói, liều mạng cũng muốn tìm về, lẽ nào viên đá rách nát đó thật sự là bảo bối gì sao? Đột nhiên, Lý Mộng Đình kinh ngạc thốt lên một tiếng, tìm được rồi. Trong tay cô ta cầm một viên ngọc thạch màu đỏ máu, vốn nó bám đầy bùn đất, bây giờ dưới một cơn mưa, rửa sạch thứ bẩn dính bên ngoài viên đá, lộ ra diện mạo thật của nó. Hoa văn màu đỏ máu vô cùng sắc nét, ở trong màn mưa tối tăm lập lòe ánh sáng. Châu Mỹ Ngọc lập tức trợn to mắt, tin chắc sự thật đây là một viên ngọc thạch. Ở một bên khác, Văn Thái uống một ngụm trà, trong vô tình, đã hỏi trong đối tác hợp tác của nhà họ Lý có phải có ai có lai lịch rất lớn không? Tất cả mọi người nhìn nhau, lũ lượt lắc đầu phủ nhận. Chỉ có sắc mặt của Lý Thiên Dương nghiêm nghị nhìn Văn Thái, trong mắt vụt qua một tia âm trầm. Người này quả nhiên là ôm mục đích mà tiếp cận Lý Mộng Đình. Chỉ là nhân vật lớn mà Văn Thái nói, ông ta chỉ biết một mình Vương Nhất, tất cả mọi chuyện đều là một mình anh âm thầm giải quyết. Điều nực cười là loại lời này bọn họ tuyệt nhiên không tin. Vậy sao? Trong mắt Văn Thái mang theo sự thất vọng, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, con chỉ là tùy tiện hỏi thử, sắc trời không còn sớm nữa, con nên trở về rồi. Cậu Văn, tôi tiễn cậu. Châu Chí Kiên lập tức cầm ô lên, hộ tống Văn Thái ra ngoài. Khi đi qua khuôn viên, bọn họ phát hiện Lý Mộng Đình đã không bới nữa, hai tay be bét máu, đang cẩn thận lau viên ngọc thạch màu đỏ máu, trên mặt nở nụ cười. Ánh mắt của Văn Thái rất lạnh, hừ lạnh một tiếng, dưới sự hộ tống của Châu Chí Kiên mà lên xe. Mộng Đình, đưa viên đá trong tay con cho mẹ xem. Vào lúc này, Châu Mỹ Ngọc cầm ô đi tới trước mặt Lý Mộng Đình, lạnh mặt nói. Mẹ lại muốn làm cái gì?
Lý Mộng Đình lập tức cảnh giác giấu Huyết Lục Tùng ra đằng sau. Châu Mỹ Ngọc lập tức cười rạng rỡ, nói, mẹ chỉ là muốn xin lỗi con, thuận tiện xem thử viên đá đó. Thật sao? Lý Mộng Đình bán tín bán nghi đưa viên đá cho Châu Mỹ Ngọc. Châu Mỹ Ngọc cầm Ngọc Thạch về phòng khách, sau đó gọi điện thoại. Alo, Đại sư Cao, tôi là Mỹ Ngọc. Châu Mỹ Ngọc gọi cho một nhà giám định nổi tiếng ở Thiên An, là như này, trong tay tôi bây giờ có một viên đá, ông có thể giám định giúp tôi, nó đáng bao nhiêu tiền không? Tôi bây giờ chụp ảnh gửi cho ông. Nói xong, Châu Mỹ Ngọc đã chụp ảnh, im lặng chờ đợi. Không lâu sau, điện thoại vang lên, truyền tới giọng nói vui mừng của bậc thầy giám định. Bà Châu, đây là Huyết Lục Tùng ngàn năm khó gặp, giá trị tuyệt đối hơn 30 tỷ, bà kiếm to rồi. Nghe vậy, hô hấp của Châu Mỹ Ngọc lập tức trở nên gấp rút. Cúp máy, Châu Mỹ Ngọc vội vàng cầm Huyết Lục Tùng muốn đi ra ngoài, nhưng lại đụng phải Lý Mộng Đình. Mẹ, xem xong chưa, có phải có thể trả cho con rồi không? Châu Mỹ Ngọc bị dọa giật mình, vội vàng giống như bảo vệ bảo bối mà giấu Huyết Lục Tùng vào trong túi. Một viên đá rách nát mà thôi, đáng giá gì chứ? Mẹ ra ngoài có chút việc, sẽ quay về ngay. Nói xong thì muốn vòng qua Lý Mộng Đình, đi ra bên ngoài. Lý Mộng Đình lại lần nữa chặn ở trước mặt Châu Mỹ Ngọc, cực kỳ cứng rắn mà nói, không được, trả đá cho con. Châu Mỹ Ngọc lập tức nổi giận, tức giận quát Lý Mộng Đình, con có phiền không hả? Hôm nay cũng đã nhận được nhiều quà như vậy, tặng mẹ một viên đá thì làm sao? Đây là quà vương nhất tặng cho con. Lý Mộng Đình lập tức hiểu suy nghĩ của Lý Mộng Đình, bà ta là muốn chiếm viên đá này làm của riêng. Ngay lập tức, cô ta không dám tin mà trợn to mắt, không dám tin đây chính là mẹ của mình. Cũng không biết tên phế vật đó lấy đâu ra vận may đỏ như vậy, thế mà nhặt được viên đá có giá trị liên thành. Châu Mỹ Ngọc cười lạnh một tiếng, nói rất hùng hồn, nó cũng đã tặng cho con rồi, chính là đồ của nhà họ Lý chúng ta, con là con gái của mẹ. Đồ của con chính là đồ của mẹ, mẹ cầm đi bán lấy tiền, có gì không được chứ? Rõ ràng là bà ta lấy trộm đồ của con gái, lại cứ làm ra vẻ mình không sai, vẻ mặt của Lý Mộng Đình vô cùng sững sờ nhìn Châu Mỹ Ngọc, mẹ, mẹ bây giờ sao biến thành như này rồi? Mẹ đều luôn là như này. Châu Mỹ Ngọc không hề cảm thấy hành vi của mình có gì sai, làm ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, Mộng Đình, con nên cảm ơn mẹ, là mẹ nói cho con biết. Thế giới này con cái gì cũng có thể không có, chỉ không thể không có tiền, nếu không phải mẹ, con có thể gả vào hào môn sao? Con không cảm ơn mẹ thì thôi đi, ngay cả viên đá rách nát cũng muốn tranh với mẹ, thật là sinh uổng đứa con gái như con mà. Lý Mộng Đình bị lời lý luận này làm cho vô cùng xấu hổ, cúi đầu cắn chặt môi, cả người run rẩy. Cô ta nhớ lại quá khứ, cô ta không phải chỉ biết lợi ích như vậy hay sao? Dưới sự xúi dục của Châu Mỹ Ngọc, làm ra rất nhiều chuyện khiến lòng người rét lạnh, lại ngu xuẩn, dẫn tới càng đi càng xa với hình bóng đó, ngược lại thành thù. Bây giờ bỗng nhiên tỉnh ngộ thì đã muộn, bọn họ đã thành người dưng. Vừa nghĩ tới người đàn ông vốn đối xử rất tốt với cô ta bị cô ta chính tay đẩy ra, Lý Mộng Đình cảm thấy đau đớn như xé tim xé gan. Mẹ, quà tặng của những khách khác tặng con không cần, tặng hết cho mẹ, con chỉ muốn viên đá này, mẹ trả nó cho con, có được không? Hai mắt của Lý Mộng Đình đỏ ngầu, trong hốc mắt có nước mắt ngân ngấn, túm chặt tay của Châu Mỹ Ngọc mà cầu xin. Cô ta biết rõ tính cách của Châu Mỹ Ngọc, dùng mạnh chắc chắn không được, chỉ có mềm mỏng. Châu Mỹ Ngọc vẻ mặt không dám tin mà nhìn Lý Mộng Đình hạ giọng lúc này, bà ta không hiểu, con gái trước kia không phải rất hận vương nhất sao, sao bây giờ lại giống như biến thành người khác vậy. Tuy nhiên, trong mắt bà ta không hề có sự thương tiếc, vẫn giữ chặt Huyết Lục Tùng ở trong túi. Mẹ nói cho con biết, không thể, con chết cái tâm tư này đi. Những quà tặng khác cộng lại mới có bao nhiêu tiền, một viên này là trên 30 tỷ, mẹ nuôi con lâu như vậy, con cũng tới lúc hiếu kính mẹ rồi, tặng mẹ một viên ngọc thạch thì làm sao? Nhưng đây là món quà duy nhất anh ấy tặng cho con. Lý Mộng Đình cắn chặt răng, cả người run rẩy nói. Mãi tới lúc này, Châu Mỹ Ngọc mới hiểu trước đó Lý Mộng Đình tại sao lại dùng tay đi bới tìm viên đá này mà không màng mọi thứ như vậy, không phải vì nó quý giá cỡ nào, mà đây là món quà vương nhất tặng cho nó. Cho dù một cây cỏ đuôi chó rẻ tiền, nó cũng coi như bảo bối. Bốp! Châu Mỹ Ngọc bỗng dưng tát mạnh một cái vào mặt của Lý Mộng Đình, dùng sức lớn tới mức trực tiếp khiến khóe miệng của cô ta chảy máu.
Ánh mắt của bà ta nhìn Lý Mộng Đình đầy oán độc, tức giận quát, tiện nhân không biết liêm sỉ, có biết hôm nay suýt nữa chọc cậu Văn không vui rồi không? Lý Mộng Đình tóc tai xóa tung ngồi sụp trên đất, không nhúc nhích, từng giọt máu tí tách nhỏ xuống. Châu Mỹ Ngọc lại giống như không nhìn thấy, tiếp tục mắng chửi, nếu cậu Văn không cần mày, mày biết đối với nhà họ Lý và nhà họ Châu mà nói sẽ là tổn thất lớn cỡ nào không? Sau này còn dám làm ra loại chuyện hoang đường như này, không cần cậu Văn ra tay, tao tự mình đánh chết mà. Lý Mộng Đình vẫn ngồi sụp trên đất như mất hết hồn vía, chỉ dùng tay nhẹ nhàng lau máu ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Châu Mỹ Ngọc, hạnh phúc hôn nhân của con, đối với mẹ mà nói chỉ là công cụ để gia tộc cường thịnh sao. Lúc này, trong mắt cô ta không có sự van xin nữa, chỉ có sự bình tĩnh. Dưới sự bình tĩnh, một sự điên cuồng đang lặng lẽ ngưng tụ. Sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc hơi thay đổi, nhìn đi chỗ khác, hỏi ngược lại, nếu không tao nuôi mày lớn như vậy để làm gì? Vốn trông mong tên phế vật đó có thể hầu hạ tốt cho Kim Thúy như của nhà họ Kim, kết quả thì hay rồi, vậy mà chạy ngay trong đêm đại hôn của mình, phía mày tuyệt đối đừng xảy ra sai sót gì nữa. Lý Mộng Đình cười không tiếng, mỉm cười, ánh mắt lập tức trở nên điên cuồng. Trả đá cho con. Cô ta tức giận hét lên một tiếng, đẩy ngã Châu Mỹ Ngọc, sau đó đưa tay cướp huyết lục tùng trong tay bà ta. Á, con muốn làm gì? Châu Mỹ Ngọc bị dọa giật mình, lập tức vừa sửng sốt vừa tức giận, muốn đẩy Lý Mộng Đình ra. Nhưng Lý Mộng Đình đang phẫn nộ giống như một con báo cái, giật mạnh tóc của Châu Mỹ Ngọc, bỗng chốc giật được một mảng tóc xuống, làm Châu Mỹ Ngọc đau tới mức lạ oai oái, không ngừng lăn lộn. Huyết lục tùng trong túi cũng theo đó mà rơi ra khỏi túi. Lý Mộng Đình như có được chí bảo mà nhặt lấy huyết lục tùng, sau đó bỏ dậy từ trên người Châu Mỹ Ngọc, thở hổn hển nhìn bà ta. Châu Mỹ Ngọc còn nhếch nhác ngồi trên đất, mặt mày vô cùng phẫn nộ nhìn Lý Mộng Đình, tức đến mức nói chuyện cũng không mạch lạc. Mày, mày vậy mà dám đánh mẹ. Xin lỗi mẹ, con chỉ là lấy lại thứ thuộc về con. Thân sắc của Lý Mộng Đình dịu đi một chút, vô cùng áy náy nói xin lỗi. Tao không có đứa con gái như mày. Châu Mỹ Ngọc lại lớn tiếng hét lên, ánh mắt oán độc nhìn Lý Mộng Đình, mày cút ra khỏi cái nhà này cho tao, đừng quay về nữa. Làm sao vậy? Động tĩnh lớn như vậy, lập tức thu hút chú ý của người trên tầng của biệt thự, Lý Thiên Dương, Châu Mỹ Hòa, còn cả đám người Lý Sung lũ lượt đi xuống tầng. Châu Mỹ Ngọc hằn học trừng mắt với Lý Mộng Đình, Lý Mộng Đình cắn chặt môi, hốc mắt đỏ hoe nói, mẹ, đây là mẹ ép con. Châu Mỹ Ngọc vẫn đang tức giận, thấy người cũng đến rồi, vội vàng nói, mọi người tới đúng lúc, tới phân xử đi, là con gái, vậy mà dám đánh tôi. Tôi là kiếp trước gây nghiệp gì mà mắc phải cái đồ vô ơn này chứ. Nói xong, ngồi ở dưới đất giả bộ khóc giống lên. Con ra ngoài cho yên tĩnh. Lý Mộng Đình bỗng nhiên nói với giọng bình tĩnh, cũng không cầm ô, cứ như vậy chạy vào trong mưa. Cùng lúc này, trong một căn biệt thự, Văn Thái đang ngồi trên sofa, nói chuyện với ba Văn Cung Hiển. Ba, nhân vật lớn sau lưng nhà họ Lý là ai, không tra được. Anh ta trầm giọng nói. Văn Cung Hiển thở dài, giọng nói rất tang thương, bây giờ nhà họ Văn chúng ta muốn mở rộng thị trường ở Thiên An, là càng thêm khó, đám người Hồ Hoàng Việt đó căn bản không cho công ty của nhà họ Văn chúng ta vào Thiên An. Bọn họ hiếp người quá đáng. Sắc mặt của Văn Thái vô cùng âm trầm, nói. Mau chóng tìm cho ra nhân vật lớn sau lưng nhà họ Lý là ai, như vậy nhà họ Văn mới có thể có khả năng lớn mạnh. Vâng thưa ba. Văn Thái đang muốn cúp máy, bỗng nhiên Văn Cung Hiển lại nói, ba nhớ, em trai của con cũng đã đến Thiên An. Nó à? Nhắc tới người này, Văn Thái cười hờ hững. Văn Cung Hiển tổng cộng có hai người con trai, chỉ có điều, một người là con ruột, một người lại là đứa con mà vợ của Văn Cung Hiển sinh với người đàn ông bên ngoài. Văn Thái là đứa con hoang đó, chỉ là biểu hiện quá mức xuất chúng, Văn Cung Hiển không thể không trọng dụng anh ta. Còn con trai ruột đó của ông ta, bị Văn Thái đánh gãy chân, đuổi ra khỏi gia môn. Văn Cung Hiển trầm giọng nói, tìm cơ hội dẫn Văn Đào về đi, nó chịu khổ đủ nhiều rồi. Con biết rồi ba. Cúp máy, trong mắt Văn Thái vụt qua một tia sát cơ, nhưng vẫn căn dặn thủ hạ, tìm cho ra tung tích của Văn Đào. Vâng. Thủ hạ hiệu suất cực nhanh, rất nhanh đã có kết quả. Cậu chủ Văn Đào bây giờ ở một quán ba tên là Hoàng Quan. Văn Thái nheo mắt lại, tôi nhớ rồi,
đó là quán bar do Đồng Lão Lục mở nhỉ? Phải. Thủ hạ tiếp tục báo cáo, ngoài ra, vị hôn thê của anh, cô Lý Mộng Đình cũng ở Hoàng Quan. Nghe thấy lời này, Văn Thái lập tức đứng dậy, ly rượu vang trong tay cũng rắc một tiếng rơi ở trên sàn, ngã tan tành. Ở một bên khác, Vương Nhất cũng nhận được tin tức Lý Mộng Đình bỏ nhà đi. Lãnh Nhan, lát nữa cô tới quán ba Hoàng Quan một chuyến, đừng để Mộng Đình xảy ra chuyện. Anh trầm giọng nói. Được. Lãnh Nhan đáp một tiếng, trải qua tiếp xúc của hai lần này, cô ta cũng cảm thấy Lý Mộng Đình thay đổi rất nhiều. Quán ba Hoàng Quan nằm ở nơi khá khuất ở Thiên An, bởi vì vị trí hẻo lánh, lại thuộc ba khu vực không quản được, cho nên nơi đó cũng là thiên đường của những thứ phạm pháp, Lý Mộng Đình đi một mình, quá nửa sẽ gặp phải nguy hiểm. Đợi sau khi đưa Vương Nhất về tới Tử Viên, Lãnh Nhan vội đi tới quán ba Hoàng Quan. Anh trở về rồi. Vương Nhất đẩy cửa ra, lại kinh ngạc phát hiện, không nhìn thấy bóng dáng của Lý Khinh Hồng, chỉ có Lý Tuyết Nhi và Vương Tử Lam đang chơi đùa. Ba. Nhìn thấy Vương Nhất trở về rồi, Vương Tử Lam lập tức, vứt bỏ, Lý Tuyết Nhi, chạy vào lòng của Vương Nhất. Vương Nhất bế Vương Tử Lam lên, nhéo cái mặt phúng phính của Vương Tử Lam, cười hỏi, mẹ đâu ạ? Vương Tử Lam nói với giọng non nớt, mẹ hình như tâm trạng không tốt, cũng không chơi với Tử Lam rồi. Nghe thấy lời của Vương Tử Lam, Vương Nhất lập tức ngây người, quay đầu nhìn sang Lý Tuyết Nhi. Lý Tuyết Nhi lập tức trợn mắt, anh rể. Anh có phải lại chọc chị em giận rồi không? Không có. Vương Nhất vội lắc đầu, đầu óc mờ mịt. Vậy chị em sao vừa về tới nhà thì lên tầng nhốt mình ở trong phòng, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Không ăn cơm tối sao? Vương Nhất nghe vậy, lập tức sắc mặt hơi thay đổi, liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 10 giờ rồi. Lý Tuyết Nhi liếc mắt với anh, đừng quản ai sai với ai, mau chóng đi xin lỗi chị em đi. Vương Nhất sờ mũi. Vẻ mặt ngại ngùng, cô chắc không phải còn nghĩ tới chuyện ban sáng người mà anh nghĩ tới là ai đấy chứ. Anh đích thân xuống bếp, nấu bát mì đơn giản, bê lên tầng, nhẹ nhàng gõ cửa. Không ai đáp lại. Lại gõ cửa. Vẫn không có ai đáp lại. Vì vậy, Vương Nhất đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Lý Khinh Hồng ngồi ở trước máy tính, ngón tay gõ lại cái gì đó trên bàn phím. Muộn như vậy, còn làm việc sao? Vương Nhất để bát mì sang một bên. Mỉm cười nói. Tuy nhiên, không có nhận được lời đáp lại của Lý Khinh Hồng. Cô hơi nghiêng mặt lại, vẻ mặt không cảm xúc liếc nhìn Vương Nhất, ngay cả hứng thú trả lời cũng không có, lại quay đầu làm việc. Bỗng chốc, khóe mắt của Vương Nhất giật mạnh, từ trong ánh mắt nhìn anh vừa rồi của Lý Khinh Hồng, anh cảm thấy giống như đang nhìn một con châu chấu, một con chuột, hoặc một con sâu thối. Vương Nhất biết Lý Khinh Hồng 100% vẫn đang băn khoăn chuyện lúc sáng. Sau khi về tới nhà một người suy đoán linh tinh, đoán rồi, trong lòng càng lúc càng giận càng lúc càng bực bội. Sờ chóp mũi, Vương Nhất kiên trì nói, anh đi giặt quần áo. Vẫn không đáp lại, ánh mắt của Lý Khinh Hồng từ đầu tới cuối đều tập trung ở trên máy tính, giống như Vương Nhất căn bản không tồn tại. Vương Nhất chỉ có thể đi ra ngoài thì đụng phải Lý Tuyết Nhi và Vương Tử Lam đang nằm bò ở cầu thang nghe trộm. Hai người ở đây làm cái gì? Vương Nhất kinh ngạc liếc nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, hỏi. Lý Tuyết Nhi bế Vương Tử Lam lên, cười rạng rỡ một tiếng, không phải là quan tâm hôn nhân đại sự của anh và chị của em hay sao? Đừng nói linh tinh. Vương Nhất đanh mặt, quát. Lý Tuyết Nhi lè cái lưỡi đáng yêu, bế Vương Tử Lam, tiếp tục đi chơi. Vương Nhất đi vào nhà vệ sinh, thuận tay ném quần áo vào trong máy giặt, sau đó ngồi trên bồn cầu hút thuốc. Anh không có nghiện thuốc. Chỉ khi gặp phải chuyện bó tay thì mới hút. Làm sao khiến Lý Khinh Hồng hết giận, đây là một vấn đề. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể nói thật rồi. Vương Nhất thở dài bất lực, lại đi lên tầng, định dùng vẻ mặt tươi cười nói chuyện với Lý Khinh Hồng. Tuy nhiên khi mở cửa, Lý Khinh Hồng vẫn nghiêm túc ngồi ở trước máy tính gõ phím, thậm chí ngay cả tư thế ngồi cũng không thay đổi, càng đừng nói tới bát mì kia sớm đã nguội ngắt. Bỗng chốc. Sắc mặt của Vương Nhất trở nên vô cùng cứng ngắc, cảm nhận được một cỗ bạo lực lạnh tràn ngập sự báo thù ác ý. Anh về nhà đã được một tiếng rưỡi rồi, ở trong khoảng thời gian, Lý Khinh Hồng vậy mà không hề nói một câu nào với anh. Đây là đánh phủ đầu. Nhất thời, Vương Nhất lập tức hoảng hồn, nói với Lý Khinh Hồng, cũng đã 10 giờ rồi, nên nghỉ ngơi rồi. Mẹ, con buồn ngủ rồi. Vương Tử Lam cũng dụi đôi mắt ngáy ngủ, khẽ nói.
Lý Khinh Hồng lúc này mới gập laptop lại, bế Vương Tử Lam chui vào chăn, vẫn không để ý Vương Nhất, quay lưng với anh mà ngủ. Vương Nhất cười khổ một tiếng, cũng chỉ đành nằm trên giường. Anh đột nhiên phát hiện một vấn đề, người phụ nữ giống như Lý Khinh Hồng, bình thường rất ít khi tức giận, nhưng một khi tức giận thì không phải tùy tiện thì có thể dỗ được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Vương Tử Lam đã ngủ rồi, Vương Nhất vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy bên tai đột nhiên nói, anh không giải thích gì sao. Vương Nhất mở mắt ra, chỉ thấy Lý Khinh Hồng vốn quay lưng với anh, vậy mà lật người, nghiêm túc nhìn anh. Trong bóng tối, đôi mắt của cô rất sáng. Nhất thời, Vương Nhất có hơi không biết mở miệng thế nào. Cô ấy là ai? Lý Khinh Hồng chủ động hỏi. Tuy giọng nói bình thản, nhưng càng giống như cường thế giả bộ không để tâm. Vương Nhất nheo mắt hồi lâu, không có trả lời, mà có chút vui mừng nói, Khinh Hồng, em đang ghen sao? Vừa nghe thấy lời này, Lý Khinh Hồng lập tức thẹn quá hóa giận, ai ghen chứ? Bớt nói nhảm, mau nói cho em. Vương Nhất cười không khép được miệng, nhưng Lý Khinh Hồng không được rồi, vừa nghĩ tới trong lòng Vương Nhất nghĩ tới người phụ nữ khác mới nhập vai được, trong lòng cô giống như nghẹn một cục tức, không phát tiết ra được. Lúc đầu còn có thể kiên nhẫn, nhưng dần dần, cô không nhịn được nữa, trong đầu đều là chuyện này. Đây là một loại cảm rất kỳ lạ, là một loại tín niệm quật cường không muốn thua bất cứ người phụ nữ nào, sao lại là ghen chứ? Tuy là có một chút, nhưng Lý Khinh Hồng rất sĩ diện là tuyệt đối không thể thừa nhận loại chuyện này. Không thể. Anh có nói không? Lý Khinh Hồng lạnh lùng hỏi, có hơi mất kiên nhẫn rồi. Anh sợ nói em sẽ giận. Em không giận. Anh không tin. Ánh mắt Lý Khinh Hồng nhìn sang Vương Nhất càng thêm tức giận, người đàn ông này bình thường làm việc dứt khoát, sao vừa đụng loại chuyện này thì trở nên đàn bà thế. Mà đây vừa hay là chỗ Vương Nhất để ý Lý Khinh Hồng, chỉ là cô lúc này không có ý thức được. Không nói thì thôi. Lý Khinh Hồng lật người, lại quay lưng lại. Vương Nhất thở dài, anh nói, nhưng không được giận, càng không được ly hôn với anh. Em biết rồi, anh nói. Không đợi Vương Nhất nói hết, Lý Khinh Hồng đã cắt ngang lời của anh. Có được sự bảo đảm của Lý Khinh Hồng, Vương Nhất lúc này mới ngại ngùng nói, là Khương Nhã Mi. Lý Khinh Hồng suýt nữa tức chết, cố nhịn cơn giận trong lòng, cô ấy không phải chị dâu của anh sao? Sau này mới trở thành chị dâu của anh, trước đó là mối tình đầu của anh. Sợ Lý Khinh Hồng giận, Vương Nhất lại giải thích, em đừng hiểu lầm, anh và cô ấy thật sự trong sạch hơn cả giấy trắng. Cô ấy và đại ca trong quân của anh là một đôi, chỉ có điều, 3 năm trước đại ca đã mất tích. Mỗi khi nhắc đến chuyện này thì giọng nói của Vương Nhất sẽ trở nên trầm thấp. Ánh mắt của Lý Khinh Hồng cũng theo đó mà trở nên kinh ngạc, xem ra thật sự là cô quá ngây thơ, hiểu lầm rồi. Cô ấy luôn là chiến hữu của anh, y thuật của anh là cô ấy dạy, tối hôm biết được đại ca mất tích, cô ấy đã khóc 3 ngày 3 đêm, cuối cùng khóc tới ngất đi. Anh không tin đại ca lại chết như vậy, luôn điều tra chuyện này, cô ấy luôn rất ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ em? Sắc mặt của Lý Khinh Hồng hơi thay đổi, hỏi, ngưỡng mộ em cái gì? Ngưỡng mộ em là cô dâu, cô ấy là quả phụ. Vương Nhất rất thương cảm. Câu nói này cũng khiến Lý Khinh Hồng rơi vào trong trầm mặc, lúc này cô cuối cùng cũng biết trên người Vương Nhất gánh vác cái gì, không chỉ hận nhà, còn có thù nước. Trầm mặc hồi lâu, cô bỗng nghiêng người lại. Liếc nhìn Vương Tử Lam đã ngủ say, những hình ảnh trong quá khứ hiện trong tim, ánh mắt phức tạp nói, nếu em không mang thai, cũng không sinh ra Tử Lam, chúng ta có đi tới ngày hôm nay không? Có. Ngoài dữ liệu, Vương Nhất không thèm nghĩ ngợi, buột miệng nói. Ánh mắt của Lý Khinh Hồng dao động mà nhìn Vương Nhất, có kinh ngạc, cũng có cảm động. Chỉ thấy sắc mặt của Vương Nhất nói rất trịnh trọng, em đã cứu anh, không tiếc tổn thương bản thân, anh nợ em. Sớm đã không trả hết được, mặc kệ có Tử Lam hay không, đời nay anh chỉ lấy một mình em. Trong mắt Lý Khinh Hồng rơi một giọt nước mắt, không có quay lưng lại nữa, chỉ mỉm cười rồi nói, ngủ thôi. Vương Nhất vui vẻ gật đầu, đợi khi Lý Khinh Hồng ngủ, anh mới nhắm mắt đi ngủ. Vào lúc này, điện thoại của anh rung nhẹ, Lãnh Nhan gọi điện tới. Có chuyện gì sao? Vương Nhất nghe điện thoại, trầm giọng hỏi. Lý Mộng Đình, khả năng gặp nguy hiểm. Nghe thấy lời này, ánh mắt của Vương Nhất bỗng rung lên, cô bảo vệ an toàn của Mộng Đình, tôi tới ngay. Quán ba Hoàng Quan bề ngoài là quán ba, thực chất dính dáng tới rất nhiều thứ, anh không lo lắng an nguy của Lãnh Nhan,
anh là sợ với tính khí của Lãnh Nhan, một lời không hợp thì giết người, sẽ gây ra rắc rối lớn. Vương Nhất cúp máy thì mặc áo vest màu đen vào, đắp chăn cho vợ và con gái, lúc này mới lặng lẽ rời đi. Cùng lúc này, quán ba Hoàng Quan. Giờ này chính là lúc náo nhiệt nhất trong ngành quán ba, ánh đèn đủ màu nhấp nháy khắp nơi, nam nữ ở trung tâm sàn nhảy đang điên cuồng uốn éo cơ thể theo âm nhạc inh tai nhức óc, trong không khí còn tản mạn mùi rượu và nước hoa nồng nặc. Nơi này rất phức tạp, có đủ mọi loại người, có người vất vả làm việc một tháng, nhịn đau tới đây tiêu xài, có người rảnh rỗi, tiêu tiền mua say, còn là nơi đi săn của các phú nhị đại trẻ tuổi nhiều tiền. Một cậu chủ chống gậy, gương mặt trắng bóc được mọi người dìu, run rẩy đứng ở trên ghế, từ trong ví lấy ra một xấp tiền, sau đó giống như ném bột, dùng sức ném xấp tiền này lên không trung. Bỗng chốc, đổ cơn mưa tiền. Những tờ tiền bay bay rơi xuống. Các cô gái ở xung quanh giống như phát điên, vẻ mặt đỏ bừng mà hét lên, lao tới, không màng mọi thứ mà nằm bò trên sàn, nhặt những tờ tiền đó. Chị em thân thiết vốn còn đối tốt với nhau, lập tức trở thành kẻ thù lớn nhất, ánh mắt hung ác nhìn đối phương, giống như lo lắng bọn họ sẽ cướp tiền của mình. Mà người thanh niên chống gậy đó lại nở nụ cười ngồi ở trên ghế, nhìn những thục nữ yêu kiều, này bày ra bộ dạng xấu xí nhất, hạ tiện nhất, giống như con chó nằm bò trên đất, điên cuồng giật tiền. Anh ta cười vui vẻ, cười điên cuồng, cũng cười tới mức châm biếm. Các cậu chủ xung quanh cũng lũ lượt phụ họa. Cậu Văn thật là thoáng tay, nhiều tiền như vậy, e là phải có 15 tỷ nhỉ. 15 tỷ đối với cậu Văn mà nói, căn bản không tính là gì cả, nhìn dáng vẻ của bọn họ, giống như chó hoang rất đói ở bên đường. Nói chí phải, tới quán ba chỉ vì tìm niềm vui, uống rượu quá vô vị, hôm nay cậu Văn ngược lại khiến chúng tôi mở rộng tầm mắt. Nghe thấy những lời này, cậu Văn cười hờ hững, tiêu 15 tỷ nhìn những cảnh này, đáng rồi. Cả quán ba vì hành vi của anh ta trở nên hỗn loạn, bảo vệ không thể không đi ra duy trì trật tự. Ở một góc của quầy ba, lại có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang ngồi. Mặc áo hở cổ hình chữ V đơn giản, trang điểm nhạt, cộng thêm nét u sầu trên mặt đã thu hút sự chú ý của phần lớn đàn ông. Chính là Lý Mộng Đình. Tâm trạng của cô ta không tốt, cho nên cứ uống rượu suốt, cho dù mưa tiền bay đầy trời cũng không khơi dậy một chút hứng thú của cô. Mà điều cô ta không biết, đám người cậu Văn kia cũng luôn chú ý tới cô ta, ánh mắt lạnh nhạt. Cậu Văn, là cô ả đó sao? Cậu Văn liếc nhìn Lý Mộng Đình, lạnh nhạt gật đầu, chắc không sai được. Vậy thì lên thôi. Những cậu chủ khác cười lớn, cậu Văn xuất mã, còn có gái nào không xử lý được. Tuy nhiên, cậu Văn lại lắc đầu, lạnh lùng nói, tôi không phải thấy cô ta xinh đẹp mới nhìn chằm chằm cô ta, nỗi đau của cái chân này, tôi mãi mãi không quên được. Anh ta vỗ cái chân tàn phế đó, trên mặt nở nụ cười không có độ ấm. Hiểu rồi, chúng tôi đi thử cô ta. Những cậu chủ khác nghe vậy, cũng thu liễm nụ cười, cầm ly rượu đi về phía Lý Mộng Đình. Mỹ nữ, một mình sao? Bọn họ vây quanh Lý Mộng Đình, cười ha ha nói, không bằng qua đây chơi cùng với chúng tôi. Cút, đừng chọc tôi. Lý Mộng Đình cực kỳ chán ghét nhìn những cậu chủ này, bình thường cũng có không ít người ve vãn cô ta, nhưng hôm nay cô ta vừa hay tâm trạng không tốt, gần ai cũng không thoải mái. Yo, còn là một đóa hồng gai. Các cậu chủ cũng không tức giận, quay đầu nhìn sang cậu Văn, lũ lượt cười to, cậu Văn, xem ra tối nay cậu phải giày vò chết rồi. Cậu Văn đi tới trước mặt của Lý Mộng Đình, trên gương mặt đẹp trai nở nụ cười lãnh khốc, tôi khuyên cô vẫn là qua đây chơi cùng với chúng tôi nhìn chúng cô rồi. Tôi nhìn chúng cái con mẹ anh. Lý Mộng Đình đột nhiên nổi giận, ly rượu trong tay tát thẳng vào mặt của cậu Văn. Bỗng chốc. Trên mặt cậu Văn đầy rượu, xuôi theo gò má nhỏ xuống từng giọt. Cậu Văn, người phụ nữ thối, cô tìm chết. Những cậu chủ khác lập tức nổi giận, ai nấy đều tức giận nhìn Lý Mộng Đình. Trên mặt cậu Văn cũng lập tức trở nên tàn độc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, làm một thế tay dừng. Sau đó, anh ta dùng tay vuốt mạnh rượu trên mặt, mỉm cười rồi nói, mỹ nữ, tôi chỉ là muốn vài ly rượu với cô mà thôi, quá mức rồi đấy. Lý Mộng Đình lúc này cũng bình tĩnh lại, biết mình đã manh động, nhưng không có xin lỗi, hừ lạnh một tiếng, tâm trạng của tôi hôm nay không tốt, ai kêu bản thân anh đụng vào họng súng. Cậu Văn vẫn không tức giận, ngược lại rất thích thú mà đánh giá trên dưới Lý Mộng Đình, ánh mắt bóng bỏng nói, Lý Mộng Đình,
sắp gả vào nhà họ Văn ở thành phố G, đúng chứ? Anh là ai, sao lại biết chuyện của tôi? Ngay lập tức, Lý Mộng Đình như gặp phải kẻ địch mạnh, cảnh giác nhìn cậu Văn. Tôi làm sao biết ư? Tôi đương nhiên biết rồi. Cậu Văn khẽ cười thành tiếng, ánh mắt thích thú nhìn Lý Mộng Đình, bởi vì tôi là xuất thân từ nhà họ Văn. Cái gì? Lý Mộng Đình lập tức đứng dậy, không dám tin mà đánh giá anh ta. Luận bối phận, tôi phải cô một tiếng chị dâu. Văn Đào cười ha hả nhìn Lý Mộng Đình, nói. Chị dâu. Lý Mộng Đình nghe vậy, cũng kinh ngạc nhìn Văn Đào, buột miệng nói, cậu là em trai của Thái. Văn Đào mỉm cười gật đầu, chỉ là nụ cười đó không chứa một chút độ ấm. Lý Mộng Đình lúc này lại không quan tâm tới những điều này, vẻ mặt rất áy náy, xin lỗi, tôi không biết cậu là em trai của Thái, tôi không phải cố ý. Cô đương nhiên không biết tôi là em trai của Văn Thái. Văn Đào lạnh lùng nhìn Lý Mộng Đình, lạnh nhạt nói, anh trai tàn độc vô tình đó của tôi, e là đã quên mất người như tôi rồi. Lý Mộng Đình nghe ra ý hận sâu sắc trong lời nói của Văn Đào, nhưng cô ta căn bản không biết giữa Văn Đào và Văn Thái xảy ra chuyện gì, cũng không tiện tiếp lời. Có điều tôi không trách cô. Văn Đào cười híp mắt đánh giá cơ thể lung linh của Lý Mộng Đình, trong mắt xẹt qua một tia oán độc, cầm lấy một ly rượu, nể tình cô là lần đầu tiên gặp tôi không so đo với cô. Uống ly rượu này, tôi dẫn cô đi làm quen với bạn của tôi. Lý Mộng Đình chần chừ một chút, nhưng vẫn nhận lấy ly rượu này, ngửa cổ lên, định uống. Đột nhiên, từ đằng sau thò ra một bàn tay, làm đổ ly rượu này. Sau đó, Lý Mộng Đình nghe thấy đằng sau truyền tới giọng nói lạnh lùng của Lãnh Nhan. Rượu này có độc, không thể uống. Cô không phải người bên cạnh Vương. Nhìn rõ gương mặt của Lãnh Nhan, Lý Mộng Đình lập tức trợn to mắt không dám tin. Lãnh Nhan lạnh nhạt gật đầu, sau đó không nói chuyện nữa, lạnh lùng nhìn nhóm các cậu chủ do Văn Đào cầm đầu. Rõ ràng đối phương chỉ có một người, nhưng đám người Văn Đào lại có một loại cảm giác đáng sợ bị bao vây. Lý Mộng Đình cũng nhớ tới lời trước đó của Lãnh Nhan, lập tức mặt mày tức giận nhìn Văn Đào, cậu vậy mà hạ thuốc tôi ư. Văn Đào không quan tâm, chỉ dùng ánh mắt thâm độc nhìn Lãnh Nhan, cô là ai? Tôi là ai, anh không cần biết. Lãnh Nhan hờ hững liếc nhìn anh ta, lạnh lùng nói, anh chỉ cần biết, tôi là tới bảo vệ cô ấy là được rồi. Ánh mắt của Lý Mộng Đình dao động, ánh mắt nhìn sang Lãnh Nhan càng thêm sửng sốt, một mình Lãnh Nhan không thể tới đây bảo vệ cô ta, vậy thì chỉ còn khả năng Vương Nhất Bảo cô ta bảo vệ cô. Sắc mặt của Văn Đào lại càng thêm u ám, nhìn Lãnh Nhan nói, tôi hiểu rồi, cô là vệ sĩ mà anh trai tốt đó của tôi mời tới bảo vệ vị hôn thê của anh ta đúng không? Một đôi giày rách, vậy mà đáng để anh ta tốn nhiều tâm tư như vậy, thật là kỳ lạ. Cậu mới là đôi giày rách. Mở miệng là nói đôi giày rách, khiến cho Lý Mộng Đình tức giận không thôi, lần đầu tiên của cô ta là cho Văn Thái. Ngu xuẩn. Lãnh Nhan lười phí lời với Văn Đào, nhìn anh ta giống như người tên ngốc, lạnh lùng nói, nếu biết điều thì đừng trêu chọc cô Lý, nếu không tôi không để bụng phế một cánh tay của mỗi một người các anh đâu. Khẩu khí thật lớn. Văn Đào lại ngồi về ghế, anh ta không hề sợ hãi, không chỉ không sợ, còn cười lạnh một tiếng, cô biết đây là nơi nào không, dám nói chuyện với tôi như vậy. Cậu Văn, cô ta nói, muốn phế một cánh tay của mỗi một người chúng ta, tôi sợ quá. Thật sự không biết tự lượng sức mình. Các cậu chủ khác cũng lũ lượt cười mỉa thành tiếng, hoàn toàn không để Lãnh Nhan vào mặt. Ánh mắt Văn Đào nhìn Lãnh Nhan và Lý Mộng Đình mang theo sự oán độc, giọng nói bỗng trở lạnh. Nếu cô đã là người anh trai của tôi phái tới bảo vệ cô ta, tối nay ở lại đây đi, cùng nhau hầu hạ tôi ở trên giường. Hầu hạ tốt, tôi có thể duy nghĩ tha cho cô một con đường sống. Câu nói này mang theo sát khí nồng nặc, Lý Mộng Đình có hơi sợ hãi nhìn sang Văn Đào, nếu lúc này cô ta còn không biết đối phương là nhằm vào cô ta thì cô ta là đồ ngốc rồi. Chỉ là cô ta không hiểu, nếu Văn Đào là em trai của Văn Thái, tại sao lại hận anh ta như vậy? Tại sao lại muốn ra tay với cô ta? Dường như hiểu được sự nghi hoặc trong lòng Lý Mộng Đình, trong mắt Văn Đào xẹt qua một tia oán hận, cô nhất định thấy rất lạ tại sao tôi lại hận cô như vậy, tôi và cô không thù không oán, muốn trách thì trách vị hôn phu của cô đi, cái chân này của tôi là do anh ta đánh gãy. Bụp! Sau khi dứt câu, Văn Đào ném mạnh cái gậy xuống, cái chân tàn phế đó run rẩy, cất bước đi về phía trước. Cả quá trình sắc mặt của anh ta trắng bệch, chán toát mồ hôi lạnh, dường như chịu đau đớn rất lớn,
anh ta muốn dựa vào sức lực của mình, không dựa vào gậy chống, cũng có thể đi lại bình thường. Nhưng anh ta đã thất bại. Cái chân tài phế đó hoàn toàn không dùng sức được, đi một bước, anh ta ngã mạnh xuống đất. Đáng chết! Sắc mặt của anh ta vặn vẹo, nắm đấm siết chặt, đập mạnh vào sàn nhà. Cậu Văn! Các cậu chủ khác thay đổi sắc mặt, lũ lượt chạy tới đỡ anh ta. Văn Đào thở dốc, ánh mắt âm độc nhìn Lý Mộng Đình sốc tới mức nói không thành lời, nói, bây giờ, cô biết tại sao tôi muốn đối phó cô rồi chứ? Một đứa con hoang dựa vào đâu có thể sống tốt như vậy? Mà người thừa kế chính thống như tôi lại sống cuộc sống người không ra người, ma không ma. Như vậy không công bằng. Nói tới cuối cùng, sắc mặt của anh ta méo mó, gần như gầm lên với Lý Mộng Đình, người anh trai tốt đó của tôi sắp kết hôn rồi, mà cô chính là cô dâu của anh ta, tôi sẽ không để anh ta được như ý, cô dâu, tôi cũng phải chơi, ha ha ha. Vậy nên, cậu bỏ thuốc trong rượu của tôi. Lý Mộng Đình không ngừng lùi lại, vô cùng khó tin mà nhìn Văn Đào. Tên điên, thật sự là tên điên. Tên điên sao? Không sai, không bao lâu nữa cô sẽ phát hiện, anh trai tốt đó của tôi, anh ta cũng là một tên điên. Văn Đào cười có hơi vặn vẹo, kết hôn với anh ta, cô sẽ không hạnh phúc, ngược lại sẽ hối hận cả đời. Lý Mộng Đình không hiểu lời này của Văn Đào là có ý gì, tinh lực lúc này hoàn toàn đặt trên người Văn Đào, may mắn cô ta không uống ly rượu đó. Ánh mắt của Lãnh Nhan vẫn không có bất cứ thay đổi nào. Bình thản liếc nhìn Văn Đào, sau đó nói với Lý Mộng Đình, chúng ta đi. Nói xong, bước về phía cửa quán ba trước. Lý Mộng Đình cẩn thận đi theo đằng sau Lãnh Nhan, trong lòng lại rất cảm khái, cô ta có một ngày, vậy mà sẽ được anh bảo vệ. Thật là rượu mời không uống muốn rượu rượu phạt mà. Trong mắt Văn Đào vụt qua tia sắc lạnh, khẽ phất tay, lập tức ngoài cửa có 7,8 người đàn ông cao to xông vào, chặn ở trước mặt Lãnh Nhan và Lý Mộng Đình. Lãnh Nhan dừng bước chân, hơi nheo mắt, nhìn một vòng tất cả mọi người, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, xem ra cánh tay của các anh là không cần nữa rồi. Lý Mộng Đình từ rất lâu trước kia đã từng thấy thực lực của Lãnh Nhan, cho nên hoàn toàn không hề sợ, ở sâu trong tim, vậy mà còn có chút mong chờ. Người tự tin thái quá, cho dù chết tới nơi, cũng vẫn không cảm nhận được. Văn Đào móc ra một điếu xì gà, một cậu chủ ở bên cạnh lập tức lấy bật lửa ra. Châm lửa thay cho anh ta, anh ra nhả ra một làn khói, lạnh giọng nói, vậy thì bắt lấy cho tôi. Cút! Sắc mặt của Lãnh Nhan rét lạnh, trong tay có thêm một con dao găm lạnh lẽo, khí tức cả người tăng mạnh. Một người mà thôi, vậy mà có loại cảm giác thiên quân vạn mã. Khi cô ta đang chuẩn bị ra tay, đằng sau lại truyền tới giọng nói đàn ông vô cùng bình tĩnh. Cô gái bên kia, tuyết đêm rơi rồi, có thể uống cùng một ly không? Lời nói không nặng, vừa hay tất cả mọi người đều có thể nghe được. Ngay lập tức, Lãnh Nhan vốn sát khí bừng phát, trong nháy mắt thu liễm lại sát khí trên người, trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Lý Mộng Đình cũng lập tức quay đầu, chỉ thấy ở một góc quầy ba, đột nhiên có thêm một người đàn ông mặc vest đen, đang vừa uống rượu, vừa bình tĩnh nhìn tất cả chuyện này. Vương Nhất, ánh mắt của Lý Mộng Đình tràn ngập sự mừng rỡ, buột miệng gọi. Trong quán ba vẫn văng vẳng tiếng nhạc rock, tiếng gọi này của Lý Mộng Đình không có bao nhiêu người nghe thấy. Đám cậu chủ do Văn Đào cầm đầu cũng âm trầm nhìn Vương Nhất ngồi một mình ở góc uống rượu, thằng oát này là ai? Tới đây từ khi nào? Bọn họ ở gần vị trí quầy ba ở cửa quán ba, vậy mà không phát giác người sống sờ sờ như vậy đi vào. Nhưng rất nhanh, sự kinh ngạc trong mắt bọn họ xẹt qua, một cậu chủ cười lạnh một tiếng, nói với Văn Đào, cậu Văn, tôi đi thử anh ta. Xem thử anh ta là ai. Nói rồi, anh ta từ từ đi về phía Vương Nhất, vừa đi vừa quát to một tiếng, mẹ kiếp mày là ai, có biết người phụ nữ đó là người phụ nữ ai nhìn chúng không? Á! Tuy nhiên ngay sau đó, lời của cậu chủ đó bỗng dừng lại, thay vào đó mà một tiếng kêu thảm thiết. Vương Nhất không thèm liếc nhìn anh ta, một tay bỗng đưa ra, năm ngón tay xòe ra, vừa hay túm lấy cả gương mặt của cậu chủ đó, sau đó đập mạnh vào quầy ba. Bụp, mặt của anh ta tiếp xúc thân mật với quầy ba, trực tiếp ngất đi. Vương Nhất lại giống như người không có chuyện gì, nở nụ cười khẽ nhìn Lý Mộng Đình, yên lặng đợi câu trả lời. Miệng của Lý Mộng Đình hơi há ra, sau khi hoàn hồn lại, trên mặt nở nụ cười quyến rũ, khẽ gật đầu. Có thể, dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của tất cả mọi người, Lý Mộng Đình nở nụ cười khẽ đi tới trước mặt Vương Nhất,
nhận lấy ly rượu đó, một hơi uống cạn. Sau khi uống hết rượu, gương mặt nhỏ của Lý Mộng Đình đỏ hây hây, hiện lên sắc hồng sau khi say rượu, cười hì hì nhìn Vương Nhất ở trước mắt. Nói thật, vừa rồi khi nghe thấy giọng nói của Vương Nhất, nội tâm cô ta kích động tới mức suýt nữa kêu lên, đây là lần đầu tiên cô ta hy vọng Vương Nhất xuất hiện ở bên cạnh cô ta như vậy. Một mình ra ngoài uống rượu giải sầu, lại bị người ta trêu ghẹo quấy rối, có âm mưu bất chính đối với cô ta theo kiểu trả thù, người đó còn là em chồng tương lai của cô ta, còn có chuyện tồi tệ hơn nữa không? Cục diện vừa rồi, một khi Lãnh Nhan ra tay, bất luận đánh thắng hay đánh thua, cô ta đều không dễ ăn nói với nhà họ Văn, đặc biệt là ngày cưới đang tới gần, càng không thể xảy ra sai lầm. Lúc này, Vương Nhất đi tới gọi Lý Mộng Đình uống rượu, vừa khéo hóa giải cục diện bế tắc này. Hơn nữa cũng là kêu Lý Mộng Đình uống rượu, lời của Vương Nhất bí hiểm hơn Văn Đào nhiều. Tuyết đêm rơi rồi, có thể uống cùng một ly không? Chỉ 11 chữ đầy thâm ý này, Lý Mộng Đình cũng sẽ qua uống một ly. Đám cậu chủ Văn Đào cũng có hơi ngây ngốc, sững sờ nhìn Vương Nhất nở nụ cười nho nhã như quý ông lịch lãm. Rốt cuộc ai là cậu chủ phong độ ngời ngời, nho nhã học cao hiểu rộng? So với anh, bọn họ chính là một đám lưu manh. Nhìn xong, Văn Đào hoàn hồn lại, gương mặt trở nên giật giật, sắc mặt cực kỳ u ám. Anh ta không dễ gì mới tóm được lúc Lý Mộng Đình ở một mình, chính là muốn chơi vị hôn thê của Văn Thái trước khi anh ta kết hôn, báo thù Văn Thái một vố, không ngờ không biết từ đâu nhảy ra một tên, trực tiếp làm loạn. Anh ta chống gậy, khập khiễng đi về phía Vương Nhất, anh là ai? Tuy nhiên, Vương Nhất căn bản không để tâm tới anh ta. Ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt nhỏ yêu kiều của Lý Mộng Đình, thuận miệng hỏi, không sao chứ? Lý Mộng Đình khẽ lắc đầu, có hơi không dám nhìn vào mắt của Vương Nhất, cảm ơn anh bảo vệ tôi. Nói xong, giống như nhớ tới điều gì đó, cô ta vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên đá màu đỏ máu, nắm chặt, rất nghiêm túc nói, đá anh tặng tôi tìm được rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Vương Nhất hơi thay đổi, ánh mắt cũng trở nên kinh ngạc. Không ngờ cô ta thật sự tìm được rồi, nhất định. Tìm rất lâu nhỉ. Thấy ánh mắt của Vương Nhất luôn dừng ở trên mặt của mình, sắc mặt của Lý Mộng Đình hơi đỏ, không khỏi được mà nhìn đi chỗ khác, anh, nhìn cái gì? Xin lỗi, tôi chỉ là ngạc nhiên, cô và trước kia. Thật sự thay đổi rồi. Vương Nhất thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Ánh mắt của anh rất trong trẻo, không ẩn chứa bất cứ tình cảm gì, không biết tại trong lòng Lý Mộng Đình có hơi thất vọng. Nhưng cô ta vẫn nắm chặt viên đá huyết lục tùng này, nói, quà anh tặng cho tôi rất vui, tôi sẽ bảo quản kỹ nó. Vương Nhất khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, ánh mắt của anh mới lần đầu tiên dừng trên mặt của Văn Đào, bình thản nhìn anh ta. Sự phớt lờ vừa rồi đã khiến sắc mặt của anh ta cứng đờ, lúc này trong mắt phụt qua tia oán độc sâu sắc, tiện nhân lẳng lơ, tôi kêu cô uống rượu cô không uống, người khác kêu cô uống thì cô lập tức uống. Đây còn chưa kết hôn thì đã liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, kết hôn rồi còn như nào nữa. Vừa nghe thấy lời này, Lý Mộng Đình lập tức nổi giận, cậu bỏ thuốc vào trong rượu của tôi, nếu tôi uống thì. Lời còn lại cô ta không nói tiếp, vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Văn Đào. Lúc này, một bóng người vượt qua Lý Mộng Đình, bảo vệ cô ta ở đằng sau, sắc mặt bình tĩnh nhìn Văn Đào, nói, tự tát mình 3 cái, sau đó cút khỏi nơi này, tôi không truy cứu chuyện này. Tất cả im phăng phắc, bên tai chỉ có tiếng nhạc sập sình đơn điệu. Mấy cậu chủ liếc nhìn nhau, cười lớn không ngừng, hoàn toàn không coi chuyện này ra gì. Văn Đào ngồi trên ghế, thuận tay vẫy nhẹ thì có 2 cô gái xinh đẹp chui vào trong mắt anh ta, cười rồi nói, tôi nói trước mắt luôn, các người không biết đây là địa bàn gì, nếu tôi nói ra quan hệ của tôi và ông chủ quán ba này, anh khả năng sẽ hối hận khi nói lời như này với tôi. Ồ, nghe thấy lời này. Vương Nhất không hề hoảng hốt, ngược lại nhếch miệng cười, rất hứng thú mà hỏi, vậy cậu nói thử xem, nơi này là địa bàn gì, cậu và ông chủ của quán ba này có quan hệ gì? Văn Đào mặt mày kiêu ngạo, quán ba này ấy à, là nhà họ Đồng mở, ông chủ của quán ba tên là Đồng Hiểu Sinh, một trong những người con trai được Đồng Lão Lục coi trọng nhất, mà quan hệ của tôi và Đồng Hiểu Sinh rất tốt, anh có thể động vào tôi sao? Anh dám động vào tôi không? Lý Mộng Đình nghe vậy, cũng thay đổi sắc mặt. Khẽ nói ở bên tai Vương Nhất, hay là thôi đi, cậu ta tên Văn Đào, là em trai của Văn Thái, nháo to không hay lắm. Nhà họ Văn, nhà họ Đồng. Mắt của Vương Nhất hơi nheo lại,
vụt qua một tia nguy hiểm. Vào vừa nãy, khi anh biết thân phận của Văn Đào, cũng biết tại sao anh ta ra tay với Lý Mộng Đình rồi. Bởi vì không dám ra tay với Văn Thái, cho nên tìm Lý Mộng Đình. Tôi đột nhiên thay đổi chủ ý rồi. Vương Nhất bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào cánh tay của Văn Đào, nói, tôi không muốn cậu tự tát ba cái nữa, tôi muốn cậu vào bệnh viện. Anh đang tìm chết. Trên mặt Văn Đào lập tức tỏa ra sát khí, tức giận nhìn Vương Nhất, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo, trước tiên xử lý anh trước, rồi đưa hai người phụ nữ đó đi. Nói xong thì nói gì đó với một cậu chủ ở bên cạnh, cậu chủ đó gật đầu liên tiếp, đứng dậy đi lên tầng 2. Không lâu sau thì dẫn một đám người đi tới. Người đàn ông cầm đầu mặc sơ mi hoa, dáng người cao ti, còn để đầu đinh, chỉ đi đường cũng mang theo sát khí. Đằng sau có mấy người đàn ông đi theo, một người trong đó, Vương Nhất vậy mà biết. Đồng Thiên Tường, anh ta vậy mà cũng ở đây. Đồng Thiên Tường cũng nhìn thấy Vương Nhất, lúc này ánh mắt rung lên, nhưng không lên tiếng. Hiểu Sinh, nhìn người thanh niên đầu đinh, Văn Đào lập tức đứng dậy nghênh đón. Ai dám ở chỗ của tôi, động vào người của tôi. Đồng Hiểu Sinh hai mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, giọng điệu không thân thiện. Tất cả các cậu chủ đều vui sướng nhìn người khác gặp họa mà nhìn sang Vương Nhất và Lý Mộng Đình, chỉ vào bọn họ rồi nói, anh Đồng, chính là mấy người bọn họ, không biết tốt xấu nói muốn cậu Văn vào viện. Láo toét, ánh mắt của Đồng Hiểu Sinh rét lạnh, nhìn sang Vương Nhất, khí thể toàn thân bùng phát, người anh em, anh lăn lộn ở giới nào. Đồng Hiểu Sinh rõ ràng là người từng giết người, chỉ có người từng giết người, trên người mới có lệ khí như vậy, Lý Mộng Đình mặt mày lo lắng nhìn sang Vương Nhất. Đang muốn lên tiếng thì phát hiện trên mặt Vương Nhất vẫn nở nụ cười bình thản, vẻ mặt đầy trêu ngươi liếc nhìn Đồng Thiên Tường ở đằng sau Đồng Hiểu Sinh. Đồng Thiên Tường lập tức dùng mình, vội vàng tìm cớ chuồn đó, anh Hiểu Sinh, em đi tiếp những khách hàng khác. Nói xong, định chuồn lệ. Tuy nhiên, Đồng Hiểu Sinh lại nhìn ra sự hoảng sợ trong mắt Đồng Thiên Tường, túm lấy anh ta, cậu biết anh ta. Đồng Thiên Tường nghẹn lại, bất chấp khó khăn mà gật đầu. Anh ta chính là chú rể hụt suýt nữa trở thành chồng của Kim Thúy Như thuộc nhà họ Lý vào 5 năm trước. Chuyện này tất cả mọi người đều nghe như sấm đánh bên tai, lời này vừa dứt, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt nhìn sang Vương Nhất. Văn Đào và Đồng Hiểu Sinh cũng kinh ngạc nhìn Vương Nhất, sau đó cười phá lên. Tôi tưởng là ai, thì ra là tên phế vật này, ai cho anh can đảm tới chỗ tôi gây sự. Đồng Hiểu Sinh nhìn Vương Nhất đầy khinh thường, nói. Lý Mộng Đình cho rằng chuyện này là nỗi đau trong lòng Vương Nhất, nhưng Vương Nhất không những không tức giận, ngược lại cười ha ha, nhìn sang Văn Đào, cậu cũng đã gọi người rồi, tôi có phải cũng có thể gọi người không? Đương nhiên, cứ tự nhiên. Văn Đào cười ha ha gật đầu, sự khinh bỉ và coi thường trong mắt lại càng đậm. Một tên phế vật không chính thống của gia tộc, có thể gọi được ai chứ? Theo anh ta thấy, cả nhà họ Lý và đến cả nhà họ Châu. Chỗ dựa lớn nhất là nhà họ Văn của anh ta, ngoài nhà này ra, ai dám giúp anh ta? Vương Nhất cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Alo! Ở đầu dây bên kia, truyền tới một giọng nói trêu đùa vô cùng phong tình vạn trùng, tê tái tới cực điểm, sao lại có thời gian rảnh gọi điện cho tôi thế? Có phải nhớ tôi rồi không? Chủ nhân của dãy số có giọng nói quyến rũ mang theo vô số ám chỉ, nếu chỉ nghe giọng điệu. Sẽ không bao giờ biết Vương Nhất và cô ta mới chỉ gặp nhau hai lần. Mà còn là vào cùng một ngày. Tuy nhiên, trực giác mách bảo Vương Nhất rằng cô ta không phải là một người phụ nữ bình thường. Tôi đang ở Crow, Vương Nhất nói thẳng với người phụ nữ. Anh đang làm gì ở Crow? Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Vương Nhất không trả lời câu hỏi này. Người phụ nữ hiểu ra, giọng điệu của cô ta trở nên trầm hơn rất nhiều. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay. Nói xong liền cúp điện thoại. Vương Nhất cũng để điện thoại xuống, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhìn mọi người, được rồi, người của tôi sẽ sớm tới đây. Còn giả vờ à, giả vờ tiếp đi. Văn Đào ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Nhất, hoàn toàn không chút nào, loại rác rưởi chẳng vào nổi gia tộc như anh thì gọi được ai đến. 5 năm trước, chuyện chú rể đào hôn trong đám cưới đại tiểu thư nhà họ Kim, khiến cả thành phố Thiên An đều xôn xao, thậm chí còn lan truyền đến vùng 3 tỉnh G. C và T. Tất cả mọi người trong giới đều nghe nói về việc này, nhưng không ai biết chú rể bỏ trốn kia là ai. Bây giờ sự thật đã rõ, Văn Đào cũng chẳng chú ý đến nữa,
cho rằng Vương Nhất chỉ là một người bình thường. Bạn bè của người bình thường chỉ có thể là người bình thường, không bao giờ có thể là tỷ phú, cho nên Văn Đào không quan tâm Vương Nhất có thể gọi ai tới. Loảng xoảng. Lúc này, có tiếng ly rượu rơi xuống đất cực chói tai. Mọi con mắt đều đổ dồn vào. Có chuyện gì vậy? Đôi mắt Đồng Hiểu Sinh hơi tối lại, nén giọng hét lên. Không, xin lỗi, tay tôi bị trượt. Đồng Thiên Tường vội vàng xin lỗi, nhưng ánh mắt kinh hãi nhìn Vương Nhất. Anh ta sẽ không bao giờ quên đêm đó, tuy rằng anh ta không biết nhà họ Kim diệt vong như thế nào, nhưng anh ta tin chắc rằng nhất định có liên quan đến Vương Nhất. Nhân vật ngay cả nhà họ Kim cũng không thể khiêu khích, nhà họ Đồng bọn họ sao dám trêu chọc. Cậu tên là Vương Nhất đúng không? Đồng Hiểu Sinh liếc mắt đánh giá Vương Nhất, giọng nói đột nhiên lạnh lùng, mọi người ngồi ở đây đều xuất thân danh gia vọng tộc, không phải phế vật như cậu có thể so sánh, quỳ xuống lạy mỗi người một cái, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tha cho cậu một mạng. Như thể không nghe thấy, Vương Nhất hỏi người pha rượu một ly tequila, uống cạn, cười nói, anh không thử hỏi là tôi mời ai à? Nhân vật tôm tép như cậu thì có thể mời ai? Giống như Văn Đào, ánh mắt của Đồng Hiểu Sinh đầy vẻ khinh thường. Anh là người nhà họ Đồng. Vương Nhất cũng không tức giận, đột nhiên hỏi. Nếu đã biết tôi là người nhà họ Đồng, còn dám gây sự ở địa bàn của tôi. Thật là trùng hợp, người tôi gọi tới cũng họ Đồng. Vương Nhất khẽ lắc ly rượu, chưa biết chừng hai người còn quen nhau đấy. Ngay khi những lời này nói ra, Đồng Hiểu Sinh sửng sốt, sau đó do dự một hồi. Không ngờ cái thứ rác rưởi này thật sự quen biết người nhà họ Đồng. Nhưng ngay sau đó, Đồng Hiểu Sinh lại cười, trong nụ cười có sự dữ tợn, cậu nhóc, cậu đang giúp tôi gọi người đấy. Văn Đào cười trên nỗi đau của người khác nhìn Vương Nhất, Đồng Hiểu Sinh là một trong những người con trai được coi trọng nhất của Đồng Lão Lục, trong nhà họ Đồng có địa vị cao, quyền lực lớn, cho dù cái tên phế vật kia thực sự quen biết người nhà họ Đồng, thì cũng không phải chi chính của nhà họ Đồng, gặp phải Đồng Hiểu Sinh giống như chuột gặp mèo. Không có chút phản kháng nào. Anh ta có chút mong chờ cảnh tượng người Vương Nhất gọi tới bị dạy cho một bài học. Lý Mộng Đình, lúc đầu vẫn còn bình tĩnh một chút, nhưng khi vừa nghe thấy người Vương Nhất gọi tới là người nhà họ Đồng, lập tức hoảng hốt. Con trai được coi trọng nhất của Đồng Lão Lục đang ở đây, đợi lát nữa đừng bị người được gọi tới đánh đấy. Vương Nhất, anh mau đi đi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi khuyên nhủ. Tuy nhiên, Vương Nhất và Lãnh Nhan vẫn bình tĩnh. Vương Nhất thậm chí còn lắc đầu nói với Văn Đào, cho nên tôi vẫn có chút hiếu kỳ, anh và Văn Thái đều là con trai của Văn Cung Hiền, tại sao lại bị Văn Thái đánh gãy một chân, đuổi nhà họ Văn, bây giờ nhìn lại, anh và Văn Thái quả thực cách biệt rất xa. Láo xược! Văn Đào tức giận trợn to hai mắt, nhìn Vương Nhất hét lớn. Anh ta không ngờ rằng lúc này Vương Nhất lại dám chọc vào vết thương lòng của anh ta. Anh ta lập tức nhìn về phía Đồng Hiểu Sinh, Hiểu Sinh. Đừng phí lời với anh ta, đánh gãy hai chân của anh ta, tôi cũng muốn cho anh ta nếm thử mùi vị bị gãy hai chân là như thế nào. Được. Đồng Hiểu Sinh gật đầu, sau đó hơ tay, đột nhiên có rất nhiều tên côn đồ vạm vỡ từ bốn phương tám hướng chạy đến, giải tán tất cả khách trong quán. Giải tán. Quán ba đột nhiên trở nên trống rỗng và tối tăm, chỉ còn lại Vương Nhất, Lý Mộng Đình, Văn Đào, Đồng Hiểu Sinh và những người khác. Sau khi giải tán khách. Những tên côn đồ vạm vỡ đó ánh mắt lạnh lùng đi về phía ba người Vương Nhất, Lý Mộng Đình và Lãnh Nhan. Đám thiếu gia do Văn Đào và Đồng Hiểu Sinh cầm đầu đều lộ ra nụ cười lạnh lùng, giống như họ đã nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu Vương Nhất bị đánh gãy chân rồi quăng ra ngoài. Tôi xem thử ai dám. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói trầm thấp và uy nghiêm của một người phụ nữ đột nhiên vang lên từ cửa quán bar. Giọng nói tràn đầy uy nghiêm và khí thế này. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Vương Nhất uống cạn tequila trong ly, người của tôi đến rồi. Lúc này nụ cười trên mặt anh cũng biến mất, cũng có nghĩa là mọi chuyện sắp kết thúc. Cậu Văn, thằng nhãi này còn mời một người phụ nữ đến nữa. Trên mặt nở nụ cười khinh thường, Đồng Hiểu Sinh chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa. Anh ta đã quyết định rồi, trước tiên lớn tiếng mắng cho một trận, sau đó để cô ta dạy cho Vương Nhất một bài học. Nhưng mà, khi nhìn rõ bóng người đứng ở cửa, nụ cười trên mặt Đồng Hiểu Sinh từ từ cứng lại, sau đó giống như chuột gặp phải mèo, anh ta liên tục lùi về phía sau, trợn to hai mắt. Là cô sao? Tôi đây. Người phụ nữ ở cửa mặc một chiếc váy dài màu đỏ xẻ tà,
mái tóc xoăn gợn sóng gợi cảm, đôi mắt hoa đào như biết nói lóe lên hàn ý dày đặc, nhìn Đồng Hiểu Sinh cười khẩy một cái. Đồng Hiểu Sinh, anh to gan nhỉ, dám đánh bạn bè của tôi. Bạn bè của cô. Nghe được câu này, con người của Đồng Hiểu Sinh đột nhiên co rút lại, chỉ vào Vương Nhất, hoài nghi hỏi, cô do anh ta mời mới. Không phải anh ấy mời, chẳng lẽ là anh mời. Quan hệ của chúng ta hình như vẫn chưa tốt đến mức ấy nhỉ. Người phụ nữ ấy không hề cho Đồng Hiểu Sinh chút mặt mũi nào, thân phận con trai nhà họ Đồng mà ai ai cũng sợ hãi, đối với cô ấy dường như không đáng nhắc đến. Là cô ấy. Nhìn rõ mặt người phụ nữ, Lý Mộng Đình cũng há hốc mồm, bất giác che miệng. Người Vương Nhất gọi tới không phải ai khác, mà chính là Đồng Yên Nhiên. Cô ta nhìn Vương Nhất đầy vẻ khó tin, không thể tin được bọn họ mới quen nhau bao lâu, Vương Nhất thật sự có thể mời Đồng Yên Nhiên đến. Đồng thiếu gia, anh còn chần chờ gì nữa, mau đánh gãy chân hắn. Văn Đào cùng một đám thiếu gia không quen biết Đồng Yên Nhiên, cũng không biết thân phận của cô ấy, vì vậy vội vàng thúc giục. Các người câm miệng hết cho tôi. Đồng Hiểu Sinh đột nhiên quay lại, hét vào mặt họ. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh nghiến răng nghiến lợi, cúi người 90 độ với Đồng Yên Nhiên. Chào buổi tối cô chủ. Chào buổi tối cô chủ. Đồng Hiểu Sinh vừa cúi đầu, tất cả những người đàn ông phía sau anh ta cũng đặt vũ khí xuống, đồng loạt cúi đầu theo, đồng thanh chào. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc, sắc mặt Lý Mộng Đình trông rất kỳ lạ, đám thiếu gia Văn Đào, vẻ mặt như nhìn thấy ma. Người Vương Nhất mời tới, thì ra là con gái nhà họ Đồng. Lý Mộng Đình không biết thân phận của Đồng Yên Nhiên, trong bữa tiệc thọ của nhà họ Trần lần trước. Ông Trần biết tin Trần Cảnh đã chết nên đã buộc nhà họ Châu và nhà họ Lý giao nộp kẻ giết người. Nhà Châu sợ bị liên lụy nên không chút do dự giao Vương Nhất ra, không lâu sau, nhà Châu rời khỏi nhà họ Trần, nên không thấy cảnh Đồng Yên Nhiên tỏa sáng. Cô ấy là con gái của nhà họ Đồng, nhưng lại rất thân thiết với kẻ thù truyền kiếp của nhà họ Đồng là nhà họ Diệp. Vương Nhất còn biết Diệp Kình Hiên vốn là người nhà họ Đồng, là anh em với Đồng Yên Nhiên. Sau này vì một số lý do mà rời nhà họ Đồng, lập ra họ Diệp. Người phụ nữ này vẫn còn rất nhiều bí ẩn, Vương Nhất hiểu nhà họ Đồng và nhà họ Bạch chỉ không đoán được thân phận biến hóa thất thường của anh, chứ không phải họ thực sự sợ anh. Nhìn Đồng Yên Nhiên khí thế bất phàm như bách biến ma nữ, Vương Nhất khẽ nheo mắt lại, trong đầu hiện lên một ý nghĩ táo bạo. Không ai biết Vương Nhất lúc này đang nghĩ gì, tất cả sự tập trung của mọi người đều đổ dồn về phía Đồng Yên Nhiên. Đám thiếu gia Văn Đào kinh ngạc nhìn Đồng Yên Nhiên như nhìn thấy ma, không phải nhà họ Đồng đều là đàn ông sao? Sao tự nhiên có một tiểu thư vậy? Nghe vậy, Đồng Yên Nhiên cười khẩy, câu hỏi này ngay cả trả lời cô ấy cũng lười. Vẻ mặt Đồng Hiểu Sinh ảm đạm, nhìn Văn Đào nói, đúng là nhà họ Đồng của tôi đều là đàn ông, nhưng đó là bình thường. Kỳ thực, ba tôi còn có một cô con gái quanh năm không ở nhà. Ông rất yêu thương người con gái đó. Đồng thời ban hành mệnh lệnh là nhìn thấy con gái như nhìn thấy ông, đứa con gái này chính là em gái của tôi. Ai là em gái của anh? Đồng Yên Nhiên nhìn Đồng Hiểu Sinh cười mỉa mai, anh đừng tự rát vàng lên mặt, đứa con hoang sinh ra do lang trạ ở bên ngoài cũng xứng làm anh trai tôi. Cụm từ đứa con hoang khiến sắc mặt của Đồng Hiểu Sinh tái đi, nhưng vì thân phận của mình, anh ta không thể phản bác một lời. Nhưng sâu trong đôi mắt anh ta lại ẩn chứa sự lạnh lùng sâu sắc. Lời nói của Đồng Hiểu Sinh cũng khiến con ngươi của Văn Đào co rút lại, sau đó sắc mặt trở nên u ám. Vốn dĩ chỗ dựa lớn nhất của hắn ta chính là Đồng Hiểu Sinh, dù có tính toán bao nhiêu, cũng không ngờ Vương Nhất lại mời con gái cả nhà họ Đồng lợi hại hơn Đồng Hiểu Sinh, điều này làm mất thay đổi tính toán của Văn Đào. Anh ta hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Đồng Yên Nhiên, cô Đồng, tôi không quan tâm cô là ai, đừng xen vào chuyện này, tôi đến từ nhà họ Văn ở Giang Chiết. Và có hợp tác làm ăn với nhà họ Đồng cô. Nếu tôi nói với ba tôi chuyện này, ảnh hưởng đến hòa khí hai nhà, thì tội này cô có gánh nổi không? Anh dùng nhà họ Đồng uy hiếp tôi. Đầu tiên Đồng Yên Nhiên nhìn Văn Đào với vẻ không thể tin được, sau đó dường như đã nghe thấy một chuyện cười hước nhất trên thế giới, cười chảy cả nước mắt, mắc cười quá, vậy anh cũng nghĩ ra được. Nói tới đây, tiếng cười của Đồng Yên Nhiên đột ngột dừng lại, thay vào đó là vẻ nham hiểm sâu xa. Vậy thì tôi phải cầu xin anh nhanh chóng ngừng hợp tác với nhà họ Đồng, sau đó dùng toàn lực đối phó với nhà họ Đồng,
khi nhà họ Đồng bị diệt, là ngày mà tôi đích thân tới cửa cảm tạ tất cả các người. Ngay khi những lời này nói ra, Văn Đào sững sờ, nhất thời não không lốt kịp, đờ đẫn nhìn Đồng Yên Nhiên. Người phụ nữ này, tại sao cô ta không xuất chiêu theo lẽ thường? Đồng Hiểu Sinh biết nhiều hơn chút, sắc mặt trở nên u ám thâm sâu hơn, giống như chỉ cần vặn một cái là có thể vắt ra nước. Anh ta biết người muốn nhà họ Đồng diệt vong nhất chính là người phụ nữ này, việc Văn Đào có ý đồ dùng nhà họ Đồng uy hiếp Đồng Yên Nhiên là hoàn toàn sai lầm. Vương Nhất khẽ nheo mắt lại, tầm mắt rơi vào trên người Đồng Yên Nhiên, ý nghĩ trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Bép! Trong lúc mọi người đang sửng sốt, Đồng Yên Nhiên đã bước tới, đi qua mọi người, đến chỗ Văn Đào tát anh ta một cái thật mạnh. Văn Đào lập tức trợn to hai mắt, cô dám đánh tôi? Đánh anh thì đã sao, phế anh tôi còn dám. Đồng Yên Nhiên tuy là con gái nhưng lại rất dữ dằn, sự lạnh lùng trong mắt còn hơn cả đàn ông bình thường. Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy lạnh lùng nhìn tất cả thuộc hạ của nhà họ Đồng, chỉ vào Văn Đào nói, dạy kẻ què quạt này một bài học cho tôi, kẻ nào đánh mạnh nhất sẽ được gia nhập thành viên nòng cốt của nhà họ Đồng. Ngay khi những lời này nói ra, không chỉ sắc mặt Văn Đào thay đổi rất nhiều, mà Đồng Hiểu Sinh cũng co giật kịch liệt. Em gái, em làm như vậy có phải là quá đáng quá không? Đúng rồi, suýt chút nữa tôi đã quên anh. Đồng Yên Nhiên tới trước mặt Đồng Hiểu Sinh tát anh ta một cái thật mạnh, nhưng Đồng Hiểu Sinh không dám oán than gì cả. Anh Vương là bạn của tôi, các người dám động vào bạn tôi tức là không để tôi vào mắt. Giọng của Đồng Yên Nhiên vô cùng gay gắt, tát anh một tát là còn nhẹ. Nếu anh không làm theo lời tôi sẽ nói với lão già đó, để ông ta tự mình xử lý anh. Đồng Hiểu Sinh không nói gì nữa, chỉ cắn chặt răng và nhìn Đồng Yên Nhiên đầy oán hận, như thể anh ta đang chịu một sự xúc phạm cực lớn. Đồng Yên Nhiên không quan tâm đến, thản nhiên nói, đừng chừng nữa, tôi biết bây giờ anh hận tôi muốn chết, tốt nhất là một dao chém chết tôi phải không? Nhưng anh đừng quên, ngoài lão già kia, tôi còn có những cách khác để chơi chết các người. Vương Nhất biết Đồng Yên Nhiên không nói dối cũng không phô trương thanh thế, cô ấy không dựa vào Đồng Lão Lục, đương nhiên sẽ có những cách khác để đối phó với đám người Đồng Hiểu Sinh. Bởi vì, ngoài nhà họ Đồng, cô ấy còn có một người chống lưng lớn là nhà họ Diệp. Mặc dù là trưởng nữ của nhà họ Đồng, nhưng cô ấy đồng thời có xuất thân từ cả hai nhà họ Đồng và họ Diệp. Đồng Hiểu Sinh ánh mắt ảm đạm, thân là con gái ruột của cha, nhưng lại có quan hệ không rõ ràng với Diệp Kình Hiên của nhà họ Diệp. Cô chấp nhận làm gió chiều nào theo chiều ấy sao? Đồng Yên Nhiên cũng không tức giận, cầm lấy ly rượu, từ từ uống cạn, anh không cần khích tôi, anh có nổi giận hơn nữa cũng không thay đổi được sự thật anh là con riêng. Tôi mà tức giận thì sẽ không đối xử với các anh bình thường nữa đâu. Chỉ hai ba câu nói, đã giải quyết lời công kích của Đồng Hiểu Sinh, ngược lại khiến bản thân Đồng Hiểu Sinh tràn đầy lửa giận, quả thực không thể xem thường người phụ nữ này. Vậy thì mời. Đồng Yên Nhiên nhìn Đồng Hiểu Sinh và làm một cử chỉ mời. Đồng Hiểu Sinh sắc mặt biến đổi rất lớn, anh ta do dự một chút, nhìn về phía Văn Đào, Văn thiếu gia, xin lỗi. Ánh mắt Văn Đào đột nhiên trở nên sợ hãi, anh muốn làm gì? Yên tâm, tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện, chỉ là đau người một bữa thôi. Đồng Hiểu Sinh nhìn Văn Đào nói, sau đó xua tay. Cả lũ súng lại, nhặt công cụ lên rồi đập mạnh. Ngay sau đó, trong quán ba vang lên tiếng gào thét xé lòng, sau đó xen lẫn với tiếng xe cấp cứu đi tới, tạo thành một bài ca máu lửa. Văn Đào đã được đưa đến bệnh viện. Những người bị đưa đi còn có các thiếu gia khác, Đồng Hiểu Sinh thân là người đi cùng cũng đi theo, chỉ còn lại một mình Đồng Thiên Tường. Bộp! Anh ta quỳ xuống trước mặt Vương Nhất, mồ hôi túa ra như mưa, anh Vương, không liên quan đến tôi cầu xin anh, tha cho tôi một mạng. Tôi cũng có nói làm gì anh đâu. Vương Nhất nghĩ mà thấy buồn cười, nhìn Đồng Thiên Tường cười như có như không. Còn không mau cút ngay, Đồng Yên Nhiên hét lớn. Đồng Thiên Tường như được ân xá, liền lăn lê bỏ trườn rời khỏi đây. Được rồi, không còn ai nữa. Đồng Yên Nhiên quay người lại, khuôn mặt bỗng trở nên quyến rũ, cô uyển chuyển đi tới trước mặt Vương Nhất, vô tình đặt một tay lên khuôn ngực rộng và cường tráng của Vương Nhất. Tiếp theo, chúng ta có thể nói chuyện chính rồi. Phải nói rằng, người phụ nữ này thực sự rất đẹp. Bên cạnh Vương Nhất cũng có rất nhiều mỹ nhân, Lý Khinh Hồng lạnh lùng cao ngạo, Khương Nhã Mi trầm mặc như tuyết, Kim Thúy như cao quý quyền lực, Phương Huệ dịu dàng quyến rũ,
mỗi người đều có điểm riêng, nhưng Đồng Yên Nhiên này là đủ để lọt vào top 5. Mà khác với họ, về hình thể Đồng Yên Nhiên không hề thua kém họ, lại có sự nhiệt tình và hoang dã mà họ không có, kiểu phụ nữ này luôn thu hút sự chú ý của đàn ông nhất. Nhìn người thì phải nhìn quần áo trước, phụ nữ có xinh đẹp hay không, trước tiên nhìn xem có thể cân được loại quần áo nào, mà về điểm này, phong cách ăn mặc của Đồng Yên Nhiên, cũng như cách nói chuyện thẳng thắn của cô ấy, đều kích thích sự chú ý của Vương Nhất. Đàn ông đều yêu, phụ nữ đều ghét, chính là loại phụ nữ như Đồng Yên Nhiên. Lúc này Vương Nhất còn chưa nói gì, Lý Mộng Đình là người đầu tiên không vui, ai nói không còn ai, tôi không phải là người sao. Sau đó Đồng Yên Nhiên mới đưa ánh mắt của cô ấy về phía Lý Mộng Đình, cười nói, cô không tính, cô tính là một nửa thôi. Cô nói gì? Lý Mộng Đình tức giận, hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm Đồng Yên Nhiên. Cô ta không hiểu tính một nửa nghĩa là gì, nhưng cô ta biết rằng đó chắc chắn không phải là lời hay ý đẹp gì. Lại thêm cảm giác khó chịu khi lần đầu tiên bị so sánh với ngón tay giữa, Lý Mộng Đình không thích cô ta từ tận đáy lòng. Sao, bị tôi nói trúng tim đen rồi nên không vui à? Đồng Yên Nhiên cười khúc khích, người đẹp hơn hoa, vậy thì cô nói thử xem, sao cô có thể được tính là một người được, lúc nào ra ngoài, cũng luôn gây rắc rối cho người ta, không có tính tự lập, ngay cả lái xe cũng không biết. Cô, Lý Mộng Đình nào đã từng nghe lời chế giễu như vậy? Khuôn mặt cô ta lập tức đầy tức giận. Được rồi. Vương Nhất lại xua tay, đau đầu ngăn cản cuộc cãi vã vô nghĩa giữa hai người phụ nữ. Cô Đồng, rất cảm ơn cô đã tới giúp đỡ, đã muộn rồi, về nhà ngủ đi. Đồng Yên Nhiên nghe xong nhưng nét mặt thay đổi, không cười nữa, nghiêm túc nói, tôi tìm anh thật sự có việc, cho dù tối nay anh không gọi điện thoại cho tôi, vài ngày nữa, tôi cũng sẽ tới tìm anh. Có chuyện gì vậy? Vương Nhất khẽ nheo mắt hỏi. Đồng Yên Nhiên liếc nhìn Lý Mộng Đình bên cạnh và do dự. Vương Nhất lập tức nhìn về phía Lý Mộng Đình, Mộng Đình, anh bảo Lãnh Nhan đưa em về. Lý Mộng Đình trong lòng có chút thất vọng, có cái gì mình không thể nghe sao? Vừa định nói lời bất mãn, chợt nhận ra mối quan hệ của mình và anh ấy không còn như xưa. Lúc này, Lý Mộng Đình cắn chặt môi, thỏa hiệp, thôi được rồi. Lại không nhịn được nhắc nhở, đừng quên, anh đã kết hôn rồi. Vương Nhất không biết nên cười hay nên khóc, chuyện này anh rõ hơn ai hết. Mặc dù đang cười khổ, nhưng Đồng Yên Nhiên cảm thấy rằng gần như không thể đi vào nội tâm của người đàn ông này. Nhưng cô ấy cũng không nói gì, dù sao tương lai còn dài, sau khi Lãnh Nhan đưa Lý Mộng Đình đi, Đồng Yên Nhiên nghiêm mặt nói với Vương Nhất, lão già đó gần đây có lẽ muốn ra tay với anh trai tôi. Đồng Kiệt và Diệp Kình Hiên, Vương Nhất tập trung hỏi. Đồng Yên Nhiên gật đầu. Mặc dù hai nhà Đồng và Diệp đã ký hiệp ước hòa bình, không thể xảy ra xung đột quy mô lớn, nhưng dù sao thì một núi không thể chứa hai hổ, chưa kể chấm ANS trai tôi còn là con hổ chạy ra từ nhà họ Đồng. Là sao? Vương Nhất cau mày càng sâu, lần trước nhìn thấy Diệp Kình Hiên và Đồng Yên Nhiên thân mật như vậy, anh đã cảm thấy quan hệ này không đúng. Đồng Yên Nhiên im lặng hồi lâu, trong mắt chợt lóe lên một tia căm hận, cô ấy nói, thật ra, nói thật với anh Kình Hiên. Anh ấy vốn là người nhà họ Đồng, cũng là một trong rất nhiều đứa con riêng của lão khốn đó. Nói tiếp đi. Hai mắt Vương Nhất lóe lên, từ cuộc nói chuyện trước đó của hai người, không khó đoán Diệp Kình Hiên xuất thân từ nhà họ Đồng. Mặc dù anh Kình Hiên cũng là con riêng, nhưng anh ấy khác với những người khác. Dù hồi nhỏ tôi ghét anh ấy thế nào, anh ấy cũng rất tốt với tôi. Khi có chuyện, anh ấy sẽ luôn đứng trước mặt tôi, ngay cả khi anh ấy bị đánh tới mức toàn là sẹo. Nhưng cũng không có lời phàn nàn nào. Vẻ mặt của Đồng Yên Nhiên đột nhiên rất buồn, vốn dĩ, gia đình tôi có thể là một gia đình rất hạnh phúc, nhưng tất cả đều là lỗi với ông già đó. Mê gái khó bỏ, khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã bỏ đi vì bà quá đau lòng. Một mình ông ta đã làm tan nát biết bao gia đình. Sau khi nói xong, ánh mắt của Đồng Yên Nhiên lập tức trở nên thâm sâu vô cùng, trong giọng điệu của cô ấy có một tia oán hận sâu sắc. Vương Nhất im lặng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Quả thật, nếu một người ngoại tình, sẽ phá hủy hai gia đình, chưa kể Đồng Kiệt còn gieo mầm khắp nơi. Mẹ của anh Kình Hiên vốn là tiểu thư khuê các, nhưng bà đã bị lão già đó nhìn trúng. Để có được bà, ông ta đã trực tiếp giết chết cha của anh Kình Hiên. Đồng Yên Nhiên tiếp tục, trong những ngày sau đó, mẹ của anh Kình Hiên đã phải sống trong ám ảnh của việc bị ông ta tra tấn.
dẫn đến sau khi sinh anh ấy, bà trở nên sầu muộn và tự sát. Lúc đó, anh Kình Hiên mới lên 3 tuổi. Anh nhìn mẹ treo cổ tự tử trước mặt mình. Anh Kình Hiên luôn ghi nhớ mối hận này. Vừa phải cực kỳ thận trọng khi sống trong nhà họ Đồng, vừa phải tìm bí tịch võ công, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Vương Nhất khẽ gật đầu, trong mắt hơi lạnh, hóa ra đây là chân tướng võ công của Diệp Kình Hiên giỏi. Anh Kình Hiên và tôi là cùng một loại người, vì vậy chúng tôi rất thân thiết, chúng tôi đã bàn bạc nên làm thế nào để trả thù cho mẹ của mình từ rất sớm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nhà họ Đồng mạnh hơn bây giờ rất nhiều, chỉ dựa vào hai chúng tôi thì hoàn toàn không thể. Vậy Diệp Kình Hiên rời khỏi nhà họ Đồng và lập ra họ Diệp như thế nào? Vương Nhất thắc mắc. Nhà họ Diệp hiện tại không yếu hơn nhà họ Đồng chút nào, chỉ dựa vào một mình Diệp Kình Hiên hiển nhiên không thực tế. Anh Kình Hiên có thể rời khỏi nhà họ Đồng, sáng lập nhà họ Diệp, do có hai cơ hội lớn. Ánh mắt Đồng Yên Nhiên cực kỳ chính trọng, cô nghiêm mặt nói, cơ hội đầu tiên là gặp người của Chiến Thần Môn. Chiến Thần Môn. Trong mắt Vương Nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, để báo đáp ơn nghĩa của mình, võ sĩ của Hạ Quốc Thất Sĩ đã mang theo một số môn võ công do Vương Nhất sáng lập, lấy tên là Chiến Thần Môn đưa đi khắp đất nước. Hiện nay, có rất nhiều tín đồ ở trong nước. Thậm chí các hiệp hội võ thuật cũng được thành lập ở nhiều nơi, trong đó có Thiên An. Anh nhìn Đồng Yên Nhiên bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc hỏi, Diệp Kình Hiên, vào Chiến Thần Môn chưa? Đây là một câu hỏi rất quan trọng, nếu như Diệp Kình Hiên đã vào Chiến Thần Môn, thì chính là đệ tử của Vương Nhất, anh đương nhiên sẽ cố gắng bảo vệ anh ấy. Nhưng mà, Đồng Yên Nhiên lắc đầu, chưa, anh Kình Hiên chỉ gặp một người, xưng là đồ đệ của võ sĩ, tiện tay dạy vài chiêu. Chỉ ra một con đường đúng đắn cho anh Kình Hiên, liền rời đi. Thế á? Nghe vậy, Vương Nhất khẽ cười một tiếng. Còn nhớ khi Vương Nhất và Diệp Kình Hiên gặp nhau lần đầu tiên, đã gọi mình là võ sĩ tiên sinh. Còn cơ hội lớn thứ hai là gì? Vương Nhất lại hỏi. Đồng Yên Nhiên nói, anh Kình Hiên nghe theo lời của tên đệ tử võ sĩ đó, thu thập bí kíp võ công khắp nơi, chăm chỉ luyện tập, thực lực của anh ấy đã tăng trưởng nhảy vọt. Anh ấy đã trở thành mãnh tướng của nhà họ Đồng. Lúc đó, ngoài nhà họ Đồng, trong thế lực ngầm của Thiên An còn có nhà họ Mạnh. Anh Kình Hiên đã nội ứng ngoại hợp và liên thủ với người đứng đầu nhà họ Mạnh để gây thiệt hại nặng nề cho nhà họ Đồng, rồi ngược lại giết chết gia chủ nhà họ Mạnh, thôn tính họ Mạnh. Trên cơ sở nhà họ Mạnh, anh Kình Hiên ngồi mắt ăn bát vàng, lập ra họ Diệp mang họ mẹ anh ấy. Anh ấy cũng phản bội nhà họ Đồng và đổi tên từ Đồng Kình Hiên thành Diệp Kình Hiên. Thì ra là thế. Nghe xong chuyện của Diệp Kình Hiên, ý thưởng thức trong mắt Vương Nhất càng đậm. Có một số người bẩm sinh đã là người làm việc lớn, đừng xem Đồng Yên Nhiên kể lại đơn giản như vậy, nguy hiểm trong chuyện này, chỉ khi tự mình trải qua mới rõ ràng. Từ góc độ nào đó mà nói, Diệp Kình Hiên và Vương Nhất giống nhau, đều là đi từng bước, từ một người bình thường chậm rãi đi đến đỉnh cao quyền lực. Đột nhiên, ánh mắt anh nhìn về phía Đồng Yên Nhiên, nói. Nhà họ Đồng bây giờ đang tổn hại rất nhiều, chắc chắn phải có người đang âm thầm trợ giúp đúng không? Đồng Yên Nhiên cười khúc khích, đương nhiên rồi, tôi và anh Kình Hiên đều muốn lão già đó chết, có cơ hội, tôi nhất định sẽ ra tay. Vậy thì sao? Vương Nhất cười ha ha nhìn Đồng Yên Nhiên, nói, cô kể chuyện của nhà họ Đồng cho tôi, là có ý gì? Tôi hy vọng anh có thể giúp anh Kình Hiên. Đồng Yên Nhiên thu lại tươi cười, trịnh trọng hẳn. Gần đây nhà họ Diệp tuy rằng đang quật khởi, nhưng nhà họ Đồng dù sao cũng là gia tộc lâu đời, tôi sợ chẳng may cục diện không thể kiểm soát, sẽ có hại cho anh Kình Hiên. Vương Nhất trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc nhìn cô ta nói, cô chắc hẳn đã biết, tôi chỉ là một người bình thường, sao có thể có khả năng điều khiển cục diện cuộc chiến chứ? Anh có. Đồng Yên Nhiên nhìn khuôn mặt Vương Nhất chầm chầm, nói, anh không chỉ có, còn có thể dễ dàng quyết định sinh tử hai bên. Sao cô biết được chứ? Vương Nhất nhàn nhã lắc chén rượu, đôi mắt thâm thúy đánh giá cô ta. Trực giác của phụ nữ. Đồng Yên Nhiên nghiêm túc nói, ở nhà họ Trần, anh đã hoàn toàn không để ý đến Trần Thiên Thành, chắc chắn anh cũng không sợ nhà họ Đồng. Anh Kình Hiên lần trước còn nói, thấy một bộ quyền pháp của cụ tổ, nói chính là anh đúng không? Vương Nhất không gật đầu, cũng không phủ nhận, chỉ lơ đãng nhìn cô ta một cái, đây cũng là trực giác của phụ nữ. Không phải. Đồng Yên Nhiên lắc đầu, nói, đây là phán đoán có căn cứ. Vương Nhất cười to, muốn tôi hỗ trợ cũng không phải không thể, nhưng cô chắc hẳn rõ ràng,
tôi là người có người nhà, nếu để vợ tôi biết tôi tham gia quá sâu vào tranh đấu của hai nhà các cô, chắc chắn sẽ rất đau đầu. Đồng Yên Nhiên sao lại không nghe ra ý của Vương Nhất chứ, nghiêm mặt nói, ngài Vương, chỉ cần anh có thể giúp nhà họ Diệp, điều kiện gì tôi cũng đồng ý với anh. Điều kiện gì cũng được. Vương Nhất cười cổ quái, ánh mắt cố ý nhìn lướt qua cơ thể quyến rũ của Đồng Yên Nhiên một cái. Vốn tưởng rằng Đồng Yên Nhiên sẽ sợ, không ngờ Đồng Yên Nhiên hoàn toàn không sợ, cười đến toàn thân run rẩy. Ngài Vương, dáng vẻ này của anh đối phó với những cô gái mới lớn chưa trải sự đời còn được, đối với tôi thì không được đâu. Vừa nói, Đồng Yên Nhiên chậm rãi đứng lên, đột nhiên vươn một ngón tay ngọc ra, nâng cằm Vương Nhất, ha ha cười, nếu ngài Vương có ý với tiểu nữ, không bằng để tiểu nữ chủ động. Vương Nhất như gặp phải kẻ địch, da gà da vịt rơi đầy đất. Vội vàng đứng lên, đẩy tay Đồng Yên Nhiên ra, vẻ mặt đầy khiếp sợ, cô định làm gì? Bên cạnh có một khách sạn, anh nói làm gì? Đồng Yên Nhiên chớp chớp mắt, tiến thêm một bước, nói, cũng không biết ngài Vương thích kiểu gì, tôi đều có thể đáp ứng. Khóe mắt Vương Nhất lập tức run rẩy, đây là lần đầu tiên anh phải chịu thiệt trước phụ nữ. Cho dù khi đối mặt với Kim Thúy Như, anh cũng chưa từng chịu thiệt như vậy. Ho khan hai tiếng, vẻ mặt của anh trở lại bình thường. Tôi cũng không nói sẽ không giúp Diệp Kình Hiên, hơn nữa, tôi đang lo không lấy được cớ ra tay với nhà họ Đồng, cô là một đột phá rất tốt. Vậy, hợp tác vui vẻ. Đồng Yên Nhiên lúc này mới hài lòng đứng dậy, cười cười đưa tay về phía Vương Nhất. Về đến nhà, đã là rạng sáng 3, 4 giờ. Vương Nhất nhìn thoáng qua Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam vẫn ngủ say, lập tức nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận quay lại giường. Sáng sớm hôm sau. Trong hòm thư nhận được một tấm thiệp mời được thiết kế hoàn mỹ. Ai kết hôn vậy? Lý Khinh Hồng đang chuẩn bị bữa sáng, thuận miệng hỏi một câu. Lý Mộng Đình và Văn Thái. Vương Nhất nhìn thời gian, hôn lễ được tổ chức vào thứ ba tuần sau ở khách sạn Đế Quốc. Vậy à? Lý Khinh Hồng cười nhạt, sau đó cũng không quan tâm nữa, hai người kia, cô không thích ai cả. Khinh Hồng, có thể tham dự hôn lễ cùng anh không? Vương Nhất đi đến bên người Lý Khinh Hồng, nhẹ giọng dịu dàng hỏi. Lý Khinh Hồng theo bản năng định từ chối, nhưng nhìn khuôn mặt của Vương Nhất, lời từ chối không thể nào nói ra được, chỉ đành đồng ý, được. Cảm ơn, Vương Nhất nói lời cảm ơn chân thành. Ăn sáng xong, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cùng đưa Vương Tử Lam đi nhà trẻ, sau đó thì đến tòa nhà quốc tế. Đi vào tòa nhà quốc tế, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng tách ra, trước sau duy trì khoảng cách 10 mét. Cuối cùng tách ra ở lầu 88. Trở lại tầng cao nhất, Tăng Quốc Vinh và La Chí Viễn đã đợi từ lâu. Ngài Vương, dựa theo chỉ đạo của ngài, tất cả các công ty dưới danh nghĩa nhà họ Văn đều bị đuổi khỏi Thiên An rồi, hơn nữa còn ra lệnh cấm, nếu không có gì sơ suất, nhà họ Văn cả đời này đều không thể mở thị trường ở Thiên An. Bước tiếp theo, chính là thị trường thành phố Giang. La Chí Viễn 1 năm 1 10 báo cáo lại, chỉ cần ngài Vương nói một câu. Tôi sẽ để thương hội Hồng Ưng ở thành phố Giang chèn ép nhà họ Văn tứ phía, khiến anh ta không dám ngẩng đầu lên. Đối với báo cáo của La Chí Viễn và Tăng Quốc Vinh, Vương Nhất không nói gì cả, trong mắt ánh sáng lập lòe, nói một câu không ăn nhập gì cả. Nhà họ Văn sắp sửa tổ chức hôn lễ phải không? La Chí Viễn và Tăng Quốc Vinh sửng sốt, sau đó gật gật đầu, đúng vậy, nhà họ Văn, Văn Thái cưới Lý Mộng Đình nhà họ Lý. Vương Nhất thầm thở dài, xua xua tay nói. Hành động chèn ép nhà họ Văn tạm thời dừng lại, ít nhất, đợi cho đến khi đám cưới kết thúc. Tăng Quốc Vinh không hiểu gì cả, đang định lên tiếng hỏi, lại bị ánh mắt của La Chí Viễn ngăn lại. Ông ta cười ha ha nhận lệnh, ngài Vương, vậy tôi đi làm, còn có gì cần giao phó không? Mặt khác, thị trường Thiên An thì bật đèn xanh với nhà họ Văn, khôi phục lại hợp tác với nhà họ Văn. La Chí Viễn và Tăng Quốc Vinh liếc nhìn nhau một cái, cho dù có bao nhiêu nghi ngờ. Cũng không dò hỏi, chỉ lên tiếng nói sẽ đi làm. Văn phòng rộng rãi như vậy, chỉ còn lại mình Vương Nhất. Đôi mắt anh híp lại, lẩm bẩm tự nói. Nhà họ Văn, hy vọng các người đối với cô ta tốt một chút, như vậy tôi có thể giúp các người phát triển, nếu không, thế giới sẽ chẳng còn nhà họ Văn. Văn Thái có nằm mơ cũng không thể ngờ, Vương Nhất có thể dùng một câu khiến nhà họ Văn rơi vào vũng bùn, cũng có thể chỉ dùng một câu có thể khiến nhà họ Văn lên thiên đường. Đám cưới vào cuối tuần này, chính là một cuộc chiến sinh tử của nhà họ Văn, thay đổi ra sao, chỉ có thể nhìn bọn họ mà thôi.
cốc cốc cốc. Đúng lúc này, cửa văn phòng lại bị gõ vang, Vương Nhất, có trong phòng không? Vừa nghe thấy, vẻ mặt Vương Nhất lập tức bình thường lại, còn có một chút ngoài ý muốn, Lý Khinh Hồng thế mà chủ động tìm tới cửa. Khinh Hồng, có chuyện gì sao? Vương Nhất mở cửa cho cô, Lý Khinh Hồng mặc một bộ văn phòng xinh đẹp bước vào. Không có việc gì, chỉ là vừa rồi mở cuộc họp cao tầng, bàn về dự án, thiên sứ, với anh một chút. Lý Khinh Hồng mỉm cười nói. Vẻ mặt Vương Nhất hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười. Đại diện của thiên sứ là con gái của bọn họ. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều hy vọng dòng sản phẩm trang điểm mới này có thể hot và có doanh số bán hàng cao. Vậy nên, về việc này, Lý Khinh Hồng đều sẽ bàn bạc với Vương Nhất. Cô giải thích cho Vương Nhất về ưu nhược điểm của dự án, Vương Nhất cũng lắng nghe rất nghiêm túc. Dù có thay đổi trăm ngàn lần thì cũng không thay đổi được bản chất. Dự án này dù sửa đổi thế nào cũng không rời xa trọng điểm, phụ nữ và trẻ con là đối tượng kinh doanh có lợi nhất. Nhìn như là hai vấn đề, nhưng thực ra cũng tự thành một vấn đề duy nhất. Có một ranh giới kết hôn, trước khi kết hôn, phụ nữ tiêu tiền cho mỹ phẩm, sau khi kết hôn, phụ nữ đều tiêu tiền cho con cái. Đạo diễn Thái Phiên quả thực là tài năng, sản phẩm mới vừa ra mắt thị trường, lập tức đã nhận được hưởng ứng khá tốt, đặc biệt là khi Vương Thanh Hòa tham gia, lại càng như có tác dụng vẻ mắt cho rồng. Cuối cùng, Vương Nhất chọn một phương án, bản kế hoạch này là ai viết? Lý Khinh Hồng thấy tên, nói, Phương Huệ. Vậy cứ dựa vào kế hoạch của cô ấy đi. Lý Khinh Hồng suy nghĩ rất lâu, Vương Nhất quyết định phương án này không hề có bất cứ tình cảm cá nhân nào. Hoàn toàn là lựa chọn phương án hoàn hảo nhất, vì thế, cũng gật gật đầu, công việc sau đây, cứ để Phương Huệ toàn quyền phụ trách, vừa lúc cô ấy là quản lý phòng quan hệ công chúng, là thế mạnh của cô ấy. Phương án này, có thể sẽ giúp Phương Huệ thăng chức, hoàn toàn biến thành thân tín của Lý Khinh Hồng, cũng vì thế cũng sẽ mang đến rất nhiều tranh chấp giữa các phe phái. Lý Khinh Hồng đang muốn khép máy tính lại, đúng lúc này, một cửa sổ thông báo tin tức mới nhảy ra. Chữ đen trên nền trắng, viết một hàng chữ to gây sốc, bí mật không thể để tiết lộ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Lệ Tinh. Gương mặt Lý Khinh Hồng lập tức thay đổi, run rẩy click mở trang web kia. Trên cùng của trang web, là một đoạn video ngắn, phía dưới viết hơn 1.000 từ phong phú, tất cả đều chỉ trích lối sống cá nhân phóng khoáng của Lý Khinh Hồng, cuối bài còn dùng một bài thất ngôn để tổng kết. Gà mái 28 trang điểm đậm. Đêm đêm động phòng đổi tân lang. Đôi tay ngọc ngà ngàn người gối. Đôi môi đỏ hồng ngàn người nếm. Đây là... Nhìn trên trang web cố ý tấn công mình, cơ thể Lý Khinh Hồng có hơi run rẩy, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Tầm mắt Vương Nhất cũng hạ xuống, hay cho đôi tay ngọc ngà ngàn người gối, đôi môi đỏ hồng ngàn người nếm. Vương Nhất, em không. Lý Khinh Hồng đột nhiên nhìn về phía Vương Nhất, cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt. Vương Nhất vội vàng ôm lấy Lý Kinh Tuyết. An ủi, đương nhiên anh biết em không phải như vậy, cứ xem video này trước đã. Cảm xúc của Lý Khinh Hồng lúc này mới bình tĩnh hơn, mở video kia ra. Nhìn video này, gương mặt của cả Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều thay đổi, ngay sau đó, ánh mắt đều trầm xuống. Video này chính là video trước đó Lương Ý Hành dùng để uy hiếp cô. Là nhà họ Lương ra tay. Vương Nhất nhìn trang web này, lẩm bẩm, nhưng rất nhanh. Lại nhỏ giọng an ủi, Khinh Hồng, em không nên vội vàng, tin mới sẽ nhanh chóng chìm xuống thôi. Lý Khinh Hồng cắt chặt môi, im lặng không nói. Chuyện cô lo lắng nhất đã xảy ra, hiện tại cô bị nhà họ Lương đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, có ảnh hưởng rất lớn với Tập đoàn Lệ Tinh. Tinh tinh tinh. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Khinh Hồng vang lên, giọng nói của hoảng loạn của Tiêu Đào, Lý Tổng, xảy ra chuyện lớn rồi, chị mau xem tin tức đi. Tôi biết rồi, Lý Khinh Hồng còn bình tĩnh đáp lại. Tiêu Đào vẫn luôn đi theo cô xử lý tất cả mọi trường hợp, mưa dầm thấm đất, cũng hình thành tâm lý gặp nguy không sợ, bình tĩnh đã thành thói quen tự nhiên, có thể khiến Tiêu Đào bó tay không có cách giải quyết, cho thấy thật sự xảy ra chuyện lớn. Tin đồn không có căn cứ sẽ không tồn tại được lâu đâu, trong thời gian ngắn công ty chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, đợi tin đồn chìm xuống là được rồi. Lý Khinh Hồng nói. Không phải, Lý Tổng. Sau khi tin tức nổ ra, rất nhiều công ty hợp tác với chúng ta đều đơn phương tuyên bố hủy bỏ hợp tác. Tiêu Đào nôn nóng nói, hiện giờ đang ở trong phòng họp yêu cầu chúng ta ký hợp đồng chấm dứt hợp tác, Lý Tổng, chị mau về đi. Nghe Tiêu Đào nói xong,
Lý Khinh Hồng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức nói, tôi đến ngay đây. Nói xong, vội vàng đi ra cửa, lại bị một bàn tay giữ lại. Lý Khinh Hồng quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Vương Nhất. Chỉ thấy anh nghiêm túc nhìn Lý Khinh Hồng nói, để anh đi cùng. Cảm ơn anh. Nhìn ánh mắt của Vương Nhất, cảm kích từ sâu trong lòng, Lý Khinh Hồng nói. Nói xong, vội vàng đi trước về lại tập đoàn Lệ Tinh. Vương Nhất không vội vàng đuổi theo, mà một lần nữa mà xem lại tin tức kia một lần nữa, nhìn đến ký tên ở góc bài đăng, truyền thông Triều Hoa, rất nhanh lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, giúp tôi điều tra một công ty tên là truyền thông Triều Hoa, còn có, thay tôi thông báo xuống. Thông báo xuống bên dưới xong, Vương Nhất liền tắt điện thoại, nhanh chóng đi lên phòng họp của tập đoàn Lệ Tinh. Giờ phút này, trong phòng hội nghị đã chen chúc. Quản lý quan hệ công chúng Phương Huệ và các nhân viên của phòng quan hệ công chúng đang mặt đỏ tai hồng tranh luận gì đó với đám người. Ồn ào gì vậy? Lý Khinh Hồng vẻ mặt lạnh băng đi vào, quát to một tiếng. Không thể không nói, Lý Khinh Hồng vẫn rất có uy tín, một tiếng quát này, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh lại. Phương Huệ tức giận nói, bọn họ mặc kệ điều khoản trên hợp đồng, nhất quyết nói vì tin tức đang hot của Lý Tổng trị sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Lệ Tinh. Muốn chấm dứt hợp tác với chúng ta. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới, dồn dập không ngừng, Lý Khinh Hồng lập tức nhướng mày, nhìn những đại diện của các công ty, nói, tập đoàn Lệ Tinh cùng các quý công ty hợp tác, vẫn luôn luôn chính trực, chưa từng làm bất kỳ chuyện gì gây tổn thất cho các công ty, nếu các công ty không tuân thủ điều khoản hợp đồng, tự tiện rời đi, tôi có thể kiện các người. Rất nhiều đại diện của các công ty đều hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khinh thường nở nụ cười. Lý Tổng, đến bản thân cô còn khó đảm bảo, còn có thời gian đi kiện chúng tôi sao? Lý Khinh Tuyết trầm mặt, có ý gì? Có ý gì, hừ hừ. Ông chủ của một công ty cười lạnh hai tiếng, móc điện thoại ra, chỉ vào tin tức kia nói với Lý Khinh Hồng, thật không ngờ tới, Lý Tổng ngoài mặt thì kiêu ngạo lạnh lùng, người sống đừng lại gần, sau lưng lại là một người đàn bà dâm đáng, hôm nay cuối cùng cũng cho chúng tôi hiểu biết thêm rồi. Lại có một ông chủ của một công ty khác hùa theo, đúng vậy, bình thường bàn chuyện hợp đồng, bảo cô uống mấy hớp rượu cũng không uống, ra vẻ thánh nữ, hiện tại thì sao, lộ cái đuôi cáo ra rồi à? Lý Tổng, bảo chúng tôi tiếp tục hợp tác cũng được, dù sao cô thế nào chúng tôi đều biết rồi, cô ra một cái giá đi, bao nhiêu tiền có thể cho chúng tôi một đêm, mọi việc đều có thể giải quyết. Những lời này nói ra, tất cả ông chủ của các công ty đều cười ha ha. Các người, sao có thể bôi nhọ Lý Tổng như vậy chứ? Phương Huệ cực kỳ tức giận, chẳng lẽ các người thật sự tin cái tin đồn nhảm đó sao? Trước tiên không nói người trong video có thật sự là Lý Tổng không, đoạn video này đối với tập đoàn Lệ Tinh các người có ảnh hưởng danh dự rất lớn, đây là điều chắc chắn. Trước mắt có hai con đường cho các người lựa chọn, hoặc là, hủy hợp đồng với chúng tôi, tập đoàn Lệ Tinh các người tự sinh tự diệt, hoặc là Lý Tổng của các người ngủ với chúng tôi một đêm. Đã nói rõ với các người rồi, chọn đi. Mấy tên đàn ông đầu chọc hơn 40 tuổi ngồi vắt chéo chân, không kiêng nể gì đánh giá dáng người Lý Khinh Hồng, bình tĩnh tự nhiên. Lý Khinh Hồng hít thật sâu một hơi, nhìn bọn họ nói, các người, thật sự muốn làm vậy sao? Lý Tổng, cũng không nên trách chúng tôi, ai bảo cô để video lộ ra, còn không cho chúng tôi nhìn sao? Một gã đàn ông đầu chọc mở đoạn video kia ra, còn mở âm lượng lớn nhất. Tức khắc phòng họp vang lên tiếng rên rỉ khiến người mặt đỏ tim đập. Mọi người đi ra ngoài trước đi, Lý Khinh Hồng nhàn nhạt nói với Phương Huệ và Tiêu Đào. Lý Tổng, Phương Huệ và Tiêu Đào lo lắng nhìn Lý Khinh Hồng. Ra ngoài đi, rơi vào đường cùng, Phương Huệ và Tiêu Đào chỉ có thể rời khỏi phòng họp. Một ông chủ đầu chọc cười ha ha, nếu chiều chúng tôi sớm thì không phải tốt rồi sao, tôi đã rất muốn ôm Lý Tổng ngủ từ lâu rồi. Lý Khinh Hồng lạnh mặt quét mắt khắp phòng, nếu các người muốn chết, cũng đừng trách tôi vô tình. Nói xong, quay đầu lại liếc Vương Nhất một cái. Vương Nhất ngầm hiểu, đi tới trước mặt những tên ông chủ đó, phát ra tiếng cười không có độ ấm, các ông, đều muốn ngủ với cô ấy phải không? Cậu là ai? Những ông chủ đó liếc mắt Vương Nhất một cái, cho rằng anh là vệ sĩ của Lý Khinh Hồng, chỉ ra lệnh nói, vệ sĩ thì nên làm tốt công việc của vệ sẽ là được rồi, ra bên ngoài canh đi. Bộp, còn chưa nói xong, cả đầu ông ta bị đập mạnh xuống bàn họp cứng rắn, phát ra tiếng vang trầm đục. Anh là ai? Những ông chủ khác cũng vội vàng đứng dậy,
không thể tưởng tượng được nhìn Vương Nhất gầm lên. Bàn tay Vương Nhất dính đầy máu tươi, hơi ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn khắp cả phòng, tràn ngập sát khí. Tôi là chồng cô ấy. Theo sau câu nói mang đầy khí lạnh này, độ ấm trong phòng họp đột ngột giảm xuống. Không biết từ khi nào, nụ cười trên mặt Vương Nhất đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng, thay vào đó là một gương mặt sát khí khiến lòng người sợ hãi. Lòng người hiểm độc, mặc dù đã xác định tin đồn ác ý cố tình bôi nhọ Lý Khinh Hồng là kiệt tác của nhà họ Lương, cũng không có cách nào ngăn cản một số kẻ tiểu nhân bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khi Lệ Tinh danh tiếng, tất cả những giám đốc công ty này đều lấy lòng Lý Khinh Hồng, hiện tại Lệ Tinh xảy ra chuyện, lập tức đổi chiều, đâm một dao, cũng là bọn họ. Hơn nữa bọn họ còn thảo luận chuyện của Lý Khinh Hồng ở khắp nơi, coi cô như gái bán hoa, có thể nghĩ, Vương Nhất tức giận đến cỡ nào. Bởi vậy, anh không hề lưu tình, cả khuôn mặt của tên ông chủ kia tiếp xúc thân mật với mặt bàn phòng họp, hai cái răng cửa bị góc bàn làm gãy, máu tươi chảy ròng ròng, ngất luôn tại chỗ. Giờ phút này Vương Nhất khí thế của Vương Nhất như hồng thủy, khiến cho tất cả các ông chủ đều sợ hãi. Nhưng rất nhanh, lời Vương Nhất nói lại khiến tất cả tỉnh táo lại, ngẩn người, chỉ vào Lý Khinh Hồng hỏi, cậu nói gì? Cô ta là vợ cậu. Gương mặt Vương Nhất không có biểu cảm gì gật đầu, ở trước mặt anh bốn phía nói về Lý Khinh Hồng, quả thực là hành vi tìm đường chết. Nhưng bọn họ lại như nghe được cái gì buồn cười lắm, ha ha nói, nếu cô ta thật sự là vợ cậu. Vậy thì thành thật khuyên cậu, nên ly hôn cô ta sớm đi, trên đầu sắp có thể chăn dê được rồi. Cậu có biết vợ cậu và thằng đàn ông khác chơi ngoài trời không? Cậu cứ nói thẳng đi, bao vợ cậu bao nhiêu tiền? Tất cả các ông chủ của các công ty đều cười ha ha, càng nói càng quá quát, nhìn ra được, mục tiêu của nhà họ Lương là khiến Lý Khinh Hồng thân bại danh liệt, nên cũng không đăng video hoàn chỉnh, chỉ lấy ra một đoạn trọng đó, căn bản không nhìn rõ mặt của bên nam. Người không biết chuyện tất nhiên sẽ không biết người kia thực ra chính là Vương Nhất. Vả miệng, ánh mắt Vương Nhất lạnh lùng, chớp nhoáng ra tay, tát mạnh cho mỗi người mấy cái tát. Chát chát chát, tức khắc, mấy tên ông chủ nói năng lỗ mãng kia mặt đều sưng như đầu lợn, miệng đầy máu, bị Vương ngất tát cho ngất xỉu tại chỗ. Cậu, sao cậu dám đánh người trước mặt bao nhiêu người như thế chứ? Cuối cùng cũng có ông chủ sợ hãi, nhanh chóng đứng lên. Ánh mắt sợ hãi nhìn Lý Khinh Hồng, Lý Khinh Hồng, cô dám bảo chồng cô đánh tôi, hợp đồng này tôi thấy cô không muốn tiếp tục nữa rồi. Yên tâm, chỉ là mấy công ty rác rưởi các người, cho dù là cầu xin hợp tác với Lệ Tinh cũng thấy ghê tởm. Vừa dứt lời, Vương Nhất lại cho ông ta một cái tát lên mặt, trực tiếp đánh cho nước miếng ông ta văng tứ tung. Lý Khinh Hồng lạnh lùng đứng nhìn một bên, trong lòng không có chút thương hại nào. Cậu, các người. Nhất định sẽ hối hận. Không có công ty của chúng tôi ủng hộ, tập đoàn Lệ Tinh của các người sẽ không chống đỡ được lâu đâu, nhất định sẽ phát sản thôi. Tên ông chủ nước miếng văng tứ tung kia cũng không mất xỉu, mà quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt âm độc nhìn Lý Khinh Hồng nói. Phải vậy không? Vương Nhất không tiếp tục ra tay, trên mặt nở một nụ cười lạnh tanh, con kiến đáng thương, vốn chỉ là hạt cát, lại cứ nghĩ mình quan trọng lắm, thật đáng buồn, đáng tiếc thay. Lý Tổng. Không hay rồi. Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra, gương mặt Tiêu Đào tái nhợt chạy vào, chủ tịch của 10 công ty lớn đều tới rồi. Chủ tịch 10 công ty lớn. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng cũng thay đổi, 10 công ty lớn, chỉ 10 công ty đầu tư vào Lệ Tinh 240 tỷ, mỗi công ty, đều nằm trong top 50 xí nghiệp hàng đầu của Thiên An. Chỉ nghe Tiêu Đào tiếp tục nói, vẻ mặt của chủ tịch của 10 công ty đều rất nghiêm túc, sợ rằng cũng đã thấy tin tức trên mạng. Cùng nhau tới gây phiền phức. Tên ông chủ chưa ngất kia cũng vui sướng khi người gặp họa ha ha cười, Lý Tổng, cô đúng là họa vô đơn chí, ngay cả 10 công ty lớn đều muốn hủy bỏ hợp tác với Lệ Tinh các người, bây giờ cho dù đêm nào cô cũng phải ngủ cùng chúng tôi cũng không giải quyết được, ha ha ha. Lý Khinh Hồng khẽ cau mày, 10 công ty lớn, chỉ một nhà thôi quy mô nghiệp vụ đều lớn hơn rất nhiều so với tập đoàn Lệ Tinh, nếu bọn họ cũng muốn đến gây phiền phức. Sợ rằng Lệ Tinh sẽ không đối phó được. Vương Nhất lại tùy tiện tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, chậm rãi nói, ông thật sự cho rằng là thế à? Cho dù thế nào, cứ cho họ vào trước đi. Thần sắc Lý Khinh Hồng ngưng trọng nói, nếu như bọn họ thật sự đến gây phiền phức, chúng ta cũng không ngăn cản được. Thấy Lý Tổng ủ rũ như vậy, Tiêu Đào cũng mặt xám mày cho, rời khỏi phòng họp.
Cộp, cộp, cộp. Chỉ chốc lát sau, 10 người đàn ông tinh anh mặc vest đi vào, giữa một đám nam nữ vây quanh, bước vào phòng họp. Đúng là chủ tịch của 10 công ty lớn trước đó đã đầu tư 240 tỷ cho tập đoàn Lệ Tinh. Ha ha, chủ tịch của khoa học kỹ thuật đỉnh giật, chủ tịch của tập đoàn Thiên Hà, còn có công ty R, xí nghiệp Long Trác, tập đoàn Cẩm Sắt đều đến, tập đoàn Lệ Tinh xong rồi. Nhìn tình cảnh này, tên ông chủ kia cười càng điên cuồng hơn, như thể đã thấy cảnh tượng hủy diệt của tập đoàn Lệ Tinh. Các vị, có việc gì sao? Đối với những lời nói tục tằng của ông ta, Lý Khinh Hồng cũng chẳng để trong lòng, tất cả chú ý đều đặt trên người các vị chủ tịch của 10 công ty. Đừng nhìn cô bên ngoài có vẻ bình tĩnh, trong lòng cũng đã mưa gió bão bùng. Còn quay đầu lại nhìn Vương Nhất một cái, lại phát hiện anh vẫn tủm tỉm ngồi trên ghế, không hề có ý định đứng dậy. Tên ông chủ kia bò dậy từ dưới đất, đi đến trước mặt chủ tịch Bạch Đỉnh Ngôn của khoa học kỹ thuật đỉnh giật. Chủ tịch Bạch, chính là cái cô Lý Khinh Hồng này, đừng nhìn cô ta đứng đắn nghiêm túc, sau lưng là một con ả ong bướm lẳng lơ dâm loạn. Hiện giờ video đã lộ ra, tập đoàn Lệ Tinh cũng sắp phá sản rồi, mau. Ai nói với ông, chúng tôi đến đây để chấm dứt hợp tác. Không đợi ông ta nói xong, Bạch Đỉnh Ngôn đã lạnh lùng cắt lời ông ta, còn dám nói linh tinh, cẩn thận tôi cho công ty của ông đóng cửa. Dứt lời, cùng 9 vị chủ tịch của 9 công ty còn lại vội vàng đi về phía Lý Khinh Hồng. Tên ông chủ kia đầy vẻ hoài nghi, không phải đến chấm dứt hợp tác, vậy thì tới làm gì? Chỉ thấy Bạch Đỉnh Ngôn dẫn đầu chủ tịch của 10 công ty đi đến trước mặt Lý Khinh Hồng, gương mặt nghiêm túc, đột nhiên lộ ra nụ cười lấy lòng, Lý Tổng, lần này tôi tới, là vì muốn cùng quý công ty hợp tác tăng cường. Thiên Hà chúng tôi cũng vậy, sau này tập đoàn Lệ Tinh chính là đối tác thân thiết nhất. Còn công ty R chúng tôi nữa, Long Trác và Cẩm Sắt cũng vậy. Chủ tịch của 10 công ty lớn sôi nổi bày tỏ thái độ, vẻ mặt ôn hòa nói với Lý Khinh Hồng. Thái độ cực kỳ cung kính. Lý Khinh Hồng lập tức mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn một màn trước mặt, đến tận vừa rồi, cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Phương Huệ, Tiêu Đào cũng trợn tròn mắt, trong nhất thời, không thể nói lên lời. Mà tên ông chủ của công ty nọ cũng hung tợn liếc mắt một cái, xác định đây không phải nằm mơ. Chủ tịch Bạch, còn các vị chủ tịch khác, các ngài không nói giỡn chứ, con đàn bà này ai cũng có thể làm chồng. Các ngài không chấm dứt hợp tác với cô ta thì cũng thôi, nhưng sao có thể tiếp tục hợp tác với cô ta? Chát! Vừa dứt lời, trên mặt ông ta lại ăn thêm một cái tát hung tợn. Bạch Đỉnh Ngôn hung ác tát lên mặt ông ta một cái, vẻ mặt lạnh lẽo. Ông là kẻ nào, cũng dám nói bậy bạ về cô Lý như vậy. Cô Lý là nữ trung hào kiệt, khiến người khác phê bình, cũng không có gì đáng trách, chỉ có loại công ty nhỏ bé của mấy người, mới có thể dùng ánh mắt thiển cận như vậy. Các người không muốn hợp tác hay muốn tiếp tục hợp tác, còn rất nhiều người. Lúc này, những ông chủ ngất xỉu kia cũng đã tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy chủ tịch của 10 công ty lớn ở đây, suýt chút nữa lại bị dọa ngất tiếp. Chỉ thấy Bạch Đỉnh Ngôn dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua những người này, chính là các người, không chỉ bỏ đá xuống giếng, còn ác ý công kích cô Lý sao. Rất tốt, nhân lúc còn sớm thì mau phá sản đi, công ty của các người, sẽ vĩnh viễn biến mất ở Thiên An. Sự việc thay đổi quá nhanh, đến nỗi tất cả mọi người đều không phản ứng lại. Trước đó một giây tất cả các ông chủ của các công ty còn la hét muốn chấm dứt hợp tác, một giây sau ngay cả công ty của mình cũng không giữ được. Chủ tịch của 10 công ty lớn, không chỉ một mình Bạch Đỉnh Ngôn, còn 9 chủ tịch của 9 công ty còn lại, cũng đều dùng ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt không có tình cảm gì, rõ ràng là đứng chung chiến tuyến. Những ông chủ của các ty nhỏ đều trợn tròn mắt, trong mắt đầy hoảng sợ. Vội vàng ôm chặt lấy quần Bạch Đỉnh Ngôn, cầu xin nói, chủ tịch Bạch, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi biết sai rồi. Không cần ra tay với công ty của chúng tôi mà. 10 công ty lớn, mỗi công ty đều nằm trong top 50 xí nghiệp mạnh nhất Thiên An, hợp tác để đối phó một vài công ty nhỏ, chỉ cần búng tay một cái, đúng là còn dễ hơn chém dưa thái rau. Cút ngay cho ông. Nhưng Bạch Đỉnh Ngôn chỉ đạp mạnh ông chủ kia một cái, đạp ông ta ngã lăn ra. Chín chủ tịch các công ty còn lại cũng chỉ có vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt. Bạch Đỉnh Ngôn xoay người, cười với Lý Khinh Hồng, cô Lý, kết quả như vậy, cô có vừa lòng chứ? Lý Khinh Hồng không nói gì, mắt đẹp kinh ngạc vô cùng, đột nhiên, cô quay đầu lại, nhìn về phía Vương Nhất từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Lý Khinh Hồng,
đang gật đầu với bên này. Lý Khinh Hồng đã biết, tất cả những việc này đều do Vương Nhất điều khiển sau màn. Tiễn 10 vị chủ tịch của các công ty lớn đi, Vương Nhất lúc này mới cười ha ha, anh nói rồi, mọi việc cứ để anh lo. Cảm ơn. Lý Khinh Hồng hiếm hoi nở nụ cười, mỹ nhân cười, còn đẹp hơn hoa. Còn một câu Vương Nhất chưa nói, nếu nói giới hạn cuối cùng của Lý Khinh Hồng là tập đoàn Lệ Tinh, thì Vương Nhất đã quyết định tập đoàn Lệ Tinh là giới hạn cao nhất của anh. Chỉ cần Vương Nhất đồng ý, tất cả tài nguyên đều sẽ rơi vào tay tập đoàn Lệ Tinh, trong một đêm, là có thể giúp tập đoàn Lệ Tinh đứng đầu toàn quốc, thậm chí trở thành đế quốc kinh tế toàn thế giới cũng được, nhưng với tính cách hiếu thắng của Lý Khinh Hồng, chắc chắn sẽ rất khó tiếp nhận, cho nên không thể làm được. Nóng vội sẽ không thành công, vẫn nên phát triển từ từ đi. Nguy cơ của công ty đã qua, nhưng Lý Khinh Hồng vẫn không thể lạc quan, Vương Nhất biết, cô còn đang bận tâm đến tin tức bôi nhỏ cô kia. Đúng lúc này, điện thoại của Vương Nhất lại vang lên. Giọng nói của Tăng Quốc Vinh trầm thấp truyền đến, "Ngài Vương, tôi đã điều tra được thông tin của truyền thông Hoa Triều mà anh cần rồi, bà chủ là một người phụ nữ tên Ngụy Hương Kiều, là tình nhân bí mật của Lương Nhật Tân, mới bắt đầu bước vào ngành truyền thông, dựa vào tài nguyên sau lưng của Lương Nhật Tân, công ty mới dần dần lớn mạnh lên." Quả nhiên là nhà họ Lương. Trong mắt Vương Nhất hiện lên một tia sát ý. "Ngài Vương, có muốn tôi giúp ngài?" Tăng Quốc Vinh không thể không biết tin tức hot nhất hôm nay, đúng là Lý Khinh Hồng, tức khắc đã không nhịn được nói. "Không cần, tin tức bây giờ đã bị tung ra rồi, mỗi giây đều có hàng ngàn hàng vạn người xem, có xóa đi cũng vô dụng thôi, việc này tôi sẽ tự giải quyết." Vương Nhất trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói, "Ông tiếp tục theo dõi trên mạng, chờ chỉ đạo của tôi." "Dạ." Tăng Quốc Vinh lên tiếng, sau đó tắt điện thoại. "Ai gọi vậy?" Lý Khinh Hồng tò mò nhìn Vương Nhất, hỏi. "Một cấp dưới của anh." Vương Nhất cười cười, tự nhiên nắm tay Lý Khinh Hồng, "Đi thôi, cùng anh đến một nơi." "Đợi chút, đây vẫn là công ty." Đột nhiên bị Vương Nhất nắm tay, Lý Khinh Hồng nôn nóng, bàn tay lại hơi vùng vằng vài cái, nhưng cũng mặc kệ bàn tay to của Vương Nhất nắm lấy. Nửa tiếng sau, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng xuất hiện ở một công ty tên là Truyền thông Triều Hoa. Nói chính xác, là một phòng làm việc, chỉ có mười mấy người. "Gọi bà chủ của các cô ra đây." Vương Nhất ngắn gọn dứt khoát nói với cô gái đứng ở khu vực lễ tân. "Hai người có hẹn trước gặp Ngụy Tổng không?" Cô lễ tân chẳng để Vương Triều vào mắt, rất cao ngạo nói. Vương Nhất bị chọc cười, chỉ là một công ty nho nhỏ, người cũng ở trong văn phòng, còn cần hẹn trước à? Lúc vào cửa, dựa vào cảm giác của kẻ mạnh, anh đã biết gian phòng bên trong có một người đang ngồi, 89 phần 10 là Ngụy Hương Kiều. Cô lễ tân thay đổi sắc mặt, "Anh là ai? Tìm Ngụy Tổng của chúng tôi làm gì?" Câu này, hỏi Ngụy Tổng không phải phù hợp hơn à? Ánh mắt Vương Nhất lạnh xuống, chỉ vào Lý Khinh Hồng nói, "Cô nhìn xem, cô ấy là ai?" Cô lễ tân nhìn về phía Lý Khinh Hồng, lập tức kinh ngạc, cô không phải. Khóe miệng Vương Nhất khẽ nhếch ra một nụ cười lạnh. "Hiện giờ đã biết chúng tôi đến làm gì chưa?" Trong mắt cô lễ tân hiện lên tia hoảng loạn, "Hiện giờ Ngụy Tổng rất bận, hai người không thể vào được." "Cô cản được sao?" Vương Nhất lạnh lùng hỏi, sau đó cùng Lý Khinh Tuyết đi vào. Cô lễ tân vội vàng ngăn lại, nhưng khi đối mắt với Vương Nhất, cả người cô ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi, như người gỗ đứng chết chân tại chỗ. "Để họ vào đi." Đúng lúc này, trong văn phòng bên kia lại truyền đến giọng nói của phụ nữ. Cô lễ tân không ngăn cản nữa, còn nhẹ nhàng thở ra. Đi vào văn phòng, Vương Nhất lập tức thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi vắt chéo chân, ngồi trên ghế dựa. Có thể làm tình nhân của Lương Nhật Tân, nhan sắc sao có thể tệ chứ? Cô là Ngụy Hương Kiều. Vương Nhất nhìn cô ta một cái, bình đạm hỏi. Hai vị, chắc hẳn chính là nam nữ chính trong video nhỉ? Ngụy Thiền Thiền liếc Lý Khinh Hồng một cái, cười hì hì hỏi. Không biết đến chỗ tôi có việc gì không? Vương Nhất lấy di động ra, chỉ vào tin tức kia nói, cả ngày nay tin tức cô đưa lên đều là công kích cá nhân vợ của tôi, đã ảnh hưởng tới danh dự của vợ tôi và hình tượng công ty, tôi muốn cô nhanh chóng xóa bỏ tin tức này, hơn nữa phải công khai xin lỗi vợ tôi. Xóa bỏ, xin lỗi. Ngụy Hương Kiều cười cười, anh không phải nói đùa đấy chứ. Lời vừa nói ra, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng lập tức nhíu mày. Biết mục đích của chuyến đi này sẽ không thuận lợi như vậy.
Ngụy Thiền Thiền cười nói, thứ nhất, tin tức này thật thật giả giả, tôi nghĩ hai người phải rõ ràng hơn tôi chứ. Công việc của người làm báo, chính là mang sự thật ra trước công chúng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thứ hai, tin tức đã đăng, không có khả năng thu lại, nếu hai người muốn làm lớn, thì cứ việc làm, nhưng sau đó đừng trách tôi lại viết thêm mấy bài nữa, khiến cho thanh danh của hai người hoàn toàn đen, sẽ không bao giờ dám ngẩng đầu lên nữa. Câu cuối nói ra, đã biến thành uy hiếp rất lớn. Vương Nhất hơi hơi nheo mắt, mà Lý Khinh Tuyết cũng rất tức giận. Cô biết, cuộc chiến truyền thông là tổn thất kinh khủng nhất. Cho dù đối phương có xóa bỏ tin tức cũng đã tung ra, mọi người đã biết rõ ràng, đây rõ ràng là một cuộc chiến đã định trước không thể thắng lợi, việc duy nhất có thể làm là kịp thời ngăn tổn thất. Nhưng thái độ của đối phương hiện tại đã cho thấy thái độ rõ ràng đối với bọn họ. Có tồn tại của các người thế này, phóng viên mới có thể bị mọi người ghét bỏ như vậy. Lý Khinh Hồng lạnh giọng quát. Nếu không có ghét bỏ, thì sao có sợ hãi chứ? Ngụy Hương Kiều đặt bút viết xuống, cười ha ha nói, tôi khuyên hai người vẫn nên an phận đi, cho tôi chút lợi ích, nếu tôi vui vẻ, không chừng sẽ viết mấy bài tốt tốt về các người. Lý Khinh Hồng không sợ chút nào, nếu cô cho rằng tôi sợ, thì hoàn toàn sai rồi, cô muốn chơi bằng truyền thông. Tôi sẽ chơi truyền thông với cô. Có thể thấy, trong mắt Lý Khinh Hồng đã ngưng tụ chút lạnh lẽo, không khó đoán, cô thật sự là đang phân vân, có nên cố liều mạng với đối phương không? Vương Nhất lại vẫy vẫy tay, liều mạng với loại công ty này không đáng. Sau đó nhìn về phía Ngụy Hương Kiều, không hề có độ ấm cười cười, có phải cô cảm thấy, có Lương Nhật Tân chống lưng, thì sẽ mọi thứ sẽ an toàn. Ánh mắt Ngụy Hương Kiều ngưng trọng, mất tự nhiên cười. Lương Nhật Tân gì chứ, tôi không biết anh đang nói gì. Vương Nhất Bác không thèm để ý, vẫn chậm rãi nói, công ty truyền thông của cô là công ty mới hoạt động, có mắt nhìn là điều quan trọng nhất, vì vậy, tôi sẽ đưa một tin độc nhất của cô. Ngụy Hương Kiều bỗng nhiên lột bột trong phòng một chút, có dự cảm chẳng lành. Chỉ thấy Vương Nhất cười ha ha nói, Kim Thành Vũ của nhà họ Kim biết chứ, hiện tại đã liệt nửa người nằm viện, là tôi đã khiến anh ta thành như vậy. Tôi ngay cả Kim Thành Vũ còn không sợ, sao có thể sợ một kẻ hèn như Lương Nhật Tân chứ? Anh cười lạnh nói, thuận tiện nhắc nhở, Lương Nhật Tân chắc hẳn còn đang nằm viện điều trị, nguyên nhân bị thương, có phải do đoàn làm phim khi quay phim tạo ra không? Đánh anh ta đến thương nặng như thế, cũng là tôi. Ngụy Hương Kiều tức khắc cảm thấy khiếp sợ, ánh mắt sợ hãi nhìn Vương Nhất. Tôi hỏi cô lần cuối, thật sự không xóa, không xin lỗi sao? Vương Nhất hỏi, gương mặt Ngụy Hương Kiều biến sắc, nhưng vẫn mạnh miệng nói, không xóa, không xin lỗi. Rất tốt, Vương Nhất cười sán lạn, vậy đừng trách tôi, khiến cô thực sự thân bại danh liệt, không còn nhà để về. Tin tức truyền đến từ công ty truyền thông Triều Hoa làm Lý Khinh Hồng tức giận khó mà bình tĩnh được, ánh mắt vô cùng nặng nề. Cô ta sống chết không chịu xóa tin tức, chỉ còn cách sử dụng sức mạnh quan hệ công chúng của công ty để đánh lâu dài với cô ta. Không cần phải phiền phức như thế. Vương Nhất lại lắc đầu, anh cười nói, để anh xử lý chuyện này cho, đảm bảo là ngày mai tất cả các tin tức ác ý đều sẽ biến mất hết toàn bộ. Lý Khinh Hồng vô cùng kinh ngạc, anh định làm như thế nào? Vương Nhất cười nói, em không cần phải quan tâm đâu, cứ trở về công ty trước đi, công ty xảy ra chuyện lớn như thế, chắc chắn rất cần em. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Lý Khinh Hồng liền dịu lại, cô cảm kích nói, cảm ơn anh. Đưa Lý Khinh Hồng trở về tòa nhà quốc tế, Vương Nhất lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tăng Quốc Vinh, trong công ty của ông có truyền thông đại chúng nào mạnh hơn không? Tăng Quốc Vinh cười tươi, anh Vương, anh đã tìm đúng người rồi đó. Tôi là dựa vào cái này để lập nghiệp, không nói những nơi xa xôi, chỉ nói gần đây, về mảng truyền thông đại chúng ở Thiên An, tôi đứng thứ hai thì không có ai dám đứng thứ nhất. Tốt lắm! Vương Nhất nhẹ gật đầu, hài lòng nói. Giúp tôi đăng tin về hai người này, Ngụy Hương Kiều của truyền thông Triều Hoa cùng với Lương Nhật Tân của nhà họ Lương, nghĩ cách làm hai người bọn họ phải thân bại danh liệt. Tôi biết rồi. Tăng Quốc Vinh cười to, ngài cứ chú ý xem tin tức ngày mai đi. Cúp điện thoại, khóe miệng của Vương Nhất liền nở một nụ cười tàn nhẫn. Giở trò với tôi à? Chỉ sợ các người chơi không nổi. Cùng lúc đó, trong bệnh viện đứng đầu Thiên An, một bệnh viện tốt nhất trong thành phố. Ngụy Hương Kiều ngồi bên cạnh Lương Nhật Tân, đang đút nho cho anh ta ăn. Lương Nhật Tân vừa ăn vừa ôm lấy Ngụy Hương Kiều,
anh đã xem tin tức rồi, xử lý khá là tốt, lần này con đàn bà Lý Khinh Hồng cùng với công ty của cô ta sẽ mang tiếng xấu mãi mãi. Thật là đáng ghét, ở đây là bệnh viện đó. Ngụy Hương Kiều đánh tay Lương Nhật Tân ra, sắc mặt có chút nghiêm túc, Nhật Tân, lúc nãy Lý Khinh Hồng có dẫn theo một người đàn ông đến chỗ em, người đàn ông đó nói với thương của anh là do anh ta đánh, thật sự là như vậy hả? Người đàn ông đó có phải họ Vương không? Ngụy Hương Kiều suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu. Chính là anh ta. Biểu cảm của Lương Nhật Tân bỗng nhiên trở nên âm trầm, chờ anh ta mất đi chỗ dựa là Lý Khinh Hồng, không chơi chết anh ta thì anh không phải là anh nữa. Nghe như thế, ánh mắt Ngụy Hương Kiều trở nên nặng nề, nói như vậy vết thương trên người Nhật Tân thật sự là do người đó đã đánh. Nhưng mà em không cần phải sợ, bôi xấu thanh danh Lý Khinh Hồng, đây chỉ là bước đầu tiên, còn lại cứ chờ nhà họ Lương ra tay. Lương Nhật Tân lại tiếp tục nói, chờ đến khi công ty của con đàn bà đê tiện ấy bị phá sản, không phải là cô ta sẽ do chúng ta tùy ý xử lý à? Ngụy Hương Kiều gạt đi nỗi lo trong lòng, trở về yên lặng chờ đợi tin tức. Lương Nhật Tân cũng nói tin tức này cho Lương Ý Hành. Trong phòng họp nhà họ Lương, Lương Nam Lĩnh, Lương Ý Hành cùng với một người đàn ông mặc áo vải thô màu đen, mang đôi giày vải màu đen đang ngồi ngay ngắn ở giữa. Cổ áo của người đàn ông trung niên được thêu hình thái cực một đen một trắng to tướng, âm dương hòa trộn vào nhau, trông vô cùng ăn khớp. Ông nội, bước đầu tiên đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần chờ đợi tập đoàn Lệ Tinh bị chèn ép bởi áp lực từ nhiều phía, và nó sẽ phải sụp đổ. Lương Ý Hành để điện thoại xuống, vẻ mặt tươi cười nói với Lương Nam Lĩnh. Tốt lắm, công lao lần này, cháu và Nhật Tân đã góp sức rất nhiều. Vẻ mặt Lương Nam Lĩnh hồng hào. Bưng một tách trà Long Tỉnh Thượng Hải lên uống một ngụm, cười to, từ lúc bắt đầu, nhà họ Lương chúng ta đã đứng ở rìa thất bại, cái cô Lý Khinh Hồng đó cũng được xem như là nhân tài, đáng tiếc là không thể làm việc cho nhà họ Lương chúng ta. Đã không thể làm việc cho nhà họ Lương chúng ta, vậy thì hủy diệt thôi. Trong mắt Lương Ý Hành lại hiện lên một tia tàn nhẫn, cháu đã cho cô ta cơ hội, đáng tiếc là cô ta không biết trân trọng nó, mà còn dung túng cho chồng của cô ta ra tay với cháu. Thiếu chút nữa là cháu đã rơi xuống khỏi tháp Thiên An, mối thù này không báo thì không phải là quân tử. Ý Hành, cháu yên tâm đi, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gia đình Lý Khinh Hồng đâu, chuyện sống chết của bọn họ sẽ do cháu quyết định. Cháu cảm ơn ông nội. Lúc này, trên mặt Lương Ý Hành mới xuất hiện nụ cười, nhưng mà anh ta vẫn cẩn thận như cũ, chỉ sợ Vương Nhất bên cạnh Lý Khinh Hồng chính là một ẩn số, mấy ngày tiếp theo chắc chắn sẽ đến nhà họ Lương chúng ta để lấy lại video gốc. Chuyện này phải mời Bao đại sư ra tay thôi. Lương Nam Lĩnh hoàn toàn không sợ, nhìn về phía người đàn ông mặc áo vải nhắm mắt dưỡng thần yên tĩnh ngồi ở chính giữa, cung kính chắp tay. Bộp! Vừa mới dứt lời, Bao đại sư liền mở to mắt, trong mắt ông ta bắn ra hai tia sáng. Xương gò má của ông ta nhô cao, hai bên huyệt thái dương lại nổi lên gân xanh mà mắt thường có thể nhìn thấy, giống như những con rắn lục xanh nhỏ đang cử động. Hai mắt mở to. Không giận tự uy. Đây là cao thủ tuyệt đỉnh, thực lực áp đảo đa số võ giả thế tục. Gia chủ Lương không cần phải lo lắng, cậu ta đã phế đi nhiều cao thủ trong hiệp hội võ đạo của tôi và cậu ta đã sớm đứng ở hai phe đối lập. Bao đại sư hùng hồn nói, chỉ cần cậu ta dám đến đây thì tôi sẽ khiến cho cậu ta không có đường về. Lương Nam Lĩnh lập tức vui mừng, Bao đại sư này không những là đệ tử của người kia mà còn là quản lý cấp cao trong hiệp hội võ đạo. Ông ta đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn cùng với sức thuyết phục thì mới có thể mời người này đến đây. Nhưng mà Lương Ý Hành vẫn còn có chút lo lắng, anh ta chắp tay nói, Bao đại sư, người kia đâu rồi, có đi cùng với chúng ta không? Nhà họ Lương chúng tôi cần phải chuẩn bị để tiếp đón chu đáo. Ý cậu là gì? Không ngờ Bao đại sư lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Ý Hành, chẳng lẽ cậu cảm thấy một mình tôi không có khả năng xử lý cậu ta? Lương Ý Hành lập tức gục đầu xuống, Ý Hành không dám, chẳng qua là Ý Hành cảm thấy sư tử vồ thỏ thì cũng phải dùng toàn lực, nếu đã làm thì phải chuẩn bị cho thật chu toàn. Hừ, sư phụ của tôi bận rộn nhiều việc, nào có thời gian rảnh rỗi quan tâm đến chuyện thế tục. Trong lời nói của Bao đại sư đầy vẻ kiêu ngạo, Lương Ý Hành còn muốn nói gì đó, Bao đại sư lại khoác tay chặn lại, thằng nhóc à, không cần phải nhiều lời đâu, đối phó với cậu ta thì chỉ cần một mình tôi là đủ. Lúc này, Lương Ý Hành mới không tiếp tục đề cập nữa, chắp tay nói, vậy xin làm phiền Bao đại sư.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Hương Kiều đi thang máy lên đến công ty, nhưng mà trên đường đi cứ có người chỉ rõ vào cô ta, còn che miệng cười trộm. Ngụy Hương Kiều còn tưởng là ngày hôm nay mình trang điểm không đẹp, thế là lấy gương ra bắt đầu dặm thêm phấn son, không ngờ người xung quanh lại cười vui vẻ hơn nữa, còn có người lén lút chụp ảnh cô ta. Rốt cuộc Ngụy Hương Kiều cũng đã phát hiện sự việc không bình thường, cô ta chụp lấy một người đang chụp lén mình rồi hỏi, có phải là anh mới chụp tôi không hả? Phải thì sao? Người kia không những không sợ, ngược lại còn hất tay Ngụy Hương Kiều ra, trên mặt đầy vẻ mỉa mai, làm gái có tiếng mà sợ người ta chụp ảnh à, cô có cần tôi bình luận cho cô vài lời đẩy cô lên top không? Anh nói cái gì? Ngụy Hương Kiều chẳng hiểu ra làm sao, nhưng trên mặt đã hiện đầy lửa giận. Tôi đã gặp không ít người đê tiện, nhưng mà hèn hạ như cô ta thì đây là lần đầu tiên mà tôi gặp. Làm kẻ thứ ba của Lương Ý Hành thì thôi đi, còn không hài lòng muốn ở bên cạnh Lương Ý Hành nhà họ Lương, nghe nói là đã phá bỏ mấy đứa con rồi. Thật hả, không đi đóng giáp thì thật là đáng tiếc. Người đi đường nghị luận ầm ĩ, có mắng chửi, còn có người vui vẻ xem náo nhiệt. Càng ngày càng có nhiều người chú ý tới Ngụy Hương Kiều. Thậm chí còn có người trực tiếp đánh vào vai cô ta, không cho cô ta đi, cô chính là Ngụy Hương Kiều à. Sắc mặt của Ngụy Hương Kiều liền thay đổi, bởi vì cô ta phát hiện càng lúc càng có nhiều người đang chỉ trỏ mình. Ngụy Hương Kiều cảm thấy sự việc không thích hợp, thế là liền nhanh chân bỏ chạy. Đừng có chạy. Bắt con đàn bà đê tiện Ngụy Hương Kiều lại. Đánh chết cô ta. Người đi đường lần lượt đuổi theo, dùng bình nước và trứng gà trong tay chọi vào người Ngụy Hương Kiều. Một trận hỗn loạn qua đi, Ngụy Hương Kiều tóc tai bù xù nằm ở dưới đất, trên người cô ta đều là trứng gà sống cùng với dấu chân, giày cũng bị rớt mất một chiếc. Mọi người, bị cái gì vậy? Ngụy Hương Kiều đau đến nỗi ứa nước mắt, khập khiễng đứng dậy, mở điện thoại ra lướt một vòng, liền nhìn thấy tin tức khiến cô ta khó mà tin được. Nam tài tử Lương Nhật Tân nước Hát cùng cậu chủ Lương Ý Hành nhà họ Lương dùng chung một người tình, vạch trần cuộc sống hỗn loạn của hào môn. Hai mắt Ngụy Hương Kiều lập tức mở to, run rẩy nhấn vào, một tấm ảnh to cùng với một đoạn video đập vào trong mắt cô ta. Nhân vật nam chính là Lương Ý Hành cậu chủ nhà họ Lương, nhân vật nữ chính không phải là cô ta đó à? Thông tin rất rành mạch, viết hơn cả 10.000 chữ, vạch trần Ngụy Hương Kiều là một người phụ nữ bình thường đến cỡ nào, từng bước trở thành tình nhân của Lương Nhật Tân rồi lại bằng cách nào mà có thể leo lên giường với Lương Ý Hành. Không chỉ có như thế, ngay cả thân phận của cô ta cũng bị thay đổi, trở thành một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, 16 tuổi đã bước vào nơi phong nguyệt, trở thành siêu mẫu vũ công nổi tiếng nhất ở Bất Dạ Thành, trên cơ bản là ai cũng có thể làm chồng cô ta. Rốt cuộc cái này là gì đây? Sau khi xem sơ qua, đôi mắt Ngụy Hương Kiều hằn lên tia máu, bàn tay đang cầm điện thoại run rẩy không ngừng. Cô ta chính là làm nghề này. Vừa liếc mắt liền nhìn thấy tấm ảnh Full HD đã được Photoshop đổi mặt, làm mặt của cô ta và Lương Ý Hành dính sát vào nhau không có kẻ hở. Reng reng. Đúng lúc này, điện thoại di động lại vang lên, là Lương Nhật Tân gọi tới. Vừa mới ấn nghe liền truyền đến tiếng mắng chửi giận dữ của Lương Nhật Tân. Hay lắm con đàn bà đê tiện, ăn của tôi, mặc của tôi, ngay cả nhà ở cũng là của tôi, thế mà lại ngủ cùng anh cả tôi. Thân phận là người nhà họ Lương của Lương Nhật Tân đã được công ty giải trí Huy Hoàng giữ bí mật, cho nên có rất ít người biết Lương Ý Hành là anh cả của anh ta. Ngụy Hương Kiều lập tức gấp gáp, Nhật Tân, anh nghe em giải thích đi, em không có phản bội anh, em bị hãm hại đó. Hãm hại mẹ cô, video đều đã bị tung lên rồi. Lương Nhật Tân cắt ngang lời cô ta, tức giận nói, cô cút đi cho tôi, đừng có đến tìm tôi nữa. Nhật Tân, tút tút tút. Không đợi Ngụy Hương Kiều nói xong, Lương Nhật Tân liền cúp điện thoại. Lúc Ngụy Hương Kiều gọi lại cho anh ta thì phát hiện mình bị chặn rồi. Tin tức của minh tinh đang nổi tiếng luôn luôn có nhiều người quan tâm, Lương Nhật Tân cũng xem như có chút danh tiếng trong giới giải trí. Sau khi tin tức được tung lên, người mắng Ngụy Hương Kiều nhiều vô số kể. Trong lúc nhất thời, Ngụy Hương Kiều liền trở thành con chuột qua đường tùy người mắng chửi, ngay cả đi đường thì cũng phải đi đường nhỏ. Thậm chí ngay cả số di động của cô ta cùng với địa chỉ gia đình đều bị tiết lộ, điện thoại quấy rối chửi rủa liên tục gọi tới. Vất vả lắm Ngụy Hương Kiều mới có thể đến công ty, ngay cả ánh mắt của đồng nghiệp do cô ta quản lý cũng nhìn cô ta bằng vẻ quái dị. Ngụy Hương Kiều ngồi trước máy vi tính, sắc mặt âm trầm bất định,
còn đang suy nghĩ xem ai lại có thể ra tay tàn nhẫn với mình như thế. Lúc này, cô ta nhớ đến lời nói của Lý Khinh Hồng vào ngày hôm qua, vẻ hung hăng trong đôi mắt liền phun trào. Là con tiện nhân kia. Ngụy Hương Kiều tức giận toàn thân phát run, nếu như cô đã bất nhân, vậy thì đừng có trách tôi bất nghĩa, không ép cô vào đường cùng nhảy lầu tự sát thì tôi không phải là Ngụy Hương Kiều. Nói xong, cô ta lớn tiếng hét lên, tất cả mọi người đều viết ra một tin tức bôi nhọ Lý Khinh Hồng tập đoàn Lệ Tinh cho tôi, mỗi tiếng một bài, phải tàn độc hết mức, xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm. Nhưng mà bên ngoài phòng làm việc lại truyền đến tiếng kêu hốt hoảng của nhân viên. Ngụy Tổng, không xong rồi, trang web của chúng ta đã bị xóa, tất cả đều bị đảo mã. Cái gì? Ngụy Hương Kiều đập bàn, nổi giận đùng đùng bước tới, chỉ nhìn thấy íp mạng của tất cả các máy tính đã bị giả mạo, và không thể gửi ra ngoài. Ngụy Tổng, cô mau đến đây xem đi, 2 giờ sáng ngày hôm nay công ty của chúng ta liên tục gửi 4 thông báo đã nói rõ, đều là do công ty chúng ta có ý định hãm hại bọn họ, video và ảnh chụp cũng là do chúng ta Photoshop thành. Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của Ngụy Hương Kiều liền thay đổi, cô ta mở ra xem, quả nhiên nhìn thấy 4 thông báo làm sáng tỏ, hiện tại dư luận trên mạng nghiêng về một bên, tất cả đều đang chửi mắng doanh nghiệp của bọn họ vô đạo đức. Tránh ra, Ngụy Hương Kiều đẩy nhân viên kia ra, tự mình ngồi trước máy vi tính gõ mã. Nhưng mà gõ một hồi, máy tính đột nhiên lại chuyển sang màn hình xanh, những dãy mã màu đỏ chi chít lấp đầy cả màn hình. Ngụy Tổng, mạng nội bộ của công ty chúng ta đã bị hacker tấn công rồi. Nhân viên lo lắng nói. Bịch. Ngụy Hương Kiều lập tức mất hết sức lực ngồi dựa vào ghế, hai mắt chỉ trệ. Thủ đoạn của đối phương cao tay hơn cô ta rất nhiều, chỉ dựa vào một mình cô ta thì hoàn toàn không thể giải quyết được. Nhưng mà rất nhanh, trong mắt của cô ta liền phát ra vẻ tàn độc, đập mạnh lên bàn, không thể bỏ qua như thế. Nói xong, cô ta nổi giận đùng đùng bắt một chiếc xe taxi đến tòa nhà quốc tế. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh, Lý Khinh Hồng cũng kinh ngạc mở to mắt, cô xem tin tức với vẻ hoài nghi, lúc này mới không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Vương Nhất, những thứ này đều là do anh làm. Vương Nhất nhún nhún vai, lấy đạo của người trả lại cho người, rất bình thường mà. Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất giống như đang nhìn quái vật, sau đó lại nhàn nhạt cười một tiếng, anh thật là xấu xa. Vương Nhất nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Lý Khinh Hồng, anh dịu dàng nói, anh sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai có ý đồ muốn làm tổn thương em. Ở đây là công ty. Lý Khinh Hồng đỏ bừng cả khuôn mặt, bàn tay trắng nõn lại bị Vương Nhất nắm chặt. Đúng lúc này, Tiêu Đào lại bước đến, chào anh Vương. Sau đó lại báo cáo, Lý Tổng, có một cô gái họ Ngụy yêu cầu muốn gặp cô. Vương Nhất nghe vậy, anh liền cười nhạt, xem ra là cô ta đã đứng ngồi không yên rồi. Lý Khinh Hồng nhẹ gật đầu, mời cô ta vào đi. Sau khi nói xong, cô lại khôi phục hình tượng nữ cường ngồi xuống ghế tổng giám đốc chờ Ngụy Hương Kiều xuất hiện. Vương Nhất thì ngồi trên ghế salon trong phòng, mang theo nụ cười âm trầm khó đoán. Chỉ một lúc sau, Ngụy Hương Kiều liền nổi giận đùng đùng đứng trước mặt Lý Khinh Hồng, đập mạnh vào bàn, Lý Khinh Hồng, cô khinh người quá đáng. Vương Nhất chậm rãi nói, cô không cần phải tìm Lý Tổng, cô ấy không biết chuyện này đâu, tất cả mọi chuyện đều là do tôi làm. Anh, Ngụy Hương Kiều kinh ngạc đánh giá Vương Nhất một vòng, cô ta cảm thấy người có năng lực làm đến bước này, ngoại trừ Lý Khinh Hồng ra thì không có người nào khác. Đúng vậy, Vương Nhất nheo mắt cười nói, sao nào, cô Ngụy, cảm giác được làm người nổi tiếng trên mạng cũng không tệ đúng không? Ngụy Hương Kiều tức giận suýt ngất xỉu. Cô ta nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Vương Nhất, ra lệnh cho anh, còn không mau xóa bỏ mấy tin tức kia đi, sau đó trả lại mạng nội bộ cho công ty chúng tôi. Cô Ngụy, mới vậy mà đã gấp rồi. Tôi nhớ là ngày hôm qua cô đâu có nói như vậy. Vương Nhất nhìn Ngụy Hương Kiều với vẻ thách thức, chế nhạo nói. Ngụy Hương Kiều hít sâu một hơi rồi nói với Vương Nhất, chỉ cần anh xóa bỏ những tin tức này thì tôi cũng sẽ xóa tin tức bất lợi cho các người, như thế nào? Cô Ngụy, có phải là cô đã hiểu lầm rồi không? Vương Nhất bâng quơ hỏi lại, công ty của các người đều đã đăng thông báo làm sáng tỏ, có xóa hay không xóa tin tức thì có ý nghĩa gì? Tôi mới là người quyết định cuối cùng, cô cảm thấy cô có tư cách để bàn điều kiện với tôi à? Thần kinh Ngụy Hương Kiều run lên, cô ta sợ khí thế của Vương Nhất, nghiến răng nói, anh muốn như thế nào thì mới có thể xóa bỏ những tin tức này?
Lúc nói ra lời này, giọng nói của cô ta đều đang run rẩy. Khi đưa tin tức này lên, không chỉ có một công ty truyền thông Thiên An, mà là có mười mấy hai mươi công ty, có thể nói là gần như toàn bộ các công ty truyền thông ở Thiên An đều rất bất ngờ. Năng lực phía sau Vương Nhất thật sự khiến cô ta phải sợ hãi. Nhưng Vương Nhất lại cười nhạt một tiếng, xin lỗi nha, tôi không có ý định tha thứ cho cô. Anh! Ngụy Hương Kiều cứng người, trên trán nổi đầy gân xanh, cô ta đang muốn nói gì đó bỗng nhiên điện thoại lại vang lên. Ngụy Tổng, cô chạy nhanh đi, lúc nãy có rất nhiều cảnh sát đến đây, không chỉ Niêm Phong công ty chúng ta mà còn có rất nhiều đồng nghiệp đã bị bắt. Giọng nói của Tiếp Tân hoảng sợ vô cùng, cô ta chỉ là một Tiếp Tân, cho nên có thể trốn qua một kiếp, bây giờ những người đó đang đến tìm cô đấy. Cái gì? Tay cầm điện thoại, hai chân Ngụy Hương Kiều mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, run không ngừng. Cạch! Khách quý đến rất nhanh. Ngụy Hương Kiều vừa mới để điện thoại di động xuống thì cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc đã bị đẩy ra, Bạch Yến dẫn theo một nhóm người mặt không đổi sắc đi vào trong, cô chính là Ngụy Hương Kiều. Các người, là ai? Ngụy Hương Kiều hoảng sợ đến nỗi cử động cũng không dám cử động, biểu cảm sợ hãi đến cực điểm. Tôi là đội trưởng đội một khoa cảnh sát hình sự cục cảnh sát Thiên An, tên là Bạch Yến, chúng tôi bắt cô về tội vu khống danh dự người khác và vô cớ tung tin đồn thất thiệt. Bạch Yến lấy giấy chứng nhận ra, Sử Kiến cùng một cảnh sát khác lập tức bước lên phía trước, dẫn Ngụy Hương Kiều mất hết sức lực đi khỏi. Lại là anh. Bạch Yến nhìn Vương Nhất, lông mày lập tức nhướn lên. Làm phiền cô Bạch rồi. Vương Nhất cười với Bạch Yến, sau đó lại dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà nói, đừng quên những gì tôi đã nói với cô, đen có khi không phải là đen, trắng có khi không phải là trắng. Bạch Yến quay đầu nhìn trịnh trọng gật đầu. Ánh mắt Lý Khinh Hồng bình tĩnh như nước, đối với chuyện này, cô đã không cảm thấy kinh ngạc nữa. Vương Nhất ra khỏi phòng làm việc chủ tịch tập đoàn Lệ Tinh, mắt hơi híp lại. Tiếp theo cũng nên đến nhà họ Lương một chuyến. Lương Nhật Tân ra lệnh cho Ngụy Hương Kiều bôi nhọ Lý Khinh Hồng, đây chỉ là bước đầu tiên, chắc chắn là nhà họ Lương còn có kế hoạch tiếp theo. Giết người thì phải giết tuyệt, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đây chính là phương châm làm việc của Vương Nhất trong 5 năm qua. Anh gọi điện thoại cho Lãnh Nhan, đến nhà họ Lương với tôi. Vâng. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, cũng không phải là giọng nói của Lãnh Nhan. Nhã Mi. Vương Nhất giật mình, bây giờ cô đang ở cùng Lãnh Nhan à? Tôi tìm cô ấy có chút việc. Khương Nhã Mi từ tốn nói. Sau đó bên cạnh mới truyền đến giọng nói mang theo vẻ áy náy sâu sắc của Lãnh Nhan. Tôi xin lỗi thiếu chủ, mấy ngày nay chị Nhã Mi vẫn luôn ở chỗ tôi. Hỗ trợ tôi giải phẫu thi thể. Giải phẫu thi thể. Ánh mắt của Vương Nhất ngưng động lại. Giọng nói bình thản của Khương Nhã Mi lại truyền đến. Hổ về núi tôi đã giết một nhân viên chấp hành nhất tinh của võng lược, cũng đã mang thi thể của người đó trở về, đang được giải phẫu, Lãnh Nhan là người trong nghề. Nghe vậy, Vương Nhất nhịn không được mà nhớ đến hình ảnh máu me khắp người của Khương Nhã Mi vào đêm hôm đó. Khương Nhã Mi còn nói thêm, không phải là anh muốn đến nhà họ Lương à? Lãnh Nhan đang bận việc không thể đi cùng anh, vậy thì để tôi làm thay cho, đi đến nhà họ Lương cùng anh. Vương Nhất cười khổ, đã bao lâu rồi anh không cùng Nhã Mi chấp hành nhiệm vụ nhỉ? 10 phút sau, có một chiếc Porsche mui trần dừng bên cạnh Vương Nhất, Khương Nhã Mi xuất hiện với mái tóc đen. Vẫn là cách ăn mặc trước kia, áo da màu đen bó sát người, bút cao màu đen, ngay cả mái tóc cũng là màu đen. Lên xe đi. Vương Nhất ngồi vào ghế bên cạnh tài xế, Khương Nhã Mi đạp mạnh chân ga, xe chạy về phía nhà họ Lương. Lúc này, nhà họ Lương gà bay chó sủa. Lương Ý Hành vô cùng lo lắng ngồi trên ghế salon nhìn tấm ảnh giường chiếu trong tin tức, trên trán nổi đầy gân xanh. Đúng lúc này, có một người phận con cháu nhà họ Lương bước đến, Lương Ý Hành lập tức đứng dậy, sao rồi, đã phủi sạch quan hệ chưa? Bởi vì tin tức này mà danh dự của nhà họ Lương rơi xuống vực thẳm. Tất cả cổ phiếu của công ty được đưa ra thị trường lập tức rớt giá trầm trọng, tổn thất nặng nề. Người kia lắc đầu, vẫn chưa, nếu như lúc này lên tiếng thì sẽ khiến người ta cảm thấy chúng ta giấu đầu lòi đuôi. Chết tiệt! Nghe vậy, Lương Ý Hành chỉ nghiến chặt răng, thật lâu sau vẫn không lên tiếng. Lúc này, Lương Nam Lĩnh bước vào, nhìn anh ta bằng một cái nhìn sâu sắc, Ý Hành, Vương Nhất đó thật sự là một người có năng lực, cháu đừng coi thường cậu ta. Ông nội, cháu đã hiểu rồi.
Lương Ý Hành trầm giọng nói, nhưng đây cũng chỉ là những thủ đoạn nhỏ nhoi của anh ta, chỉ cần đoạn video nằm trong tay cháu, chúng ta vĩnh viễn đứng ở thế thượng phong. Lương Nam Lĩnh nhẹ gật đầu, tính toán thời gian, chắc là thằng danh đó sắp đến nhà họ Lương rồi. Nếu như cậu ta đồng ý thần phục thì có thể tha cho cậu ta một mạng, còn không thì chỉ sợ cậu ta cái chết lưới rách. Lương Ý Hành cười lạnh, cá chết lưới rách thì cũng phải có năng lực này mới được, trước mặt nhà họ Lương chúng ta, anh ta chẳng phải là cái thá gì hết. Rầm rầm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang đinh tai nhức óc. Một chiếc xe Porsche màu đen mạnh mẽ đâm vào, trực tiếp đụng ngã cửa đại viện nhà họ Lương. Sau đó, có một nam một nữ bước xuống từ trên xe, sắc mặt lạnh lùng cất bước. Các người là ai mà lại dám xông vào nhà họ Lương? Rầm. Thủ vệ nhà họ Lương còn chưa nói xong thì đã bị Khương Nhã Mi đá một đá bay đi. Vương Nhất kinh ngạc nhìn Khương Nhã Mi, anh còn chưa ra tay kia mà, thế mà Nhã Mi lại ra tay trước. Gọi người nhà họ Lương cút ra đây. Cặp mắt Khương Nhã Mi đằng đằng sát khí, giọng nói lạnh lùng như băng. Tất cả thủ vệ nhà họ Lương miệng câm như hến, vội vàng chạy vào báo cáo. Sát khí trên mặt Khương Nhã Mi lập tức tản đi, cô ta quay đầu thản nhiên nhìn Vương Nhất, có phải công việc của Lãnh Nhan là như thế này không? Vương Nhất vô thức nhẹ gật đầu, Khương Nhã Mi lại âm thầm cười một tiếng, xem ra là tôi cũng có thể làm công việc của Lãnh Nhan. Người nào lại to gan như thế, dám ra tay ở nhà họ Lương? Đúng lúc này, trong biệt thự nhà họ Lương truyền đến tiếng hét phẫn nộ lại già nua. Lương Nam Lĩnh và Lương Ý Hành dẫn theo một đám vệ sĩ mặt mũi tràn đầy giận dữ bước ra, khi nhìn thấy là Vương Nhất và Khương Nhã Mi, ánh mắt của bọn họ liền co rút. Vương Nhất, là anh. Cậu chính là Vương Nhất. Đây là lần đầu tiên Lương Nam Lĩnh gặp Vương Nhất, đôi mắt nhăn nheo của ông ta hơi híp lại. Là tôi. Vương Nhất đứng thẳng người, gương mặt góc cạnh, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người nhà họ Lương. Khương Nhã Mi đứng bên cạnh với sắc mặt bình thản, nghịch con dao găm bằng bạc trong tay, chuyển thành những mũi dao sắc nhọn. Đối mặt với toàn bộ nhà họ Lương, vậy mà hai người lại không hề biểu hiện ra sự sợ hãi, sắc mặt của Lương Ý Hành và Lương Nam Lĩnh dần dần trở nên trì trệ. Nhưng mà nhà họ Lương đã chuẩn bị chu toàn, sự căng thẳng trong lòng vừa mới lóe lên liền biến mất. Biểu cảm Lương Ý Hành đột nhiên lại trở nên dữ tợn, Vương Nhất, lần trước thiếu chút nữa là anh đã ném tôi xuống khỏi tháp Thiên An, lại còn hàm hồ đưa tin bôi nhọ nhà họ Lương, chúng tôi chưa đến tìm anh thì thôi, anh lại chủ động dâng tới cửa. Làm vậy không phải rất hợp ý các người à? Vương Nhất bỗng nhiên lại cười, anh cất cao giọng nói, tôi cho các người một cơ hội giết tôi, để tôi xem các người có năng lực này không. Thằng danh vô tri. Ánh mắt Lương Nam Lĩnh âm trầm nhìn chằm chằm vào Vương Nhất, cậu bôi nhọ danh dự nhà họ Lương chúng tôi, suýt chút nữa đã hại chết cháu trai của tôi, không giết cậu thì khó mà giải trừ mối hận trong lòng tôi. Còn không mau xóa bỏ tin tức bôi nhọ nhà họ Lương, sau đó giao dự án xây dựng của tập đoàn Lệ Tinh ra đây, như vậy thì tôi còn có thể suy nghĩ mà tha cho anh một mạng. Lương Ý Hành cũng hùng hồn ra lệnh. Vương Nhất lại nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói bình tĩnh, xóa hay không xóa thì có liên quan gì đâu. Dù sao thì nhà họ Lương các người cũng sẽ sớm diệt vong thôi. Nói xong lời này, Vương Nhất dừng lại một chút, giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Giao video ra đây, tôi sẽ tha cho các người một con đường sống. Lương Ý Hành giật mình bởi khí thế của Vương Nhất, nhưng mà anh ta đã chuẩn bị rất chu đáo, nên vẫn không hề e ngại chút nào, mỉm cười rồi nói. Nếu như anh đã không thích uống rượu mời mà thích uống rượu phạt, vậy thì đừng có trách tôi vô tình. Vừa nói dứt lời, anh ta liền thủ thế. Bịch bịch, vệ sĩ nhà họ Lương ở sau lưng cũng nhanh chóng bước lên một bước, bao vây Vương Nhất và Khương Nhã Mi thật chặt chẽ. Trong tay của mỗi một tên vệ sĩ đều cầm theo súng ống, chúng đang chỉ vào đầu bọn họ. Mặc dù trong nước nghiêm cấm sử dụng súng, nhưng chỉ cần là hào môn thì đều có một con đường tắt để có thể có súng. Nhìn cảnh tượng này, Lương Ý Hành cười lạnh, lần trước là do tôi đã không suy xét chu toàn. Không dẫn theo vệ sĩ nên mới để anh có cơ hội tiếp cận, bây giờ anh có cách gì để thoát khỏi rừng mưa đạn từ những cây súng này. Hơn nữa, đây còn chưa phải là át chủ bài lớn nhất của anh ta, dựa vào cục diện hiện tại, có lẽ căn bản không cần phải sử dụng át chủ bài là đã có thể giết bọn họ. Bị nhiều họng súng chỉ vào đầu, Vương Nhất và Khương Nhã Mi hoàn toàn không sợ hãi. Không chỉ không sợ, hai người còn liếc mắt nhìn nhau,
cả hai đều nhìn thấy một nụ cười hiếm có từ trong mắt đối phương. Giống như hai con sư tử cuối cùng cũng có một ngày có thể trở về thảo nguyên bao la rộng lớn, thỏa thích bộc lộ dã tính của bọn chúng. Mỗi người một nửa. Vương Nhất quay đầu hỏi. Cứ để cho tôi hết đi. Khương Nhã Mi thờ ơ cười, con dao đang xoay tròn trong tay bỗng nhiên dừng lại. Một con dao găm lập tức biến thành rất nhiều chuôi, giống như một bàn tay Phật, được Khương Nhã Mi nhẹ nhàng vung ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bạo vũ lê hoa, đao quang kiếm ảnh. Phập phập phập, phi đao lấy mạng, tất cả vệ sĩ nhà họ Lương ngay cả thời gian nổ súng cũng không kịp, trên cổ liền xuất hiện một vết dao nhỏ xíu. Vết thương hở ra, máu chảy như suối. Tất cả vệ sĩ đều đột ngột ngã xuống, chết không nhắm mắt. Tĩnh lặng như tờ. Nụ cười trên mặt Lương Ý Hành, Lương Nam Lĩnh vẫn chưa biến mất hoàn toàn thì đã trở nên cứng đờ, tựa như hai tấm mặt nạ da người tinh xảo, nỗi sợ hãi giăng đầy trong mắt. Khoảnh khắc anh giơ tay lên trời, thốn mang hiện thế, tục xưng sức mạnh của quỷ thần, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chết oan chết uổng. Đây có thật là sức mạnh của con người không vậy? Vốn trong sảnh lớn nhà họ Lương còn đầy ắp người, nhưng chỉ một giây sau, khung cảnh lập tức trở nên cực kỳ hoang vu. Mặt mày Lương Ý Hành tức khắc tái nhợt hẳn đi, anh ta há miệng thở hổn hển từng ngụm, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo. Lương Nam Lĩnh đã qua cái tuổi nửa trăm thì càng không ổn hơn, trực tiếp phịch một tiếng, ngã ngồi ra đất. Khương Nhã Mi lại làm như chẳng có gì xảy ra. Cô ta như biết pháp thuật, trong tay bỗng chốc xuất hiện một con dao găm, nhanh nhẹn xoay tròn giữa các đầu ngón tay. Thấy vậy, Vương Nhất chỉ biết nở nụ cười khổ, đã qua bao năm rồi mà cô ta vẫn chưa thể từ bỏ thói xấu thích xoay dao này. Anh tính tâm vài giây, ánh mắt lại một lần nữa trở nên lạnh lùng. Chân chậm chậm bước về phía Lương Ý Hành và Lương Nam Lĩnh. Giờ phút này, trái tim Lương Ý Hành đã nhảy tới cổ, mồ hôi tuôn như mưa, tưởng như đã trở lại cái đêm bị ném từ tháp Thiên An xuống vậy. Đừng tới đây, mày mau đứng lại đó. Giọng anh ta run run, sợ hãi cùng cực. Nhưng Vương Nhất vẫn bước về phía anh ta với vẻ mặt lạnh lùng, trong nháy mắt, anh đã đứng trước mặt anh ta, cụp mắt nhìn anh ta từ trên cao. Dưới ánh nhìn lạnh như băng của Vương Nhất, trái tim Lương Ý Hành như bị ai bóp chặt, hoảng sợ khôn cùng. Mày dám động vào tao. Bốp, vừa dứt lời, cả người anh ta lập tức bay thẳng ra ngoài như con diều đứt dây. Cơ thể đập mạnh vào con sư tử đá to lớn đặt hai bên biệt thự, máu tươi tuôn ra khỏi miệng. Lương Ý Hành có đè ép cơn đau xuống, giãy giụa muốn đứng dậy. Anh ta vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Vương Nhất đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh nhấc chân. Đạp mạnh xuống cổ Lương Ý Hành, còn không ngừng đè ép. Nói, đoạn phim gốc ở đâu? Khụ khụ. Con người trong mắt Lương Ý Hành giãn ra, anh ta sắp bị dẫm đến hít thở không nổi rồi. Nhưng Vương Nhất rất biết cách khống chế sức lực, vừa có thể khiến Lương Ý Hành cảm nhận nỗi thống khổ khi cổ bị đạp gãy, vừa không đến mức khiến anh ta chết thật. Mày dám làm cháu trai tao bị thương. Lương Nam Lĩnh đứng bên cạnh trợn tròn mắt, liều mạng lao tới chỗ Vương Nhất. Dầm. Chỉ là còn chưa tới được chỗ anh thì ông ta đã bị đá bay ra ngoài. Ông già, tôi khuyên ông biết an phận chút đi, mục đích lần này tôi tới nhà họ Lương chỉ là muốn lấy đoạn phim gốc về thôi. Giọng Vương Nhất vô cùng sắc lạnh, ngập tràn sát ý dày đặc. Vương Nhất, mày dám giết người nhà họ Lương tao đây sẽ không bỏ qua cho mày, càng không bỏ qua cho Lý Khinh Hồng. Lương Nam Lĩnh run rẩy đứng dậy, trên mặt hiện lên vẻ độc ác và oán hận. Rồi buông lời đe dọa. Thế ư? Vương Nhất nhướng mày, trong mắt chợt lóe lên luồng sát ý nồng đậm, nhưng giọng điệu vẫn châm chọc như trước. Ông dựa vào đâu mà không buông tha cho tôi, dựa vào cái nhà toàn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ của ông hả? Thứ nhà họ Lương dựa vào cùng lắm chỉ là tài lực to lớn và mấy đội vệ sĩ có trang bị súng ống thôi. Bỏ hết mấy thứ này, nhà họ Lương còn lại gì chứ? Lương Nam Lĩnh mặt mày âm trầm nhìn Vương Nhất. Chẳng hề sợ hãi mà hét lớn, nhà họ Lương tao đây đã sừng sững ở Thiên An hơn 30 năm, mày tưởng bọn tao chỉ dựa vào những vệ sĩ đó thôi sao? Đương nhiên là phải có con bài chưa lật rồi.